đại đạo cảm ngộ trọn vẹn dùng 10 năm gần đây thời gian, hàng tuyệt rốt cục sáng tạo ra thuộc về mình đại đạo. Khi đống ngộ ra thuộc về mình đại đạo lúc, hàng tuyệt khí tất cả người thuế biến, một sợi hắc khí quấn quanh quanh người hắn, dọa đến quỷ dị thần linh cũng không dám tới gần, trốn ở góc tường rung lẩy bẫy. Cùng lúc đó, tại trong một vùng tâm tối hiện ra một đoàn ánh sáng, không ngừng mở rộng. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trong hắc ám, xa xa nhìn về phía đoàn ánh sáng kia. Đại đạo mới. Tính không thấu, không biết là ai sáng tạo có lẽ là đại đạo tự nhiên diễn hóa. Còn phải đợi thêm số nguyên hội, thậm chí càng thêm, phương này đại đạo mới có thể hình thành quy tắc của mình, sinh sôi ra thuộc về mình sinh linh. Các ngươi muốn đại đạo này sao? Nếu là đại đạo này thật sự là tu sĩ sáng tạo, cẩn thận phí công hồ. Nhìn nhìn lại đi. Hàng tuyệt không biết chính mình sáng tạo đại đạo lúc, tại không biết tên sâu trong bóng tối ngay tại xuất hiện tạo hóa mới. Hắn từ từ mở mắt. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần thế giới bên trong có một cổ đại đạo chi lực mới, tương tự hắc vụ, tại khu vực biên giới phun trào. Đại đạo này kết hợp hắn đã nắm giữ 8 tôn ma thần pháp tướng đặc điểm. Thiên cương ma thần, cửu âm ma thần, phong hám ma thần, ảnh hồng ma thần, hư vô ma thần, xích tình ma thần, nhược thủy ma thần, cực ám ma thần. Tương lai, hắn còn có thể thông qua mặt khác ma thần pháp tướng, hướng đại đạo mới bên trong rót vào càng nhiều tạo hóa. Cái này sẽ là trước nay chưa có đại đạo, cũng chính là cường đại nhất đại đạo, bởi vì nó kết hợp đại đạo khác đặc điểm. Liền gọi cực nguyên đại đạo đi hàng tuyệt tự lẩm bẩm vì đại đạo mới gỡ xuống danh tự cực là cực hạng ba nghìn đại đạo cực hạng nguyên là đầu nguồn ba nghìn đại đạo chi đầu nguồn dung hợp ba nghìn đại đạo về sau cũng có thể sáng tạo ba nghìn đại đạo từ nơi sâu xa hàng tuyệt cảm ứng được cực nguyên đại đạo tại hô ứng chính mình công nhận đại đạo này tên kiểm tra đo lường đến ngươi lần thứ nhất sáng tạo đại đạo ngươi có phía dưới lựa chọn một truyền đạo giảng đạo để chúng sinh tu hành cực nguyên đại đạo có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo. 2. điều thấp tu luyện, không lộ ra cực nguyên đại đạo tồn tại, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. Lão tử cũng còn không có luyện được cái trò đến, làm sao có thể truyền đạo? Hàng Tuyệt trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Cực nguyên đại đạo một khi truyền ra, nhất định gây nên thiên đạo thánh nhân, đại đạo thần linh thậm chí siêu thoát đạo giả nghi kỵ, Hàng Tuyệt lại không ngốc. Ngươi lựa chọn điều thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được vô ngấn thanh phong liên. Vô ngấn thanh phong liên, tiên thiên linh vật, nhập thổ vô ngấn, giao hạt ức vạn, thúc đẩy sinh trưởng bàn bạc tiên thiên chi khí. Cũng không tệ lắm, có thể cầm tới ẩn môn đảo bên ngoài giao hạt, tăng lên phụ cận tiên thiên chi khí. Về phần đạo tràng nội bộ, đã không cần lại đề thăng tiên thiên chi khí, vốn là nồng đậm đến cực điểm. Vừa vặn, về sau các đệ tử, người ưu tộc có thể đợi ở bên ngoài, về phần ẩn môn đảo lưu tại bí mật nơi chốn, chạy nạn lúc lại dùng. Hàng tuyệt bây giờ tu luyện đã không cần linh khí, tiên thiên chi khí, chỉ cần hấp thu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong nghiệp lực là đủ. Hàng tuyệt đứng dậy, nhảy ra ẩn môn đảo. Đi vào bên ngoài, hắn phát hiện chung quanh cây cối ít đi rất nhiều, phương viên ngoài trăm bước xuất hiện từng tòa cao lớn cung điện, đạo quán, chùa miếu các loại. Hàng tuyệt có thế bắt được các đệ tử khí tức, đã đều tự tìm chỗ ở dưới. Hắn xuất ra vô ngấn thanh phong liên, đây là một viên to bằng hạt lạc hạt giống, hắn đem nó trực tiếp vứt trên mặt đất trong chớp mắt, nó hạt giống liền biến mất không thấy. Hàng Tuyệt đem thần niệm thăm dò vào trong đất bùn, hắn nhìn thấy Vô Ngấn Thanh Phong Liên ngay tại nhanh chóng phân liệt. Sau đó chỉ cần yên lặng chờ Vô Ngấn Thanh Phong Liên trưởng thành. Hàng Tuyệt đem khí tức của mình triển lộ ra, tại hệ thống ẩn tàng dưới, hắn đem tu vi áp chế đến nhất chuyển tiên đế. Rất nhanh, ẩn môn chúng đệ tử nhau nhau tụ tập mà đến, tất cả đều quỳ lạy ở trước mặt Hàng Tuyệt, liền ngay cả hình hồng tuyền, khi tuyền tiên tử, thường miệt nhi cũng tới. Tuân Trường An, Ngộ Đạo Kiếm, Lệ Diêu, Đồ Linh Nhi, Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch, Hàng Bác Huynh Đệ, Hắc Ngục Kê, Hỗn Động Thiên Cẩu, Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi, Kim Cương Nộ, Lã Hóa Hư, Chu Minh Nguyệt các loại. Đối với Hàng Tuyệt bày ra nhất chuyển tiên đế tu vi, không ai tin. Khương Dịch không khỏi nhớ tới mình cùng Hàng Tuyệt bắt đầu thấy mặt, trong lòng thầm mắng, lại muốn gạt người. Thiên đạo chúng sinh cũng bị mất, muốn lừa gạt ai đây? Hàng Tuyệt hỏi, vùng này cảm giác như thế nào? Mộ Dung Khởi dẫn đầu hồi đáp, nghe nói nơi này từng là kỳ lân tộc cựu địa, linh khí dồi dào, xác thực thích hợp sinh tồn, sư tổ, ngài muốn hay không cho vùng này lấy cái tên. Những người khác nhau nhau đáp lời. Không có đất tên, bọn hắn luôn cảm thấy kém chút cái gì. Bọn hắn lại không dám tự tiện làm chủ. Hàng tuyệt nghĩ nghĩ, nói, liền gọi bách nhạc tiên xuyên đi. Ý nghĩa gì? Khương dịch hỏi. Hàng tuyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, không có ý nghĩa. Khương dịch sửng sốt, đang muốn truy vấn, hắc ngục kê kêu lên, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó. Khương dịch tiểu nhi không phục. Chủ nhân, để hắn dập đầu trăm năm, nói mình sai. Khương Dịch kém chút tức chết, cẩu kê này quá tiện đi. Hàng Tuyệt nói, về sau các ngươi liền ở tại phụ cận, ta thì đợi ở trong ẩn môn đảo, có việc tùy thời gọi ta, thiên đạo chúng sinh gần như chết hết, sống sót đều là siêu việt thần cảnh tồn tại, nếu là gặp được, cẩn thận đối đãi, ta sẽ để cho lữ bố, mã siêu đi ra, trấn thủ bách nhạc tiên xuyên. Không nên rời đi bách nhạc tiên xuyên, trừ phi đạt được đồng ý của ta, hảo hảo tu luyện, đợi thiên đạo sinh linh mới lúc xuất hiện, các ngươi tựa như thần thoại đồng dạng, đây cũng là lượng kiếp đằng sau lớn nhất cơ duyên. Hàng tuyệt lời nói nghe được đám người phản ứng không đồng nhất, bọn hắn đã sớm đoán được là cục diện này, nhưng từ hàng tuyệt trong miệng biết được, vẫn cảm thấy chấn kinh. Khương Dịch hỏi, ta kim ô thần tộc cũng diệt tuyệt. Hàng tuyệt nói, Đại La khả năng còn sống. Triệu hiên viên sắc mặt thảm đạm, nhân tộc Đại La ít càng thêm ít. Khi tuyền tiên tử, thường nguyệt nhi phản phất nghĩ đến cái gì, cũng biến thành hồn bay phách lạc. Hàng tuyệt chú ý tới ánh mắt của các nàng, vì vậy nói, trước đó xích vân giới vẫn còn, bị ta bảo vệ lấy, bây giờ tên là Diêu Giới. Lã Hóa Hư gật đầu nói, không sai, ta chính là từ Diêu Giới đi ra, Diêu Giới giống như không tại hư không, có phi thăng giả đề cập qua, rời đi Diêu Giới sau gặp được kinh khủng xương lớn, trở ngại bọn hắn tiến lên. Liên quan tới Diêu Giới ở đâu, Hàng Tuyệt không có nhiều lời. Bất quá nói đến phi thăng, Hàng Tuyệt nhớ tới chính mình đến nay không có phi thăng qua. Lấy hắn bây giờ tu vi, phi thăng chi kiếp đã không có ý nghĩa, phi thăng chỉ có thể trợ giúp cảnh giới thấp tăng cao tu vi. Nếu như Đại La Kim Tiên sau khi phi thăng thành tựu chuẩn thánh, vậy mặt khác đại la đã sớm nghĩ biện pháp một lần nữa phi thăng sư phụ nếu như chúng ta là thứ nhất nhóm thiên đạo sinh linh giảng đạo có thể hay không thu hoạch được vô lượng công đức thậm chí có chứng đạo thành thánh cơ hội triệu hiên viên bỗng nhiên nói ra con mắt tại tỏa ánh sáng những người khác cũng hưng phấn lên bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua không ít thánh nhân truyền thuyết đại đa số thánh nhân cũng là bởi vì đối với chúng sinh có đại công đức vừa rồi bị thiên đạo thánh nhân không dễ dàng như vậy nếu là không cách nào thành thánh các ngươi lấy được thiên đạo công đức khả năng liền sẽ ước thúc ngươi Lần tiếp theo vô lượng đại kiếp, các ngươi như thế nào tỷ kiếp? Không thành thánh, trong lượng kiếp cuối cùng thành cho bụi." Hàng Tuyệt Bình tĩnh nói, hắn mọi người lâm vào trầm tư. Hắc Ngục kê kêu lên, tranh cái gì a, à, đi theo chủ nhân lan lộn, không ngừng tăng lên đạo hạnh, rời xa nguy hiểm, khó chịu sao? Ngẫm lại tu vi của các ngươi, thật không bằng tranh đoạt khí vận trướng đến nhanh sao?" Nghe vậy, tất cả mọi người bừng tỉnh. "Đúng vậy a, à, sống sót mới trọng yếu nhất. Hiện tại chúng ta đã là sống sót số ít người." đợi thiên đạo chúng sinh xuất hiện, chúng ta chính là đại lão. Một khi muốn tranh thánh, về sau muốn rút lui cũng khó khăn. Dù sao ta nghe sư phụ. Ta cũng thế. Đám người nghị luận ầm ĩ, hàng tuyệt cười cười, cũng không có tiếp tục tham dự. Hắn bắt đầu nhìn chung quanh, chuẩn bị tại phụ cận thành lập một tòa đạo thuộc về mình xem, về phần ẩn môn đảo, coi như bí cảnh. Thiên đạo khởi động lại, thời gian trở nên không gấp gáp. Hàng tuyệt tìm đúng vị trí, tay phải vung lên, một tòa không tính quá lớn đạo quán ngưng tụ ra hiện tại trong rừng cây các ngươi riêng phần mình tu hành đi, mặc dù đã mất thiên đạo chúng sinh, cũng đừng chậm trễ thời gian. Hàng Tuyệt mở miệng nói, chúng đệ tử lập tức tán đi. Hình Hồng Tuyền lại gần, vui cười hỏi, phu quân, ta có thể ở lại ngươi đạo quán sao? Hàng Tuyệt nói, ngươi đem đến bên cạnh ta tới đi, ngủ cùng chỗ ta không tiện. Hình Hồng Tuyền biểu môi, cũng chỉ có thể gật đầu, có thể dựa vào Hàng Tuyệt gần một chút cũng là chuyện tốt. Thường Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Hi Tuyền tiên tử rời đi. Hai nữ tu vi cũng không bằng Hình Hồng Tuyền, cho nên không có hình hồng tuyền như vậy dũng khí. Hàng tuyệt chưa có trở về trong đạo quán, mà là bắt đầu ở trong bách nhạc tiên xuyên đi dạo. Mặc dù đã nhanh 8.000 tuổi, nhưng hắn còn chưa chân chính đi qua địa phương nào, trước kia đến tiên giới, không có đợi bao lâu liền chạy, sợ gặp được nguy hiểm. Hiện nay, dưới thiên đạo không ai có thể uy hiếp được hắn, hắn tự nhiên có thể gan lớn điểm. Những người khác không cùng theo hàng tuyệt, minh bạch hàng tuyệt muốn đơn độc đi một chút. Ngộ đạo kiếm nhìn chầm chầm hàng tuyệt bóng lưng, lẩm bẩm nói, cũng không biết chủ nhân hiện nay mạnh cỡ nào. Lệ Dư bình tĩnh nói, hắn tại hắc ám tấm khu liền có thể tùy thời hiểu rõ lượng kiếp tình huống, ta hoài nghi hắn cách thánh nhân đã không xa, nói không chừng đã chứng đạo thành thánh, hắn tự hồ đối với thánh nhân chi vị cũng không cảm thấy hứng thú. Ngộ đạo kiếm không khỏi gật đầu, cảm thấy nói có lý. Hàng tuyệt một bên dạo bước tiến lên, một bên đem thần niệm tản ra. Hắn cảm thấy vùng này có thể có chút đặc thù, có thể hoàn hảo giữ lại sông núi hình dạng mặt đất, tại lượng kiếp kết thúc trước nhất định là một phương thánh địa. Nơi này linh khí cũng coi như dồi dào, đều nhanh vượt qua hình hồng tuyền trước đó tại nhân tộc thánh địa linh khí đương nhiên cùng hắn đạo tràng so vẫn là kém xa cũng không lâu lắm hàng tuyệt liền phát hiện lòng đất ẩn giấu đi thần bí cấm chế hắn lập tức chui vào lòng đất đi vào một mảnh thần bí trong địa quật phía trước là một tòa cửa đá khổng lồ mi nga đại khí trên cửa khắc lấy không ít cổ quái đồ văn cửa đá này ẩn chứa cấm chế cường đại không phải đại la kim tiên thần niệm tới gần phụ cận căn bản không phát hiện được nó tồn tại chớ nói chi là nội môn hết thảy hàng tuyệt ngưng tụ ra hư vô ma thần pháp tướng hư vô ma thần đưa tay vung lên lực lượng hư vô đụng vào cửa đá cửa đá cấm chế trực tiếp hóa thành hư vô ngay cả cửa đá bản thân cũng hóa thành tro bụi hàng tuyệt định thần nhìn lại phát hiện sau cửa đá là một mảnh u ám sơn động to lớn bên trong bên trong cất giấu từng mai từng mai trứng to lớn hả hàng tuyệt thần niệm quét qua phát hiện những trứng này vậy mà ẩn chứa sinh mệnh phần lớn còn sống bọn chúng là thế nào tránh thoát diệt đạo thần thông hắn lập tức ở trong lòng hỏi thăm cần khấu trừ hai tỷ tuổi thọ mệnh phải chăng tiếp tục tiếp tục kỳ lân tộc đại la kim tiên lấy tự thân thiên phú thần thông hiến tế đạo hạnh khí vận đem động này ngăn cách tại thiên đạo bên ngoài không nhận diệt đạo thần thông tác động đến kỳ lân tộc hàn tuyệt âm thầm cảnh giác thần niệm của hắn không có bắt được mặt khác đại năng tồn tại hắn không thể không dùng mô phỏng thí luyện đến kiểm tra đo lường cũng không có bắt được kỳ lân tộc đại la kim tiên tồn tại nói cách khác tên kia thật đã chết rồi hàn tuyệt đi vào trong động kiểm kê những trứng kỳ lân này ném đi đã mất đi tức giận trứng còn có hơn không mai có thể sống sót trứng kỳ lân, trong động ẩn dấu đi cấm chế nào đó, có thể đem lòng đất linh khí vận chuyển nhập trứng kỳ lân bên trong, để nó không ngừng trưởng thành. Thu phục những trứng kỳ lân này có thể hay không cùng thánh nhân sinh ra nhân quả? Hàng tuyệt ở trong lòng hỏi. Cần thấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tạm thời sẽ không. Hàng tuyệt thở dài một hơi, đã như vậy, vậy hắn liền thu những trứng kỳ lân này hắn cẩn thận xác nhận sơn động xác định không có nguy hiểm sau đem mộ dung khởi đạo chí tôn gọi tới mộ dung khởi xem như ẩn môn bên trong người quản lý trăm năm thi đấu đều là do hắn tổ chức hắn rất có quản lý phương diện tài năng đạo chí tôn thì là mạnh nhất đệ tử những trứng kỳ lân này về ẩn môn các ngươi về sau nhiều hơn chiếu kháng hàng tuyệt phân phó nói mộ dung khởi đạo chí tôn nhìn qua trong động hơn một ngàn mai trứng kỳ lân đều là sửng sốt đạo chí tôn cảm khái nói quả nhiên là kỳ lân tộc tộc địa mộ dung khởi hỏi kỳ lân tộc đã diệt vong. Hàng tuyệt không thể không lần nữa diễn hóa, tiêu hao 2 tỷ tuổi thọ mệnh, xác định kỳ lân tộc đã diệt tộc, chỉ còn lại có những trứng này. Ừm, chỉ còn lại có những này, về sau nhập vào ẩn môn. Hàng tuyệt đáp, sau đó quay người rời đi. Mộ dung khởi, đạo chí tôn thì đi vào trong động, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rời đi lòng đất về sau, hàng tuyệt tiếp tục du lịch. Mấy ngày về sau, hắn mới trở lại trong đạo quán tu luyện, hắn phân ra một bộ thiên chi khôi lỗi, ra ngoài tìm hiểu tình huống. Mặc dù hắn đã đủ mạnh, nhưng hắn hay là không muốn ra ngoài mù đi dạo. Vạn nhất gặp phải 100 tôn chuẩn thánh vây công, làm sao bây giờ? Khụ khụ. Nói đến khoa trương, làm sao có thể có 100 tôn chuẩn thánh? Dù sao không phải tuyệt đối ổn thỏa tình huống dưới, hàng tuyệt hay là không muốn rời đi đạo tràng phụ cận. Hắn đem hệ thống kết giới bao phủ tân đạo trong quan, ngoại giới không cách nào nhìn trộn đến trong đạo quán hết thảy. Mới đến hưng phấn rất nhanh liền bị tuế nguyệt xóa đi, ẩn môn các đệ tử cũng bắt đầu riêng phần mình bế quan tu luyện. Thoáng chớp mắt, hơn 10 năm đi qua trong đạo quán, hàng tuyệt trước mắt đột nhiên nhảy ra ba hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 8000 tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức xuất thế, giảng đạo thiên hạ, lưu lại vạn thế phương danh, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa. Hai, điệu thấp tu luyện, không tham dự tranh lộn xộn, có thể đạt được một tôn đạo tràng thủ vệ. Hàng tuyệt không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Tôn này đạo tràng thủ vệ cũng chỉ có thể là chuẩn thánh, cho nên hắn lại lựa chọn thạch độc đạo đạo tràng thủ vệ bắt đầu phục chế. Hàng tuyệt nghĩ nghĩ, trong lòng hỏi thăm, ta có thể đem đạo tràng từ ẩn môn đảo bên trong dời ra ngoài sao? Đạo tràng phạm vi bao trùm cực lớn, hiện tại hạn chế tại ẩn môn đảo bên trong ngược lại không ổn. Cần khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Đắc như thế. Hàng tuyệt thầm mắng, nhịn. Vì an toàn cân nhắc, hay là dời ra ngoài thì tốt hơn. Tiếp tục. Khi hàng tuyệt lựa chọn đem đạo tràng dời ra ngoài, bao trùm bách nhạc tiên xuyên lúc, bách nhạc tiên xuyên linh khí bắt đầu tăng lên, cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm ứng được. Loại linh khí này tăng phúc bọn hắn rất quen thuộc, trước đó tại ẩn môn đảo liền cảm thụ qua. Bọn hắn liệu định là hàng tuyệt đang thi triển thần thông, cho nên cũng không có giật mình. Xác định đạo tràng từ ẩn môn đảo chuyển sau khi ra ngoài, hàng tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một cái to gan suy nghĩ. Nếu hiện tại đạo tràng có thể chuyển địa, vậy hắn về sau có hay không có thể đi đến đâu nhi, liền đem đạo tràng chuyển đến đâu đây? Không được. Một trăm tỷ năm nhiều lắm hàng tuyệt bình thường còn phải dùng diễn hóa công năng về sau nói không chừng còn phải nguyền rủa địch nhân rất nhiều phương diện chung vào một chỗ tiêu hao tuổi thọ địa phương quá nhiều không có khả năng dưỡng thành thói quen đạo tràng có thể một mực di động sao hàng tuyệt ở trong lòng hỏi mỗi đổi một lần đạo tràng cần thiết tiêu hao tuổi thọ đại giới đem gấp bội thời gian cung đao là trăm năm sẽ còn gấp bội hàng tuyệt hạ quyết tâm về sau không có khả năng tùy tiện xê dịch đạo tràng sau đó hàng tuyệt tiếp tục tu luyện bách nhạc tiên xuyên linh khí tiên thiên chi khí không ngừng tăng lên 10 năm đằng sau đạt đến đỉnh phong mặc dù không bằng ẩn môn đảo nhưng cũng so trước đó mạnh rất nhiều hàng tuyệt đem phù tan thụ cũng chuyển đi ra ở vào giữa dãy núi nguy nga vĩ ngạn cao vút trong mây triệu vân cùng thủ vệ mới điển vi canh giữ ở vòng xoáy thời không trước lữ bố mã siêu canh giữ ở bách nhạc tiên xuyên đông tây biên cảnh phù tan thụ sau khi xuất hiện hắc ngục kê a đại tiểu nhị lập tức đem đến trên cây đi bọn hắn hay là thói quen đợi trên tàn cây lần này xem như triệt để an ổn Hàng Tuyệt đem ẩn môn đảo thu nhập sâu trong linh hồn tinh thần thế giới bên trong, sau đó tiếp tục tu luyện. Tranh thủ sớm này bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Thiên đạo khởi động lại sau tiên giới không gì sánh được tịch liêu, lượng kiếp chém giết sau vết máu cũng còn chưa triệt để tán đi, dù sao tham dự lượng kiếp sinh linh tu vi đều không yếu, máu của bọn hắn đối với phàm linh mà nói, cũng là thánh vật, tà vật, thiên địa không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem nó xóa đi. Thoáng chớp mắt. 30 năm trôi qua. Phanh một tiếng tiếng vang, trung động thiên địa. Đang tu luyện hàng tuyệt mở to mắt, ánh mắt của hắn xuyên qua đạo quán cùng dãy núi nhìn thấy một cây to lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng đường chân trời cuối cùng đó là người chỉ dài đến mấy vạn trượng cuối cùng còn có thể nhìn thấy bạch cốt ung tùng hàng tuyệt nhíu mày chuẩn thánh ngón tay cổ khí tức này có thể mạnh hơn đại la kim tiên được nhiều rất nhanh ngón tay kia biến mất tại đường chân trời cuối cùng ngay sau đó một cổ khủng bố cùng phong cuốn tới dọc đường sơn nhạc bị chấn động đến vỡ nát quét ngang ức vạn dặm lan đến gần bách nhạc tiên xuyên đạo tràng phát trận tự động phòng ngự gió mạnh bị ngăn cản hình thành to lớn mà mắt trần có thể thấy phong tường không gì sánh được tráng quan ẩn môn đệ tử người ưu tộc đều nhìn thấy rõ ràng đó là cái gì ai ngón tay rớt xuống xem ra trên trời có một trận đại chiến nếu là chúng ta bị đập trúng môn chủ khi nào tại bách nhạc tiên xuyên bố trí xuống trận pháp ta vậy mà không có phát giác được khi ẩn môn chúng đệ tử nghị luận lúc trên trời lại xuất hiện rất nhiều to lớn tàn chi như mưa tản mắt nhân gian còn kèm theo huyết thủy Dùng đỏ thiên khung biển mây. Hàng tuyệt hiếp mắt nhìn lại, hắn có thể cảm nhận được những tàn chi này khí tức đều không giống nhau, mạnh nhất đạt tới chuẩn thánh, yếu nhất cũng có thái ớt kim tiên tu vi. Làm sao lại thành như vậy nhiều? Hàng tuyệt ánh mắt nhìn về phía thiên khung, xuyên qua tầng trời 30, hắn nhìn thấy một tên thấy không rõ khuôn mặt người áo đen thần bí ngay tại vung tay áo, đếm không hết tàn chi từ hắn trong tay áo rơi ra, vẫy xuống nhân gian. Hắn huy sái phương hướng còn khác biệt, rõ ràng là muốn bố cục toàn bộ thiên đạo. Hàng tuyệt âm thầm hỏi thăm, người này là ai? cần thấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Tiếp tục. Xem bộ dáng là thánh nhân. Tiêu đại đế, tu vi không biết, thiên đạo thánh nhân, đạo tổ môn đồ, ma tộc thủy tổ một trong. Thiên đạo thánh nhân. Hàng tuyệt nhíu mày, người này lại là ma tộc thủy tổ một trong, còn bái nhập đạo tổ môn hạ. Đã biết thiên đạo thánh nhân có nữ hoa, phục hy thiên, nam cực thiên tôn, cầu tây lai, thiên tuyệt giáo chủ, mệnh cơ thánh nhân, kim an thánh nhân, tiêu đại đế, còn kém một vị, cửu thánh tề tựu, Ta muốn biết tiêu đại đế vì sao làm như vậy? Hàng tuyệt trong lòng hỏi. Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Làm sao còn đắt 1 tỷ? Hàng tuyệt lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, hắn tiến vào trong diễn hóa huyển tượng. Đây là một mảnh lờ mờ đại điện, hai bóng người ngồi đối diện, trong đó một bóng người nhìn thân hình liền biết là tiêu đại đế, một vị khác mặc dù ngồi cũng so tiêu đại đế thân hình khổng lồ mấy lần, cả người vòng quanh hắc diễm. Thiên đạo khởi động lại, để cho người thu thập thân thể tàn phế có thế đã chuẩn bị tốt. Hắc Diễm thân ảnh dò hỏi. Tiêu Đại Đế trả lời, đã chuẩn bị tốt. Từng đem nó vẫy xuống thiên đạo chư thiên. Đây là vì gì? Những thân thể tàn phế này đều là ẩn chứa ngập trời nghiệp lực, quán khí sinh linh, thiên đạo khởi động lại về sau, bọn hắn đã bị thiên đạo vứt bỏ, thừa dịp thiên đạo ngay tại diễn hóa, có thể vẫy xuống chư thiên, hóa thành nguyền rủa đồ vật, nguyền rủa thiên đạo, vì ngày khác ma tộc hoành không xuất thế làm chuẩn bị. Các thánh nhân có thể hay không ngăn cản ta? Ta sẽ dẫn bọn hắn rời đi. Được. Hình ảnh như vậy phá toái hàng tuyệt nhíu mày lại là ma tộc hắn lần nữa dương mắt nhìn lại tiêu đại đế còn tại vẫy xuống thân thể tàn phế khó có thể tưởng tượng tên này đến cùng góp nhặt bao nhiêu thi thể tiêu đại đế bỗng nhiên cùng hàng tuyệt đối mặt ánh mắt hai người tại hư không đụng nhau hàng tuyệt lập tức dịch ra ánh mắt tầng trời ba mươi phía trên tiêu đại đế nhíu mày kỳ quái vừa rồi người kia đạo tràng ta vậy mà không cách nào nhìn thấu tiêu đại đế tự lẩm bẩm hắn bấm ngón tay suy tính thần sắc càng phát ra cổ quái người này nhân quả thật là ít ngay cả phạm linh cũng không bằng hắn là như thế nào tu hành đến cảnh giới như thế tiêu đại đế đối với Hàng tuyệt sinh ra hứng thú đồng thời hắn có loại dự cảm người này sẽ là ma tộc cuộc khởi trở ngại tiêu đại đế đối với ngươi có ấn tượng tốt trước mắt độ thiện cảm là không Hàng tuyệt nhìn trước mắt nhắc nhở thần sắc không gì sánh được cổ quái hắn hay là lần đầu gặp được không chấm năm tin thấp như vậy độ thiện cảm rất có thể biến thành cừu địch bất quá Hàng tuyệt cũng không lo lắng tiêu đại đế không có khả năng lấy bản tôn tiến vào tiên giới vậy liền uy hiếp không được hắn. Tiêu đại đế huy sái thân thể tàn phế quá nhiều, hàng tuyệt lười đi ngăn cản, tốn công mà không có kết quả. Giao cho hậu nhân đi giải quyết đi. Chờ các thánh nhân trở về, hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối. Hàng tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Thời gian một nén nhang về sau, thiên cung không còn vẫy xuống to lớn thân thể tàn phế, tiên giới khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ chớp mắt. 32 năm qua đi. Cầu Tây Lai hướng người báo mộng, phải chăng tiếp tục. Đạo này nhắc nhở bắt đầu điên cùng redfer hàng tuyệt thầm mắng súc sinh không làm người hắn lựa chọn tiếp nhận cầu tây lai báo mộng vẫn như cũ là mảnh kia vô cùng quen thuộc điện cầu tây lai dẫn đầu nói có thế từng thấy đến trên trời rơi xuống thân thể tàn phế hàng tuyệt gật đầu hỏng bét tên này sẽ không phải muốn ta đi thu thập a à? coi như không có trông thấy ngươi như thường lệ tu luyện việc này đừng nói cho thánh nhân khác cầu tây lai tiếp tục nói hàng tuyệt sửng sốt đừng bảo là cẩu vật vậy mà cùng ma tộc tấu kết hàng tuyệt nói trước mắt trừ ngài, tạm thời không có thánh nhân cùng ta liên hệ. Ừm. Đối mặt hàng tuyệt trả lời, cầu Tây Lai lên tiếng, không biết phải chăng là tin tưởng. Hàng tuyệt hỏi, đồ nhi ta tô kỳ. Câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói hết, tin tưởng cầu Tây Lai có thế minh bạch. Cầu Tây Lai đáp, hắn bị giam giữ tại thiên tộc trong lao tù, trăm năm sau xử tử, đến lúc đó ta sẽ bảo vệ hồn phách của hắn, lại giao cho ngươi, nhớ kỹ, không thể đem hắn lưu tại thiên đạo phạm vi bên trong. Hàng tuyệt vội vàng bái tạ chỉ cần có thể cho Tô Kỳ lưu lại một đường sinh cơ liền tốt. Tô Kỳ xác thực đáng chết, diệt đạo thần thông tàn sát chúng sinh, nếu là không trừng trị, trời mới biết tên này về sau tâm lý có thể hay không vặn vẹo, từ đó bành trướng. Cầu Tây Lai cũng không còn nói nhảm, giải trừ báo mộng. Hàng Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực, hắn chợt phát hiện Cầu Tây Lai thái độ đối với chính mình tự hồ không có lấy trước như vậy nhiệt tình, nói đều giảm bớt rất nhiều. Có lẽ cùng lượng kiếp kết thúc có quan hệ, Cầu Tây Lai tự giác thắng, đối với đạo tổ cái gọi là biến số không còn coi trọng. Hàng Tuyệt cười cười, đây cũng là chuyện tốt. Cầu Tây Lai càng không coi trọng hắn, hắn càng tốt lặng lẽ phát dục. Chờ cầu Tây Lai bỗng nhiên quay đầu, phát hiện Hàng Tuyệt đã là thánh nhân, vậy cỡ nào kinh ngạc. Hàng Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Dựa theo Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo công pháp truyền thừa, muốn chứng được chuẩn thánh chi cảnh, đến liên quan đến đối với đại đạo lý giải, Hàng Tuyệt một bên hấp thu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nghiệp lực, một bên lĩnh hội cực nguyên đại đạo. Về phần trước đó sinh tử đại đạo, Hàng Tuyệt dự định từ bỏ, vạn nhất sinh tử đại đạo đã có tiền nhân tu thành vậy hàng tuyệt lại tu luyện khó có thể vượt qua đối phương cực nguyên đại đạo khác biệt chuyên môn hàng tuyệt đại đạo hắn có thể yên tâm tu luyện rất nhanh hàng tuyệt liền tiến vào trạng thái ngộ đạo cực nguyên đại đạo cao thâm mặt trắc dù cho là hàng tuyệt sáng tạo muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo cũng cần tháng năm dài đằng đẵng. ung dung trăm năm thoáng qua tức thì một ngày này hàng tuyệt rốt cuộc nhìn thấy tô kỳ bưu kiện đồ đệ của người tô kỳ gặp phải thiên tộc thiên phạt thân tử đạo tiêu nó thần hồn may mắn được thánh nhân xuất thủ cứu giúp. Hàng tuyệt thở dài một hơi, mặc dù cầu Tây La giấu giếm âm mưu, nhưng thật sự chính là nói lời giữ lời. Gần nhất, hắn bưu kiện lại trở nên sinh động, cơ hồ đều là thiên tộc các hảo hữu thu hoạch được cơ duyên bưu kiện. Thiên đạo chúng sinh vẫn lạc, có quá nhiều pháp bảo thất lạc nhân gian. Hàng tuyệt nghĩ nghĩ, đem các đệ tử triệu tập lại. Các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Hàng tuyệt hỏi. Nghe vậy, các đệ tử sửng sốt, không có một người lên tiếng, còn tưởng rằng hàng tuyệt là nói nói mát. Hàng Tuyệt cười nói, thiên đạo khởi động lại, giữa thiên địa di lưu lấy quá nhiều bảo vật, các ngươi nếu có ý nghĩ, có thể ra ngoài sưu tập, pháp bảo đều thuộc về các ngươi, nếu là thu tập được thiên tài địa bảo, liền mang về, tại bách nhạc tiên xuyên trồng trọt. Nhớ kỹ, gặp được những cái kia to lớn thân thể tàn phế, đường vòng người, những thân thể tàn phế kia đã thành tà vật, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa, nói không chừng còn có thể đoạt xá các ngươi. Đám người nhãn tình sáng lên, bọn hắn kỳ thật sớm đã có ý nghĩ như vậy, chỉ là không có hàng tuyệt đồng ý, bọn hắn không dám làm loạn triệu hiên viên đạo chí tôn khương dịch mộ dung khởi tuân trường an các loại nhau nhau mở miệng hàng tuyệt tất cả đều đồng ý cuối cùng chỉ còn lại có hắc ngục kê hỗn động thiên cẩu lệ diêu lưu lại liền ngay cả hình hồng tuyền khi tuyền tiên tử thường nguyệt nhi cũng đi ra ngộ đạo kiếm lần thứ nhất ra ngoài rất khẩn trương bất quá có những người khác làm bạn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện hàng tuyệt để bọn hắn không được đơn độc hành động nhất định phải ba người trở lên kết đội hàng tuyệt nhìn về phía hỗn động thiên cẩu trêu tức hỏi ngươi tại sao không đi? hỗn động thiên cẩu sợ hãi bày đầu nói ta mới không đi ra, ta về sau chết cũng không đi ra. hàng tuyệt cười, xem ra lý huyền áo cho hỗn động thiên cẩu bóng ma tâm lý quá lớn. nghĩ đến lý huyền áo, gần nhất không nhìn thấy lý đạo không động tĩnh, tên này trước đó không lâu vừa đạt tới đại la kim tiên cảnh viên mãn, đoán chừng ở đâu bế quan. hắc ngục kê cười nói, cẩu nhi tử, giác ngộ không tệ. hỗn động thiên cẩu nghe răng cười một tiếng, có chút đắc ý. hàng tuyệt nhìn về phía lệ diêu, hỏi ngươi cũng không dám ra ngoài. Mặc dù tư chất ngươi không sai, nhưng bảo vật quá ít. Lệ Diêu lắc đầu nói, pháp bảo trung quy là ngoại vật, ta chỉ tin tự thân thần thông. Đối với cái này, Hàng Tuyệt đã không còn gì để nói. Bốn người giải tán, riêng phần mình trở về tu luyện. Năm năm sau, cầu Tây Lai báo mộng cho Hàng Tuyệt, nói muốn đem tô kỳ thần hồn giao cho hắn, để hắn đi tam thập tam tầng thiên ngoại. Tam thập tam tầng thiên, đây chính là thiên đạo đều không quản được địa phương. Hàng Tuyệt nghĩ nghĩ, để cho mình thiên chi khôi lỗi tiến đến tiếp quản thiên chi khôi lỗi rót vào pháp lực của hắn về sau cũng tương đương với đại la kim tiên bay tới tam thập tam tầng thiên không khó nửa năm sau thiên chi khôi lỗi mang theo tô kỳ thần hồn trở về hàng tuyệt trực tiếp đem nó thu nhập tinh thần thế giới bên trong trấn áp tại trong một ngôi sao ngăn chặn nó vận rủi chờ đợi thời cơ thích hợp lại thả ra tô kỳ chuyển thế trong đạo quán chỉ còn lại có hàng tuyệt một người quỷ dị thần linh gần nhất ưa thích tại bách nhạc tiên xuyên đi dạo rất ít trở về bất quá nó đã có thể khống chế lực lượng của mình sẽ không nguy hại đến những người khác cho nên hàng tuyệt liền bỏ mặt nó tự do hành động chỉ cần không rời đi đạo tràng liền tốt hàng tuyệt xuất ra ách vận thư bắt đầu miền rủ mệnh cơ thánh nhân bách nhạc tiên xuyên có đạo tràng ngăn cách đạo quán có hệ thống kết giới ngăn cách song trọng ngăn cách hàng tuyệt không lo lắng bị người phát hiện đã nhiều năm như vậy miền rủ mệnh cơ thánh nhân nhiệm vụ không rơi xuống 10 năm một lần thời gian cực nhanh 300 năm cấp tốc đi qua bách nhạc tiên xuyên trong địa cuộc trứng kỳ lân rốt cục có một viên ấp hàng tuyệt để luân hồi phân thân lưu bị chiếu kháng Lưu Bị trước tiên thông tri Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt truyền âm cho Lưu Bị, để hắn tới chiếu cố đầu này kỳ lân. Lưu Bị tự nhiên cao hứng, một khi bồi dưỡng tốt, về sau chi này kỳ lân tộc nói không chừng còn có thể nghe hắn mà nói, đến lúc đó, hắn ở trong ẩn môn liền lời nói có trọng lượng. Lưu Bị tuy là Hàng Tuyệt phân thân, nhưng cũng có chính mình độc lập tư duy, trừ tuyệt không phản bội Hàng Tuyệt bên ngoài, tâm của hắn là lòng người. Đã nhiều năm như vậy, ra ngoài ẩn môn đệ tử còn chưa trở về, đoán chừng còn tại thu liễm bảo vật, không ai thụ thương. Hàng tuyệt khoảng cách chuẩn thánh chi cảnh vẫn kém xa, bất quá hắn không vội, hiện tại thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Một ngày này, hàng tuyệt thiên đạo lệnh truyền đến thần niệm. Hàng tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh, liên tiếp thần niệm. Sư tổ. Phương lương thanh âm cung kính truyền đến. Hàng tuyệt cười nói, ngươi còn sống a? À? Hắn đương nhiên biết phương lương còn sống, cố ý treo gẹo. Phương lương lúng túng nói, khụ khụ, xem như vượt qua được, bây giờ thiên đạo lấy thiên tộc vi tôn, thiên tộc tộc trưởng là kỹ tiên thần, sư tổ, ngài có thể trở về tiên giới đến, hết sức an toàn. Hàng tuyệt trả lời, ta đã trở về. Ồ, ở đâu, ta có thể tới bái phỏng sao? Tạm thời không thể nói, ngươi còn có việc sao? Hàng tuyệt rất cẩn thận, đối với mình đồ tôn cũng không có hoàn toàn tín nhiệm. Phương Lương nói, thiên đạo khởi động lại, ta muốn mời ẩn môn nhập thiên đình trở thành tiên thần, ngày sau liền có cơ hội lại trở thành thiên tộc, thiên tộc chính là thiên đạo chủng tộc, trong tương lai mấy cái lượng kiếp bên trong cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Hàng tuyệt nhíu mày. Như vậy nghe tới, thiên đình đã biến thành thiên tộc thế lực phụ thuộc. Thiên đình hiện tại lấy thiên tộc vi tôn. Hàng tuyệt nói thẳng hỏi. Phương Lương trầm mặt một lát, nói, đây đã là ta có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, kỹ tiên thần cùng ta quan hệ không ít, chúng ta liên thủ, tương đương với khống chế thiên đạo chủng tộc, thiên đạo thế lực, đợi một thời gian, chúng ta liền không cần lại nhìn thánh nhân ánh mắt. Hàng tuyệt không khỏi hồi tưởng, kỹ tiên thần cùng Phương Lương quan hệ quả thật không tệ, cùng một chỗ pha trộn mấy ngàn năm. Bất quá đổi lại là hàng tuyệt, tuyệt đối sẽ không đem ỉ lại những người khác được rồi, chỉ cần có phong hiểm, ta liền sẽ không để cho ngươi đồng môn tùy tiện bước chân. Hàng tuyệt bình tĩnh nói. Phương Lương thở dài, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hiếu kỳ hỏi, ẩn môn bên trong hiện tại vị nào đệ tử mạnh nhất? Hàng tuyệt nói, mạnh nhất cũng mới đạt tới tiên đế. Cũng không tệ. Xác thực, khổ tu vẫn là rất hữu dụng. Sư tổ nói đúng lắm. Hai người hàng huyên vài câu liền chặt đứt liên hệ. Lăng tiêu bảo điện. Phương Lương buông xuống thiên đạo lệnh, yên lặng thở dài sư tổ trở nên khách sáo, quan hệ giữa hai người tự hồ đang kéo xa. Chuẩn xác mà nói, sư tổ là đang lo lắng hắn kéo ẩn môn đệ tử xuống nước. Phương Lương không khỏi nghĩ lại, chính mình đi đường thật đúng không? Hắn cũng không tin ẩn môn đệ tử mạnh nhất mới tiên đế, tất nhiên đã có người đạt tới thần cảnh. Lúc này, đại thần tướng đi vào trong điện. Hắn đi vào Phương Lương trước mặt hành lễ, nói, bệ hạ, Phật môn, tiệt giáo, xiển giáo. Nhân giáo cùng thiên tộc chỗ ý lại nhân tộc thánh địa bọn họ liên tiếp xuất thế, đều tại bố cục, chúng ta thiên đình như thế nào làm, Phương Lương nói, thiên đạo khởi động lại, chúng sinh còn chưa xuất hiện, hiện tại như thế nào bố cục? Chỉ có thể chiếm lãnh địa cuộn thôi. Đại thần tướng nói, bệ hạ, ngài có thể gọi phương thị bộ tộc trước hạ phàm, không ngừng sinh sôi, về sau tự thành bộ tộc. Ừm, đây cũng là ý kiến hay. Phương Lương ngữ chuyển hướng, hỏi, thiên thần tướng, võ thần tướng đâu? Đại thần tướng bình tĩnh nói, bọn hắn đã gia nhập nhân giáo. Phương Lương trầm mặt. Trải qua vô lượng đại kiếp về sau, toàn bộ thiên đình tiên thần cộng lại vẫn chưa tới trăm vị, thiên binh thiên tướng tất cả đều bởi vì diệt đạo thần thông chết hết. Keo kiệt, thất vọng, đây cũng là lập tức thiên đình. Đại thần tướng tự hồ nhìn ra Phương Lương cảm xúc không tốt, mở lời an ủi nói, bệ hạ, thiên đình có thể còn sống sót đã là cơ duyên to lớn, chúng ta thế nhưng là trải qua thánh nhân đại chiến lượng kiếp, ngài công tích đã đủ lớn, không cần tự trách. Phương Lương lộ ra dáng tươi cười, nói, chẳng có đại thần tướng, tự nhiên tâm hoài kỳ vọng. Lại là 10 năm trôi qua. Hàng tuyệt xuất ra ách vận thư, một bên nguyền rủ mệnh cơ thánh nhân, một bên xem xét bưu kiện đồ đệ của người triệu hiên viên thu hoạch được nhân tộc chí bảo khí vận phóng đại hảo hữu của người lý đạo không thu hoạch được thánh nhân chỉ điểm khí vận thể hồ quán đỉnh đạo hạnh phóng đại hảo hữu của người ngộ đạo kiếm thu hoạch được thiên đạo linh bảo khí vận phóng đại hảo hữu của người đạo chí tôn ngộ nhập thái của chủng tộc tộc địa hảo hữu của người a đại thôn vệ linh mạch đạo hạnh phóng đại hảo hữu của người tiểu nhị thôn vệ linh mạch đạo hạnh phóng đại hảo hữu của người chu phàm đến đại năng thần bí phục sinh quay về tiên giới hảo hữu của người hậu thổ nương nương khôi phục lục đạo luân hồi tất cả đều là cơ duyên hàng tuyệt nhìn thấy chu phàm lại 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 một lần phục sinh không sợ hãi chút nào đủ để thấy đại đạo thần linh thất đạo thánh đối với thiên đạo có ý tưởng cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần phục sinh chu phàm đáng thương mặt phục cừu xem như chôn cùng sau năm ngày hàng tuyệt nguyền rủa kết thúc đang muốn tiếp tục tu luyện kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả phải chăng xem xét lai lịch của nó hả hồi lâu không nhìn thấy dạng này nhắc nhở hàng tuyệt lại cảm thấy tươi mới hắn lập tức xem xét đọa thiên thạch tiên thiên sinh linh thiên đạo khởi động lại sau thứ nhất thạch linh ẩn chứa thiên đạo đại khí vận thiên đạo thứ nhất thạch linh hẳn là vị thứ nhất thạch đầu tinh hàng tuyệt lập tức kiểm tra đo lường đọa thiên thạch vị trí liền ở trong bách nhạc tiên xuyên đó là một khối hòn đá màu đen hàng tuyệt đã có thể cảm nhận được linh trí của nó nghĩ nghĩ hàng tuyệt quyết định tạm thời không đi quấy rầy nó chờ nó sắp hóa hình lúc lại nói về sau sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều tiên thiên sinh linh có loại vừa khai thiên cảm giác. Hàng tuyệt yên lặng nghĩ đến, trong lòng lại có chút chờ mong. Vô số năm sau, hắn chính là trong thần thoại đắc đạo lão tổ, ngẫm lại vẫn rất hăng hái. Trên một sườn đồi, triệu hiên viên, sở thế nhân, chu Minh Nguyệt, lã hóa hư đang tỉnh tọa tu luyện. chu Minh Nguyệt nhịn không được mở mắt hỏi, triệu sư tổ, chúng ta đến cùng đang chờ cái gì? Triệu hiên viên là ẩn môn đệ tử đời 2, chu Minh Nguyệt là đệ tử đời 4, cho nên gọi hắn là sư tổ. Triệu hiên viên nói, một tên cố nhân sở thế nhân lường chu minh nguyệt một chút dọa đến chu minh nguyệt im miệng mấy canh giờ sau một bóng người từ chân trời bay tới chính là chu phàm chu phàm một bộ viền vàng áo bào tím đầu đội thảm ngọc quan buộc tóc khí chất siêu nhiên sớm đã không phải phàm nhân hắn rơi ở trước mặt triệu hiên viên cười nói triệu huynh đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi vậy mà sống qua lượng kiếp ngươi nhập thiên tộc sao triệu hiên viên lạnh nhạt cười nói không có bất quá ta bái một vị thần thông quảng đại sư phụ chúng ta toàn môn đều thành công tỷ kiếp còn được đến vô lượng đại đế khí vận Chu Phàm không khỏi hiếu kỳ, hỏi, ai? Hắn quay đầu nhìn về phía sở thế nhân ba người, bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đại biến. Hắn chấn kinh hỏi, các ngươi đều đến từ xích vân giới. Chờ một chút, các ngươi có phải hay không nhận biết hàng tuyệt? Phàm là từ xích vân giới cuộc khởi người, đều cùng hàng tuyệt có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bao quát hắn cũng là. Ngươi sao dám gọi thẳng sư tổ ta đại danh? Chu Minh Nguyệt bất mãn nói. Mặc dù Chu Phàm nhìn rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng không có khả năng có triệu hiên viên mạnh triệu hiên viên cũng lộ ra thần sắc bất mãn chu phàm nhìn về phía triệu hiên viên kinh ngạc hỏi sư phụ ngươi sẽ không phải là hàng tuyệt a à? triệu hiên viên âm thanh lạnh lùng nói khách khí một chút sư phụ ta không được là ngươi tiền bối chu phàm chấn kinh triệu hiên viên cùng đạo chí tôn đều là hỗn độn thể chất lúc trước hắn liền nghe hai người đề cập qua lại cùng một vị sư phụ chỉ là không có nói là ai không nghĩ tới đúng là hàng tuyệt chu phàm sau khi khiếp sợ chính là phấn khởi hàng hàng tiền bối hiện tại mạnh cỡ nào Chu Phàm ánh mắt sáng rực mà hỏi. Triệu Hiên Viên xem thấu ý nghĩ của hắn, không khách khí chút nào nói, có thể có khí vận giáo phái toàn viên sống sót. Ngụ ý, hàng tuyệt so thánh nhân còn mạnh hơn. Chu Phàm nói, có thể mang ta đi tìm hắn sao, ta cùng hắn là đồng môn, trước kia chúng ta hay là phàm nhân lúc liền nhận biết. Triệu Hiên Viên nói, trước tâm sự thái cổ bí cảnh đi, cấm chế bên trong quá mạnh, ta cần ngươi cùng ta liên thủ. Tốt. Chu Phàm sẵn khoái đáp ứng đến, chỉ là suy nghĩ của hắn đã bay tới hàng tuyệt trên thân lại là 100 năm đi qua. Hàng tuyệt đi vào đọa thiên thạch trước, đọa thiên thạch đã có thể xê dịch. Nó trưởng thành cực nhanh, may mắn mà có đạo tràng linh khí nồng nặc. Nhìn thấy hàng tuyệt xuất hiện, đọa thiên thạch dọa đến lập tức tránh nhảy lên, tựa như con cua, thấy hàng tuyệt vui vẻ. Đối đãi nó tránh tốt về sau, hàng tuyệt xuất hiện lần nữa tại trước mặt nó, dọa đến nó tiếp tục tránh nhảy lên, hàng tuyệt trước hết để cho nó tránh, lại tìm. Vòng đi vòng lại. Mấy chục lần về sau, đọa thiên thạch mệt mỏi, dừng ở bụi cỏ trước không nhúc nhích. Hàng tuyệt đứng tại trước mặt nó, cười hỏi, làm sao không tiếp tục chạy? Đọa thiên thạch trầm mặt. Hàng tuyệt đưa tay một chỉ, một tia sáng chui vào đọa thiên thạch bên trong, trợ giúp nó thu hoạch được ngôn ngữ giao lưu năng lực. Hàng tuyệt thu tay lại, kiên nhẫn chờ đợi đọa thiên thạch hấp thu hàng tuyệt ngôn ngữ ký ức. Thật lâu. Đọa thiên thạch bỗng nhiên mắng, mẹ ngươi. Hàng tuyệt sửng sốt. Lời này chỉ có hắn biết nói. Ở thế giới này, không có mẹ ngươi, nhĩ mụ, chỉ có mẹ ngươi, nhĩ nương. Hắn không có sinh khí, ngược lại vui vẻ không hổ là tiên thiên sinh linh, dung hợp năng lực ngược lại là rất mạnh. Hàng tuyệt cười hỏi, ngươi rất tức giận. Đoạ thiên thạch hỏi ngược lại, đổi lấy ngươi, ngươi không khí. Vậy ta có thể giết ngươi sao? Đoạ thiên thạch đến hàng tuyệt chỉ điểm sau biết tử vong đại biểu cho cái gì, nó bị dọa đến thạch thân run rẩy. Nó bi phẫn nói, ta lại không có trêu chọc ngươi. Vậy ngươi tránh cái gì? Ngươi đột nhiên xuất hiện, ta không tránh. Đổi lấy ngươi, ngươi không tránh. Vậy thử một chút. Ngươi. Kinh người quá đáng ngươi là người sao? Đọa thiên thạch gấp đến độ muốn khóc, nếu không có nó là tảng đá, đã sớm khóc thành lệ nhân. Hàng tuyệt cười nói, về sau cùng ta lăn lộn đi, ta an bài cho ngươi một vị sư phụ. Đọa thiên thạch sửng sốt. Nó đi theo cùng hỉ, vội vàng nói tạ ơn. Ngươi tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí, vùng này không có nguy hiểm. Hàng tuyệt vứt xuống lời nói này liền rời đi. Lấy hắn bây giờ thân phận, không cần thiết tự mình thu đồ đệ. Sau đó một đoạn thời gian, ẩn môn đệ tử lần lượt trở về đại khái đi qua 200 năm, các đệ tử trở về. Chu Phàm cũng đi theo trở về. Đối với cái này, Hàng Tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước đó Triệu Hiên Viên đã thông qua hỗn độn lĩnh vực hỏi thăm qua, hỏi thăm lúc Chu Phàm cũng không có tiến vào hỗn độn lĩnh vực. Tiến vào Bách Nhạc Tiên Xuyên về sau, Chu Phàm ngạc nhiên nhìn chung quanh. Mộ Dung Khởi nhìn thấy hắn, rất là giật mình, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" Chu Phàm dò xét Mộ Dung Khởi, âm thầm kinh hãi. Tên này cũng đã là tiên đế. Trong ký ức của hắn, mộ dung khởi là hắn tại ngọc thanh thánh tông sư đệ tới bái phỏng một chút sư tổ ngươi chu phàm hồi đáp chu phàm đến gây nên chú ý của những người khác nhao nhao đến đây xem xét chu phàm âm thầm kinh hãi lữ bố mã siêu chi lưu để hắn nhìn không thấu hắn còn gặp được khương dịch hắn trước kia gặp qua khương dịch khi đó khương dịch hăng hái là danh chấn tiên giới thiên kiêu không nghĩ tới cũng gia nhập ẩn môn chu phàm chú ý tới mười không 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 người u tộc càng khiếp sợ hơn yếu nhất cũng là thái ất kim tiên có số ít người đã đạt tới tiên đế chi cảnh. Làm sao có thể? Ẩn môn đã cường đại như vậy. Đợi Chu Phàm được đưa tới hàng tuyệt đạo quán trước, vừa rồi lấy lại tinh thần mà tới. Chính ngươi đi vào đi. Triệu Hiên Viên vứt xuống câu nói này liền quay người rời đi, hắn còn phải nắm chặt thời gian tu luyện. Chu Phàm hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong đạo quán. Một trận chói mắt thần quan sáng rõ hắn hít mắt, hắn thấy được hàng tuyệt. Hàng tuyệt ngồi xuống trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, Phía sau lơ lửng âm dương hộ sinh Nhật Nguyệt, tựa như hai vầng mặt trời tại phía sau hắn xoay tròn, bắn ra lấy sáng chói cường quang. Chu Phàm trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng. Hắn đã là nhị huyền thần nguyên tu vi, lại không cách nào nhìn trộm đến hàng tuyệt hình dáng. Cái này nhưng so sánh những cái thế đại năng kia còn mạnh hơn. Chu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến thánh nhân. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy thánh nhân lúc, cũng vô pháp nhìn trộm nó chân dung. Hàng tuyệt mở miệng hỏi, làm sao? Không biết ta rồi. Chu Phàm cười khổ, trong lòng gặp đã kích thật lớn hắn cảm thấy mình cố gắng mấy ngàn năm ở trước mặt hàng tuyệt chính là một chuyện cười nhìn xem hàng tuyệt một mực bế quan tu luyện tu vi của hai người trên lệch còn càng lúc càng lớn chu phàm miễn cưỡng cười vui nói hàng tuyệt ngươi bây giờ thật đúng là lợi hại sắp chứng đạo đi hàng tuyệt cười nói sao có thể còn sớm ngươi tìm đến ta là muốn gia nhập ta ẩn môn sao có thể a à, ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ sao cũng không phải không thể bất quá từ nay về sau ngươi đến ít đi ra ngoài mù lăn lộn theo ý của ngươi ta chính là mù lăn lộn sao người ta tư chất trên lệch quá lớn, ta chỉ có thể liều. Ai? Chu Phàm cả người lâm vào hậm hực bên trong. Hàng tuyệt trên người thần quan phóng đại, thanh âm cao thâm mạch rắc, ngươi đã là hỗn độn thể chất, không còn là quá khứ ngươi, sao không gia nhập ta ẩn môn, tỷ thế tu hành. Chu Phàm kẻ này tiền đồ vô lượng, nếu là có thể lạc đường biết quay lại, về sau nhất định là ẩn môn một đại chiến lực. Nghe vậy, Chu Phàm lâm vào trong hoảng hốt. Mấy ngày về sau, Chu Phàm đi ra hàng tuyệt đạo quán, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười như ánh mặt trời. Hắc Ngục kê bay tới kêu gào nói, tiểu tử thúi, còn đi sao? Nó nhớ kỹ Chu Phàm, hơn 8.000 năm trước tới bái phỏng hàng tuyệt. Chu Phàm cũng nhớ kỹ Hắc Ngục kê, cười nói, không đi, về sau ta là ẩn môn đời thứ hai bên trong bác đệ tử, đối với ta hãy tôn trọng một chút. Ha ha, ta đối với triệu hiên viên đều không tôn trọng, ngươi dựa vào cái gì? Có tin ta hay không đánh ngươi? Ngươi có bản lĩnh đi mô phỏng thí luyện, chờ ngươi đánh khắp ẩn môn vô địch thủ mới có tư cách cùng ta đỏ sức. Ừ, ta đang có ý này. Chu phàm ngạo nghễ nói ra, Hàng Tuyệt đã đem hắn kéo vào mô phỏng thí luyện bên trong, hắn đang muốn thử một chút. Cáo biệt hắc ngục kê về sau, Chu phàm tùy tiện tìm một mảnh đất trống thành lập đạo quán, sau đó bắt đầu mô phỏng thí luyện. Hắn đầu tiên khiêu chiến chính là Hàng Tuyệt. Trực tiếp bị miễu sát. Chu phàm ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể? Chu phàm cắn răng, không tin tà, lần nữa khiêu chiến Hàng Tuyệt. Khiêu chiến mấy trăm lần về sau, Chu phàm tuyệt vọng. Hắn lui mà thứ yếu, bắt đầu kêu chiến đệ tử khác. Trước kêu chiến hát ngục kê. Mẹ! Cậu kê này quá yếu a à? Dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Cứ như vậy, chu phàm trầm mê ở mô phỏng thí luyện bên trong, không cách nào tự kềm chế. Một bên khác. chu Minh Nguyệt tìm tới đọa thiên thạch, đem nó dời lên. Uy uy uy, ngươi làm gì? Đọa thiên thạch kêu lên. chu Minh Nguyệt khẽ nói, sư tổ để cho ta tới thu ngươi làm đồ đệ, về sau ngươi chính là của ta đệ tử, vì sư tên là chu Minh Nguyệt. Thì ra là thế, sư tổ ngươi tên gọi là gì? Hàng tuyệt, ngươi cũng không thể gọi thẳng tên. Hàng. Tuyệt. Về sau ta gọi hàng đọa thiên. Nha, ngươi tảng đá kia vẫn rất biết ôm bắt đùi, cái tên này không tệ. Chu Minh Nguyệt cười ha hả nói, đối với cái này, hắn không có ý kiến, ngược lại rất hài lòng. Đừng nói đọa thiên thạch, chính hắn đều muốn sửa họ hàng, chỉ là không có đạt được hàng tuyệt đồng ý, không có ý tứ ngông cùng sửa đổi, mà lại sư phụ hắn sở thế nhân cũng không cho phép. Ẩn môn vị thứ nhất đệ tử đời năm xuất hiện, tiên thiên sinh linh, hàng đọa thiên 20 năm sau Cương dịch đến đây bái phỏng hàng tuyệt, hàng tuyệt để hắn nhập động phủ Cùng chu phàm một dạng, hắn bị âm dương hộ sinh nhật nguyệt cường quan lung lay con mắt Hắn quỳ lạy ở trước mặt hàng tuyệt, nói Môn chủ, ta từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thần cảnh, có thể hay không chỉ điểm một chút ta Đây là cái gì ánh sáng Thật là khí phách Cương dịch âm thầm quyết định, sau khi trở về hắn cũng phải như vậy làm Hàng tuyệt nói vậy ta liền vì ngươi giảng đạo. Khương Dịch kinh hỉ, vội vàng bái tạ. Hàng Tuyệt bắt đầu giảng đạo. Lấy Khương Dịch tư chất đột phá thần cảnh không khó, hắn vốn là Kim Ô thần tộc thiên kiêu số 1, chỉ là thiếu người chỉ dẫn. Nói đến, Chu Phàm siêu việt Khương Dịch, sớm đạt tới thần cảnh, ngược lại là làm cho Hàng Tuyệt cảm khái. Có đôi khi, song sáo hay là rất trọng yếu. Trừ phi Khương Dịch tư chất giống như Hàng Tuyệt, tuyệt thế vô song, nếu không chỉ dựa vào tu luyện, thật đúng là không sánh bằng Chu Phàm loại này hắc ẩn môn đệ tử đời hai theo thứ tự là Dương Thiên Đông, Tô Kỳ, Tuân Trường An, Đồ Linh Nhi, Long Hạo, Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn, Chu Phàm. Đệ tử đời ba phân biệt là Mộ Dung Khởi, Phương Lương, Sở Thế Nhân. Đệ tử đời bốn thì là Chu Minh Nguyệt, Lã Hóa Hư, đệ tử đời năm là Hàng Đọa Thiên. Những này đều xem như hàng tuyệt chính thống đệ tử, trừ cái đó ra, Lệ Diêu, Khương Dịch, Kim Cương Nộ, Hắc Ngục Yêu Quân, Ngộ Đạo Kiếm, Hàng Bác Huynh Đệ, A Đại, Tiểu Nhị, Hắc Ngục Kê, Hỗn Động Thiên Cẩu, Tam Đầu Giao Vương, Hình Hồng Tuyền, khi tuyền tiên tử thường nguyệt nhi các loại chỉ có thể coi là ẩn môn đệ tử không tính hàng tuyệt đồ đệ hiện nay ẩn môn đệ tử bao quát người ưu tộc ở bên trong tu vi yếu nhất cũng là thái ất kim tiên khi tuyền tiên tử thường nguyệt nhi tuy là phàm nhân nhưng thường xuyên nghe hàng tuyệt giảng đạo lại thêm đạo tràng nồng hậu dày đặc linh khí cũng đã đạt tới thái ất kim tiên bất quá có thể hay không thành tựu đế cảnh còn phải nhìn tạo hóa tu vi đạt tới thái ất kim tiên về sau lại hướng lên sẽ rất khó nói mặc dù hàng tuyệt là đại la kim tiên cũng không thể lật tay sáng tạo tiên đế. Chu Phàm gia nhập về sau, nguyên bản có chút lỏng lẻo ẩn môn lần nữa trở nên căng cứng, chỉ vì Chu Phàm là nhị huyền thần nguyên tu vi, tên này vẫn chưa tới 9,000 tuổi. Bực này tư chất làm cho Khương Dịch, Lệ Diêu, Đồ Linh Nhi các đệ tử tràn ngập áp lực. Hàng tuyệt dành thời gian hay là sẽ vì chúng đệ tử giảng đạo. 50 năm sau, Khương Dịch chứng được thần cảnh, tại trong đạo tràng không cần độ kiếp, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn khí thế cường đại. Vị kế tiếp đột phá thần cảnh đệ tử hẳn là Lệ Diêu bà nương này đuổi rất sát, nếu không có nàng khủng bố tốc độ tu luyện, Khương Dịch chưa hẳn có thể đột phá đến nhanh như vậy. Một ngày này, thiên không nổi lên tử hà, vô biên vô hạn, duy mỹ như vẻ. Hàng tuyệt cảm nhận được một cổ cường đại khí tức. Có người chứng được đại la. Thiên đạo chúng sinh diệt tuyệt, sống sót đều là siêu việt phàm linh đại năng, cũng sẽ là ngày sau danh chấn thiên hạ thần thoại nhân vật. Hàng tuyệt không có đi tính ai chứng được đại la, trước mắt, trừ mệnh cơ thánh nhân, hắn nhưng không có địch nhân. Mệnh cơ thánh nhân chính là thánh nhân, không có khả năng chứng đại la. Hàng tuyệt tiếp tục tu luyện, bắn vọt chuẩn thánh chi cảnh. Khoảng cách lần trước đột phá, đã qua tiếp cận ngàn năm, có thể hàng tuyệt khoảng cách chuẩn thánh chi cảnh vẫn có chút khoảng cách. Tốc độ tu luyện hay là quá chậm. Nhưng hàng tuyệt cũng không có càng nhanh biện pháp, chỉ có thể khuyên bảo chính mình, cước đạp thực địa. Một ngày này, đại địa kịch liệt lay động, bách nhạc tiên xuyên bởi vì đạo tràng không có gặp tác động đến, nhưng hàng tuyệt rõ ràng cảm giác được ngoài đạo tràng mặt đất tại chấn. Chấn động phạm vi rất rộng, hàng tuyệt thần niệm quét tới, nó phạm vi tương đương với mấy chục cái diêu giới. Hả? Địa chấn? Hay là có cái gì đại sự muốn phát sinh? Hàng tuyệt âm thầm hiếu kỳ. Hắn lập tức trong lòng hỏi thăm, ta muốn biết đương kim tiên giới có hay không đại năng có tru sát ta thực lực. Cần khấu trừ 2 tỷ năm, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tạm thời không có. Hàng tuyệt thở dài một hơi, vậy liền không sao. Hắn nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Biển mây phía dưới, vô biên đại địa lay động, sông núi bị đánh rách tả tơi, một đầu sâu không thấy đáy hẻm núi thật lớn, tung hoành ngàn vạn dặm. Hẻm núi chỗ sâu xuất hiện một cái con mắt thật to, lạnh nhạt xâm nhiên, con người đang không ngừng rung động. Ngâm. Đinh tai nhất ốc tiếng long ngâm bỗng nhiên vang vọng đất trời, chỉ gặp trong biển mây nhô ra một cái cự đại đầu rồng, mắt rồng còn to hơn núi, phản phất một ngụm có thể thôn vệ thiên địa. Coi đầu rồng, chính là một đầu hắc long. Hắc long nhìn xuống hẻm núi chỗ sâu con mắt, trong mắt rồng bắn ra sát ý. Oanh, Hắc Long đột nhiên đáp xuống, nhấc lên khủng bố gió mạnh, đem biển mây xé nát, đại địa trực tiếp bị nó thân hình khổng lồ kia xuyên thủng, đá vụn đánh hụt mấy vạn trượng cao. Bách Nhạc Tiên Xuyên. Một đám ẩn môn đệ tử tụ tập tại trên một ngọn núi cao nhất, bọn hắn thị lực siêu nhiên, có thể mắt thấy phương xa khủng bố chiến đấu. Con rồng kia thật lớn. Chẳng lẽ là Đại La Kim Tiên? Chu Minh Nguyệt kinh hãi mà hỏi. Sở Thế Nhân nhíu mày, nói, "Chân Long tộc, Cửu Thiên Ngao Ngự." Hắc Ngục Kê hiếu kỳ hỏi, "Cửu Thiên Ngao Ngự rất mạnh sao?" chân long tộc ít có đại la, cùng thiên đế là một cái bối phận tồn tại. Sở thế nhân tự hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Khương dịch mắng, ta biết hắn, tên chó chết này trước kia thường xuyên ức hiếp chúng ta kim ô thần tộc, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cùng hắn đối chiến con mảnh thú kia ra sao tồn tại. Triệu hiên viên cao mày nói, con thú này thân hình như hắc vụ, khi thì biến hình, có phải hay không là thái cổ thần thoại bên trong tứ hung một trong, hỗn độn. Hỗn độn. Đám người bị hù dọa, tứ hung đây chính là cực kỳ xa xôi thần thoại. Nghe nói vừa khai thiên lúc, không có thánh nhân truyền đạo, không có chủng tộc, chúng sinh đều là hung thú, ngơ ngơ ngác ngác, không có văn minh, không có giao lưu, chỉ có mạnh được yếu thua. Tứ hung chính là vô cùng vô tận hung thú bên trong chỗ hết tài năng mạnh nhất tứ đại hung thú, thôn nhật hấp hải, không nói chơi. Hắc ngục yêu quân cảm khái nói, xem ra thiên đạo khởi động lại cũng không có chúng ta trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, đã từng bị trấn áp tồn tại kinh khủng khả năng cũng sẽ xuất thế, tại chủng tộc sang sát trước, trước là tiên thiên sinh linh dẫn đạo giết chóc bản năng. Đám người tiếp tục nghị luận, đều không có khẩn trương hoặc là bất an. Đợi tại bách nhạc tiên xuyên, không có khả năng xảy ra chuyện. Thời gian nhán một cái. Lại là trăm năm đi qua. Đang tu luyện hàng tuyệt trước mắt đột nhiên xuất hiện ba hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến thiên đạo hung thú thời kỳ sắp đến, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức xuất thế, tru sát tất cả hung thú, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một khối mảnh vỡ đại đạo, thiên đạo thánh nhân cừu hận. Hai, điều thấp tu luyện, không tham dự hung thú chi tranh, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa. Còn cần nói, Hàng Tuyệt khẳng định không thể đắc tội thánh nhân, trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Hắn hiện tại chỉ muốn hảo hảo tu luyện, không muốn gây phiền toái. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa. Chúc mừng ngươi thu hoạch được kiếm đạo thần thông, vạn sinh kiếm. Vạn sinh kiếm, đại đạo thần thông, lấy thiên địa vạn vật hóa thành kiếm, thế công to lớn, sát phạt khủng bố. Rất lâu không có lĩnh ngộ được kiếm đạo thần thông, hơn nữa còn là đại đạo cấp thần thông, không tệ không tệ. Hàng tuyệt lập tức truyền thừa vạn sinh kiếm. Trước mắt hắn liền đạt được hai loại đại đạo thần thông, theo thứ tự là thái dịch tự tại pháp tướng, vạn sinh kiếm. Thái dịch tự tại pháp tướng cường đại hàng tuyệt đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hiện tại đối địch, hắn đều là trực tiếp dùng hỗn độn ma thần pháp tướng trấn áp, đơn giản thô bạo, thoải mái đến cực hạn, có vô địch chi khí phách. Vạn sinh kiếm cũng là đại đạo thần thông, nói rõ không kém gì thái dịch tự tại pháp tướng, hàng tuyệt rất chờ mong một cổ cực kỳ khổng lồ ký ức tràn vào hàng tuyệt trong đầu. Dù là đại la kim tiên cảnh viên mãn hắn cũng có loại đầu sắp nổ tung cảm giác. Lần này lĩnh ngộ, qua đi tới 3 năm. Hàng tuyệt rốt cục dung hội quán thông, nắm giữ vạn sinh kiếm. Vạn sinh kiếm, có thể để thiên địa vạn vật tất cả đều hóa thành kiếm, nghe hắn hiệu lệnh, tru sát địch nhân. Nếu như hắn tu vi đủ mạnh, một ý niệm, có thể để toàn bộ thiên đạo hết thảy đều biến thành kiếm, bá đạo tuyệt luân. Hàng tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện. Mô phỏng thí luyện có thể sáng tạo sân bãi, toàn bằng thí luyện giả tưởng tượng, hàng tuyệt tưởng tượng là một mảnh thiên địa rộng lớn. Hắn tâm thần khẽ động, sông núi hóa thành từng thanh từng thanh trùng thiên cự kiếm, trên mặt đất cây cối đi theo hóa thành kiếm gỗ, liền ngay cả hồ nước, đại dương mênh mông tất cả đều hóa thành kiếm. Trong chớp mắt, hết thảy trước mắt tất cả đều hóa thành nhan sắc không đồng nhất kiếm, phản phất toàn bộ thiên địa chính là kiếm dựng mà thành, hình ảnh rung động đến cực điểm. Chỉ dựa vào lấy vạn sinh kiếm, hàng tuyệt vẫn như cũ có thế tung hoành dưới thánh nhân, hắn thử khiêu chiến thánh nhân, kết quả thánh nhân một bàn tay liền đem thần thông của hắn đập nát thuận thế trấn sát hắn. Vạn sinh kiếm tuy mạnh, nhưng không cách nào đột phá pháp lực bản chất. Mặt khác, vạn sinh kiếm còn có một cái trí mạng khuyết điểm. Đó chính là tại hư không không cách nào thi triển. Hư không không có cái gì, không cách nào hóa kiếm. Nếu là ở thiên địa bên trong, vạn sinh kiếm so thái dịch tự tại pháp tướng càng có lực sát thương, nhưng không bằng thái dịch tự tại pháp tướng ổn định, ở đâu đều có thể thi triển. Bất kể như thế nào, hàng tuyệt nắm giữ hai loại đại đạo thần thông, xem như triệt để ngồi vững dưới thánh nhân đệ nhất bảo chỗ ngồi hàng tuyệt không có kiêu ngạo, tiếp tục tu luyện. Sớm ngày đạt tới chuẩn thánh chi cảnh mới là hạng nhất chuyện trọng yếu. Chỉ chớp mắt, lại là 17 năm qua đi. Ngày nào? Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Tam Đầu Giao Vương, Hắc Ngục Yêu Quân, Khương Dịch, A Đại, Tiểu Nhị đến đây bái phỏng. Hàng tuyệt để bọn hắn nhập đạo xem. Duy nhất một lần nhiều người như vậy cùng một chỗ tìm hắn, sự tình không đơn giản. Hàng tuyệt nhìn xem bọn hắn, cũng không vội mà nói chuyện. Khương Dịch hít sâu một hơi, nói, chúng ta muốn đi ra ngoài. Hàng Tuyệt hỏi, "Vì sao?" Khương Dịch nói, "Giữa thiên địa xuất hiện rất nhiều phá vỡ phong ấn hung thú, chúng ta cảm ứng được nếu là thôn vệ những hung thú kia, tư chất của chúng ta sẽ tăng lên." Hàng Tuyệt lúc này mới phát hiện tới đều là yêu thú. Hắn nhìn về phía Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê đứng tại đám người phía sau, trung lẫy bảy, khẩn trương cực kỳ. Hàng Tuyệt cười hỏi, "Ngươi cũng muốn ra ngoài?" Cảm nhận được Hàng Tuyệt ánh mắt, Hắc Ngục Kê nuốt nước miếng một cái, nói, "Cũng không phải rất muốn." Hắc Ngục Yêu Quân nói, "Để nó đi theo chúng ta đi thôi." chúng ta cùng một chỗ hành động, sẽ không xảy ra chuyện, nếu không lấy tư chất của nó, về sau khó có thành tựu. Hàng tuyệt không có lập tức đáp ứng, mà là lâm vào trong suy tư. Tam đầu giao vương cười nói, chủ nhân, để cho chúng ta đi thôi, những hung thú kia tuy mạnh, có thế không phải là đối thủ của Khương Dịch, chúng ta đã ước định cẩn thận, mỗi con hung thú đều cùng một chỗ dùng ăn. Hàng tuyệt trong lòng hỏi thăm, nếu là bọn họ ra ngoài đi săn hung thú, có thể hay không bị thiên đạo tả hữu. Cần khấu trừ một tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Tiếp tục, sẽ không đây chỉ là thiên đạo diễn hóa quá trình tỉnh lại bọn hắn bản năng cũng không phải là lượng kiếp hàng tuyệt nghĩ nghĩ nói đi thôi vạn sự cẩn thận chúng yêu lập tức kinh hỉ nhao nhao cam đoan hàng tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến cái này tựa như là hắc ngục kê lần thứ nhất ra ngoài cũng không biết có thể hay không vượt qua nó chướng ngại tâm lý ngày đó ẩn môn chúng yêu liền rời đi hắc ngục yêu quân đem mặt khác hắc ngục phượng hoàng cũng mang lên năm năm sau hàng đọa thiên cũng chính là đọa thiên thạch hóa hình thành công cứ như vậy Chu Minh Nguyệt bên người nhiều một tên thiếu niên thanh tú, Chu Minh Nguyệt đi chỗ nào, hắn liền theo tới chỗ nào. Đối với vị này ẩn môn đệ tử mới, đệ tử khác đều cảm thấy rất hứng thú, thường xuyên đến xem hàng đoạ thiên, thậm chí sẽ chỉ điểm hắn tu luyện. Hàng đoạ thiên mặc dù bái sư Chu Minh Nguyệt, lại đạt được toàn bộ ẩn môn chiếu cố. Đồ Linh Nhi nhìn thấy hắn, luôn luôn rất sầu não, nàng nghĩ đến Long Hạo. Năm đó nàng nhìn xem Long Hạo lớn lên, bây giờ lượng kiếp kết thúc, Long Hạo cũng không trở về nữa, 89 phần 10 là bại. Chu Phàm trước đó nói qua, trừ thiên tộc cùng khí vận giáo phái đại la phía dưới chúng sinh cơ hồ chết hết chân long tộc cũng tử thương vô số thiên đế sớm đã vẫn lạc sợ là không ai có thể bảo trụ long hạo không chỉ có là long hạo tô kỳ dương thiên đông cũng đã biến mất thật lâu ẩn môn đệ tử đời hai hao tổn gần một nửa chúng đệ tử lo lắng hàng đọa thiên đi đến long hạo đường xưa cho nên thường xuyên cầm long hạo làm ví dụ cảnh cáo hắn cũng may hàng đọa thiên tính tình ôn hòa cũng không có rất mạnh ý đồ tâm hắn đối với tu luyện cũng không phải cực độ khát vọng đoán chừng sẽ không muốn lấy ra ngoài lượng kiếp sau khi kết thúc, hàng tuyệt mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tuế nguyệt như thoi đưa, hồng hoang không nhớ năm. Tiên giới tịch liêu, trở về lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy gặp nguy hiểm tập kích bách nhạc tiên xuyên, toàn bộ ẩn môn đều trải qua rất bình tĩnh, cũng rất bình thản. Dạng này tuế nguyệt khả năng tiếp tục thật lâu, sở thế nhân suy đoán có thể muốn mấy trăm vạn năm, tiên giới đại địa mới có thể xuất hiện nhóm đầu tiên tiên thiên sinh linh. Hàng đọa thiên có thể hóa hình đến nhanh như vậy, may mắn mà có đạo tràng linh khí, nhưng trừ nơi này, toàn bộ tiên giới không có cái thứ hai địa phương có thế cùng bách nhạc tiên xuyên so tiên khí. Mười mấy năm sau, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 9,000 tuổi, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, nhập thế điểm hóa chúng sinh, tranh đoạt thiên đạo công đức, có thế đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch. Hai, tạm không nhập thế, an tâm tu luyện, có thế đạt được một khối thiên đạo linh thạch, một tôn đạo tràng thủ vệ. Hàng tuyệt cảm thái vạn phần. Bất tri bất giác, hắn đã 9,000 tuổi bất quá không tuổi nghe làm sao giống đang mắng người. Hàng tuyệt trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Đồng dạng là chuẩn thánh thủ vệ. Hàng tuyệt bỗng nhiên có cái ý nghĩ to gan. Ta có thể hay không lựa chọn phục chế chính ta. Không có khả năng. Hàng tuyệt hưng phấn trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh phá diệt, chỉ có thể thành thành thật thật lựa chọn phục chế thạch độc đạo. Thủ vệ mới liền gọi. Tư mã ý đi. Đến tận đây, hàng tuyệt có ba tôn thạch độc đạo thủ vệ, Triệu Vân, Điển Vi, Tư mã ý đạo tràng hệ số an toàn lần nữa tăng lên. Hàng tuyệt xuất ra thiên đạo linh thạch cùng ách vận thư, bắt đầu cho ách vận thư thăng cấp. Hắn có thế có hôm nay, ách vận thư công lao không nhỏ, nhất định phải tăng lên. Đối phó viễn siêu mình cường địch, ách vận thư hiệu quả quá mạnh. Mấy ngày sau, ách vận thư thăng cấp thành công, từ đại la linh bảo lên tới đại la chí bảo. Hàng tuyệt vì thử một chút hiệu quả, trực tiếp nguyền rũ mệnh cơ thánh nhân, đồng thời đưa lên một ngàn tỷ tuổi thọ mệnh. Kết quả cuối cùng là không nhìn thấy mệnh cơ thánh nhân bưu kiện. Tặng không. Hàng Tuyệt cũng không thất vọng, dù sao làm hắn là được rồi. Sớm muộn có thể làm ra sự tình đến. Nguyền rũ xong, Hàng Tuyệt liền tiếp theo tu luyện. Tam thập tam tầng thiên ngoại, trong một ngôi đại điện. Mệnh cơ thánh nhân mở to mắt, cho mày. Hắc ám cấm chủ đến cùng là ai, lực lượng nguyền rũ này lại tăng mạnh, hắn không có khả năng tu hành nhanh như vậy, tất nhiên bản thân liền rất mạnh, trước đó chỉ là giảm xuống ta đối với hắn cảnh giác. Hắn tuyệt đối là thánh nhân. Mệnh cơ thánh nhân đầu tiên hoài nghi cầu Tây Lai. Thiên đạo thánh nhân bên trong, chỉ có bọn hắn nắm giữ diệt đạo thần thông bọn hắn đối với lẫn nhau uy hiếp lớn nhất cho nên mới không thể không kết giao tránh cho đối phương làm loạn đương nhiên cũng không bài trừ mặt khác thiên đạo thánh nhân lại là đạo môn tam giáo thiên đạo thánh nhân đạo môn tam giáo chính là đạo tổ chính thống một mực nắm giữ lấy thiên đạo thánh nhân bên trong chủ yếu quyền nói chuyện bọn hắn thường xuyên bảo đoàn cấu kết thánh nhân khác mệnh cơ thánh nhân cũng không phải là tam giáo xuất thân thậm chí cùng đạo tổ quan hệ không lớn bây giờ nắm giữ diệt đạo thánh nhân khẳng định bị nhầm vào mệnh cơ thánh nhân cảm thấy nhất định phải tra ra hắc ám cấm chủ thân phận nếu không ngày sau định thành họa lớn bằng không ta cũng nguyền rủa thánh nhân khác giả mạo một chút hắc ám cấm chủ trước hết để cho các thánh nhân đại loạn dạng này tên kia mới dễ dàng lộ ra chân ngựa mệnh cơ thánh nhân yên lặng nghĩ đến nếu như hắn là hắc ám cấm chủ bị nguyền rủa tất nhiên sẽ lo lắng nhận định mình bị phát hiện hoặc là thu liễm một đoạn thời gian hoặc là trực tiếp vạch mặt nếu thật là vạch mặt mệnh cơ thánh nhân căn bản không sợ mặt khác thiên đạo thánh nhân một đối một, hắn tràn ngập tự tin. Mệnh cơ thánh nhân đối với ngươi cừu hận tăng lên, trước mắt độ cừu hận là năm sao. Hàng tuyệt nhìn thấy bưu kiện này, trong lòng không khỏi trấn an. Điều này nói rõ hắn nguyền rũ có hiệu quả. Mệnh cơ thánh nhân cừu hận chính là hắn hắc ám cấm chủ thân phận, cũng không phải hắn, hắn tự nhiên không hoảng hốt. Huống hồ, hiện nay chỉ cần đợi tại trong đạo tràng, thiên đạo thánh nhân liền không xông vào được tới. Hàng tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Tuế nguyệt tại thiên đạo khởi động lại sau chảy qua rất nhanh vội vàng nhán một cái. 800 năm đi qua. Ở nhân gian, 800 năm đủ đã để vương triều thay đổi. Hàng tuyệt rốt cục sắp đột phá đến chuẩn thánh chi cảnh, góp nhặt mấy cái lượng kiếp nghiệp lực vẫn không có nghèo vô tận, đầy đủ hàng tuyệt tiếp tục tu luyện. Đột phá chuẩn thánh, cần thiết thời gian so dĩ vãng bất kỳ lần nào đột phá thời gian đều muốn dài. Qua đi tới 20 năm, hàng tuyệt vừa rồi bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Bởi vì có đạo tràng che đậy thiên cơ, hàng tuyệt không cần độ kiếp, nhưng hắn phát ra khí thế cường đại liên hệ thống kết giới cũng vô pháp áp chế, trong đạo tràng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hệ thống kết giới chỉ có thể che giấu nội bộ cảnh tượng không cách nào ngăn cản nội bộ khí tức tiết lộ dù sao hàng tuyệt cũng không còn là phàm nhân hàng tuyệt khí thế tuy mạnh nhưng cũng không cách nào xuyên qua đạo tràng phát trận phòng ngự sư phụ lại đột phá khí thế thật là mạnh mẽ cái này tuyệt không phải đại la có thế đạt tới còn nói không phải thánh nhân ta đoán chừng không phải đột phá mà là sáng tạo thần thông xác thực môn chủ những thần thông kia đều vô cùng tinh diệu chưa từng nghe thấy nói rõ hắn đang tu luyện sau khi một mực tại lĩnh hội thần thông. Đối với hàng tuyệt đột phá, ẩn môn đám người cảm khái vạn phần. Đây là chuyện tốt, hàng tuyệt càng mạnh, bọn hắn càng an toàn, đồng thời, bọn hắn cũng sẽ bị kéo theo tăng lên đạo hạnh. Trong đạo quán, hàng tuyệt một bên cũng cố tu vi, một bên xem xét thuộc tính liệt biểu. Tính danh, hàng tuyệt. Tuổi thọ chủng tộc, hồng mông ma thần, vô lượng đại đế. Tu vi, chuẩn hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh sơ kỳ. Công pháp, hồng mông luân hồi đại đạo, chu thiên tôi thể pháp đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Chuẩn hỗn nguyên đại la kim tiên. Hỗn nguyên đại la kim tiên hẳn là thánh nhân chi cảnh. Thật là khó đọc. Hàng tuyệt chú ý tới mình tuổi thọ tăng lên gấp 10 lần. 12 vạn ức ức năm. Ngoài ta còn ai? Chờ tu vi cũng cố về sau, hàng tuyệt được thật tốt quyền rủ một chút mệnh cơ thánh nhân. Đáng nhắc tới chính là, đột phá chuẩn thánh chi cảnh, hàng tuyệt cũng không có đạt được hệ thống nhắc nhở. Hẳn là hệ thống không thừa nhận cảnh giới này. Hàng Tuyệt thoáng có chút tiếc nuối, sau đó chuyên tâm tu luyện. Hắn dùng thời gian 10 năm, vừa rồi cũng cố tốt tu vi, sau đó lấy ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân. Lần này, hắn muốn nhìn cực hạn của mình là bao nhiêu năm. Sau 5 ngày, Hàng Tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống, hắn chăm chú nhìn bản thuộc tính của mình. 100 triệu năm, 1 tỷ năm, chục tỷ năm, trăm tỷ năm. Tuổi thọ càng ngã càng nhanh. Tam thập tam tầng thiên ngoại, mệnh cơ thánh nhân đang cùng nam cực thiên tôn, thiên tuyệt giáo chủ, kim an thánh nhân gặp nhau tại trong một tòa thạch đình chung quanh mây mù lượng lờ tia sáng lờ mờ trò chuyện một chút thiên tuyệt giáo chủ hỏi mệnh cơ đạo hữu ngươi vì sao đột nhiên không nói lời nào mệnh cơ thánh nhân hít sâu một hơi nói hắc ám cấm chủ tại nguyền rủa ta hắc ám cấm chủ lời vừa nói ra ba vị thánh nhân đều là nhíu mày các thánh nhân trước đó thương thảo qua phát hiện lượng kiếp tiến hành đến nhanh như vậy chủ yếu là bởi vì hắc ám cấm chủ nguyền rủa tiên giới các đại thế lực thậm chí gây nên nguyền rủa phong trào dẫn đến các thánh nhân vì mình riêng phần mình bố cục không thể không tự mình hạ trận. Bọn hắn thậm chí liên thủ điều tra qua, nhưng không cách nào tra rõ ràng hắc ám cấm chủ thân phận chân thật. Bây giờ mệnh cơ thánh nhân bị hắc ám cấm chủ đuổi theo nguyền rủa, đây cũng không phải là chuyện tốt, điều này nói rõ hắc ám cấm chủ muốn nhằm vào thánh nhân. Vừa nghĩ tới mệnh cơ thánh nhân khả năng bị không biết hắc ám cấm chủ rủa chết, các thánh nhân không khỏi có loại thỏ tử hồ bi, môi hở răng lạnh thê lương cảm giác. Tuyệt không thể mở đầu này lỗ hổng. Nếu là ở thời kỳ hòa bình, thánh nhân bị rủa chết, vậy thánh nhân uy nghiêm ở đâu? Ngươi coi thật cho là hắc ám cấm chủ chính là thiên đạo thánh nhân. Thiên tuyệt giáo chủ nhíu mày hỏi. Mệnh cơ thánh nhân hỏi ngược lại, trừ thánh nhân, phàm linh có thủ đoạn như vậy. Về phần tồn tại cao hơn, bọn hắn chỗ nào quan tâm thiên đạo? Nghe vậy, ba vị thánh nhân lâm vào trong trầm tư. Thánh nhân minh tranh ám đấu vô số năm, vốn là không cách nào tín nhiệm lẫn nhau. Mệnh cơ thánh nhân ngay tại quan sát tam thánh phản ứng, trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, tam thánh cũng không rõ ràng tam thánh kỳ thật ôm lấy thái độ hoài nghi mệnh cơ thánh nhân có phải hay không là trang có phải hay không là tự biên tự diễn thực không dám giấu giếm gần nhất ta cũng bị nguyền rủa kim an thánh nhân bỗng nhiên nói ra lộ ra một mặt ưu sầu thần sắc mệnh cơ thánh nhân liếc nhìn hắn hỏi thật chứ kim an thánh nhân nói ừm giống như ngươi bị người mười năm nguyền rủa một lần chỉ là chúng ta cũng không phải là bị đồng thời nguyền rủa nam cực thiên tôn nói nói như vậy đến hắc ám cấm chủ cũng không phải là chúng ta bên trong, mà là thánh nhân khác, đạo môn tam giáo mặc dù sẽ tranh đấu, nhưng từ trước tới giờ không làm thật, dù sao chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thiên tuyệt giáo chủ gật đầu. Mệnh cơ thánh nhân thầm mắng một tiếng, mặt ngoài liền nói, đã như vậy, nhìn ba vị đạo hữu cùng nhau tra ra hắc ám cấm chủ thân phận chân thật. Tốt. Tam thánh cùng kêu lên đáp. Ba ngàn tỷ năm. Hàng tuyệt ngay tại không ngừng đổi mới chính mình ghi chép, nhưng thiên đạo thánh nhân là thật đỉnh, làm sao nguyền rũ cũng không xảy ra chuyện gì. Hàng Tuyệt muốn thử xem cực hạn của mình, đến cùng hao tổn bao nhiêu năm tuổi thọ, mới có thể xuất hiện mặt trái trạng thái. Tuổi thọ tiếp tục chụp. Một mực đến 10,000 tỷ năm, Hàng Tuyệt tâm bắt đầu rung lên. Hỏng bét, hắn đã là chuẩn thánh, hẳn là có thể một mực chú đến cùng. Bằng không kiên trì một chút nữa. Hàng Tuyệt trắng chặt răng. Tuổi thọ tích lũy khấu trừ 150. Không 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 ức năm lúc, Hàng Tuyệt rốt cục nhìn thấy một đầu bưu kiện. Kẻ thù của ngươi mệnh cơ thánh nhân bởi vì ngươi nguyền rủa, thánh tâm hỗn loạn, sinh ra tâm ma. Hàng tuyệt lập tức đình chỉ. Tim của hắn hay là tại rỉ máu. 150 000 ức năm mới miễn cưỡng chú ra tâm ma. Đây chính là thiên đạo thánh nhân sao. Hàng tuyệt cất kỹ ách vận thư, quyết định về sau không có khả năng làm loạn. Quá phung phí. Mệnh cơ thánh nhân tuyệt đối không phải cái cuối cùng địch nhân, về sau còn sẽ có càng mạnh địch nhân, chỉ là thời gian xuất hiện sớm muộn thôi, nếu là một mực phung phí tuổi thọ, còn đến mức nào. Hàng tuyệt tốc độ đột phá đã chậm lại, ý vị này hắn không cách nào nhanh chóng đổi mới tuổi thọ. Về sau hay là đến ổn một chút. Khi hàng tuyệt tại nghĩ lại chính mình lúc, mệnh cơ thánh nhân luống cuốn. Mệnh cơ thánh nhân tìm tới cầu Tây Lai, hai người tại trong một tòa cung điện vàng son lộng lẫy gặp mặt. Cái gì? Hắc ám cấm chủ có thể đưa ngươi chú ra tâm ma đến. Cầu Tây Lai quá sợ hãi. Mệnh cơ thánh nhân so với hắn đến, chỉ mạnh không yếu. Nếu như mệnh cơ thánh nhân nói là sự thật, cái kia hắc ám cấm chủ cũng sẽ uy hiếp được hắn. Mệnh cơ thánh nhân sắc mặt không gì sánh được khó coi, nói ta nếu nói láo thiên đạo khí vận hao tổn cầu tây lai thần sắc càng thêm bối rối hắc ám cấm chủ tuyệt đối là thánh nhân thậm chí khả năng sau so mệnh cơ thánh nhân còn mạnh hơn đến cùng là ai Hàng tuyệt không biết chính mình đối với mệnh cơ thánh nhân nguyền rủa đã gây nên thánh nhân tầng vòng bất an nguyền rủa xong mệnh cơ thánh nhân về sau hắn bắt đầu tăng lên chính mình kiếm đạo thần thông chỉ tốn một tháng thời gian đằng sau liền bắt đầu tu hành thái dịch tự tại pháp tướng công thứ chính ma thần chiến chi ma thần đấu chiến ý chí lấy ý chí tăng cao tu vi chiến đến vẫn lạc. Công thứ 10 ma thần, tử vong ma thần, đại đạo hóa tử khí, tử khí nuốt sinh khí, khiến cho vạn sự vạn vật tử vong. Công thứ 11 ma thần, một tức ma thần, một chi bản nguyên, pháp lực sinh một, một tù chư thiên. Công thứ 12 ma thần, hồn chi ma thần, vô thân vô pháp, hồn thể vi tôn, nhất niệm vô biên. Công thứ 13 ma thần, sát ý ma thần, ngưng tụ sát ý thành đạo, sát ý càng mạnh, đạo pháp càng mạnh. Hàng tuyệt dùng thời gian 9 năm, luyện thành năm tôn ma thần pháp tướng. 13 vị ma thần pháp tướng đều xuất hiện, đơn giản vô tình. Hàng Tuyệt trước mắt nắm giữ ma thần phân biệt là Thiên Cương Ma Thần, Cửu Âm Ma Thần, Phong Hám Ma Thần, Ảnh Hồng Ma Thần, Hư Vô Ma Thần, Xích Tình Ma Thần, Nhược Thủy Ma Thần, Cực Ám Ma Thần, Chiến Chi Ma Thần, Tử Vong Ma Thần, mục Tức Ma Thần, Hồn Chi Ma Thần, Sát Ý Ma Thần. Hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, cho dù đối kháng chuẩn thánh, hắn cũng hưởng thụ được bạo ngược thoải mái cảm giác. Quản ngươi thần thông quảng đại, pháp bảo mạnh cỡ nào, tại 13 vị ma thần pháp tướng trước mặt, đều là sâu kiến hàng tuyệt thử khiêu chiến thiên đạo thánh nhân phục hy thiên ân ừ. vẫn là bị giết bất quá rốt cục không phải miễu sát hàng tuyệt chống hai hơi thời gian tiến bộ to lớn hàng tuyệt tâm tình không tệ quyết định cho các đệ tử giảng đạo hắn đi ra đạo quán tiến về phù tan thụ lấy tu vi của hắn có thể thuấn di đến phù tan thụ nhưng hắn ưa thích đi bộ hành tẩu vừa vặn dạo chơi đã nhiều năm như vậy bách nhạc tiên xuyên cải biến cũng rất lớn khắp nơi trên đất là vô ngấn thanh phong liên đứng tại trên mặt đất thanh liên tản ra nồng đậm tiên thiên chi khí. Bách nhạc tiên xuyên cây cối đều lớn lên cực kỳ cao lớn, cao nhất cây đã vượt qua trăm trượng, bất quá ở trước mặt phù tan thụ, đều như là hoa cỏ. Hiện nay phù tan thụ đã cao vạn trượng, giống như trong thần thoại cổ xưa nhất thương thiên đại thụ. Đợi hàng tuyệt đi đến phù tan thụ trước, các đệ tử đã tụ tập mà tới. Khương dịch, hắc ngục kê các loại yêu thú còn chưa trở về, bất quá hàng tuyệt từ bưu kiện biết được bọn hắn lẫn vào rất thuận lợi, dựa vào thôn vệ hung thú, tư chất một mực tại thuế biến. Chờ bọn hắn trở về, đoán chừng đã toàn bộ đạt tới tiên đế chi cảnh. Hung thú thời kỳ, vốn là vì nhóm đầu tiên thiên địa đại năng mà chuẩn bị thao thiết thịnh yến. Có thế tại hung thú thời kỳ trổ hết tài năng sinh linh tất nhiên tư chất, thực lực, thiên phú chiến đấu đều cực mạnh, cho thời gian, trở thành thống trị chư thiên vạn giới đại năng, tuyệt không phải việc khó. Hàng tuyệt bắt đầu giảng đạo, thanh âm vang vọng bắt nhạc tiên xuyên, khiến cho u tộc cũng có thể nghe được. Đạt tới chuẩn thánh chi cảnh về sau, hàng tuyệt đạo âm càng có tạo hóa, đang giảng đạo trong lúc đó, tăng lên rất nhiều kẻ nghe đạo bọn họ ngộ tính, đạo pháp của hắn càng là bác đại tinh thâm, tất cả mọi người có thế từ đó đạt được cảm ngộ. Lần này giảng đạo so dĩ vãn bất kỳ lần nào đều dài hơn. Hàng tuyệt trọn vẹn giảng 50 năm. Giảng đạo sau khi kết thúc, hàng tuyệt một mình trở lại trong đạo quán. Vì các đệ tử giảng đạo, hắn kỳ thật cũng tương đương với trải vuốt một lần đạo pháp của mình, được ích lợi không nhỏ. Cách không được nhiều như vậy đại năng ưa thích giảng đạo, đã có thể đưa nhân tình, lại có thể cổ vũ đạo hạnh của mình. Hàng tuyệt cười cười, sau đó nhắm mắt tu luyện. Hoang sơn giả lĩnh, một đầu khổng lồ như dãy núi sâu dài ngay tại tiến lên, nó thân giống như con rết, trăm chân lại giống như sư trưởng, tiến lên ở giữa ép ra một đầu đại đạo tới. Nó tự hồ đang tìm kiếm đồ ăn, vừa đi vừa nghỉ. Đúng lúc này, đại địa sụp đổ, một tấm miệng to như chậu máu phá đất mà lên, đem con sâu dài này cắn một cái đoạn, máu vẩy đại địa. Con này phá đất mà lên hung thú tựa như đầu gấu, mọc ra tám con mắt, hướng phía phương hướng khác nhau đi dạo. Oanh! Một trận khủng bố gió mạnh rơi xuống, một đôi khủng bố cự trảo sông phá biển mây, bắt lấy hung thú tám mắt, trực tiếp đem nó từ lòng đất lôi ra, bay tới trên biển mây. Kiệt kiệt kiệt. Kê gia ta lại có thể ăn no nê. Một đạo cùng vọng đến cực điểm tiếng cười vang vọng chân trời, nắm lấy hung thú tá mắt chính là một cái to lớn gà đen. Hắc ngục kê. Ở trước mặt hắc ngục kê, hung thú tá mắt cũng lộ ra thấp bé. Hắc ngục kê dương cánh trăm dặm, hai cánh chấn động, liền biến mất ở thiên địa cuối cùng. Tại hắc ngục kê trên lưng đứng đấy một đám người, chính là Khương Dịch bọn người. Huyết thủy vẫy ra, Khương Dịch không thể không thi triển thần thông, chế tạo ra một cái vòng phòng hộ, ngăn cản huyết thủy rơi xuống nước. A Đại bất mãn nói, số kê này mỗi lần đều khiến cho khoa trương như vậy, cố ý a. Hỗn Độn Thiên Cẩu nhìn về phía Hắc Ngục Yêu Quân, nói, ngươi không phải nó ca sao, quản quản. Hắc Ngục Yêu Quân tức giận nói, làm sao quản? Nó một mực rất phách lối. Tam đầu giao vương kêu lên, giờ đến phiên ta đi, các ngươi lượt trận cho ta. Đám người cãi nhau, chẳng được bao lâu, Hắc Ngục kê liền đem hung thú tám mắt ăn sạch sẽ. Ừm. Các ngươi đám hung thú này lại có linh trí một thanh âm bỗng nhiên vang vọng đất trời, Khương Dịch sắc mặt biến hóa. Hắn vậy mà cảm giác không đến đối phương ở đâu. Đại năng. Khương Dịch tức cao giọng nói, tiền bối, chúng ta không phải hôn thú. Đổi lại trước kia, Khương Dịch khẳng định chửi ầm lên, nhưng hiện tại Kim Ô thần tộc hư hư thực thực diệt tuyệt, sống sót đại năng đều là hắn không chọc nổi tồn tại, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Còn có Kim Ô, tư chất không tệ, các ngươi tất cả đều nhập bản tọa dưới trướng đi. Đại năng thần bí kia cười nói, đi theo thiên khung biến thành đen, khủng bố gió mạnh xuất hiện, đem bọn hắn tất cả đều cuốn lên trời. Khương Dịch bọn người ngẩng đầu nhìn lại, thiên khung xuất hiện một cái cự đại ống tay áo, che khuất bầu trời, khó mà đánh giá nó đường kính. Bọn hắn muốn chạy trốn, lại bị một cổ cường đại pháp lực trấn áp, không cách nào động đậy. Rất nhanh, bọn hắn liền bị cuốn vào trong cửa tay áo. Bách Nhạc tiên xuyên. Khoảng cách giảng đạo kết thúc đã qua 8 năm. Không ít đệ tử vẫn còn trạng thái ngộ đạo, không có tỉnh ngộ. Hàng Tuyệt đang tu luyện, bỗng nhiên cảm ứng được có người thi triển thỉnh thần thuật hắn bấm ngón tay tính toán lại là hát ngục kê đã nhiều năm như vậy hắc ngục kê còn là lần đầu tiên thi triển thỉnh thần thuật hẳn là xảy ra chuyện rồi mặc dù đã vô địch thiên hạ hàng tuyệt hay là cảnh giác diễn hóa ta như đi qua sẽ hay không gặp nguy hiểm cần khấu trừ một tỷ tuổi thọ mệnh phải chăng tiếp tục tiếp tục tạm thời không có hàng tuyệt thở dài một hơi lúc này thôi động toàn thân pháp bảo âm dương hộ sinh nhật nguyệt bắn ra thần quang bao phủ thân hình của hắn hắn đứng dậy theo bước vào trong vòng xoáy màu đen một bên khác cương dịch hắc ngục kê hắc ngục yêu quân bọn người bị vây ở trên một mảnh đất trống mặt đất như ngọc đất trống biên giới hắc ám không cách nào nhìn thấy lối ra ngẩng đầu nhìn lại có thể nhìn thấy một cái ánh sáng miệng chỉ là đang xen lôi điện hắc ngục kê khẩn trương nhìn qua trước mặt vòng xoáy màu đen chủ nhân sẽ không không tới a à? hắc ngục kê tự lẩm bẩm cương dịch mấy người cũng đang lo lắng lúc này một trận cường quan từ trong vòng xoáy màu đen tràn ra hàng tuyệt đi theo bước ra đám người kinh hỉ nhao nhao quỳ lạy hàng tuyệt hàng tuyệt lập tức kiểm tra đo lường chung quanh cường địch đạp thiên ca đại la kim tiên cảnh viên mãn xiển giáo tiên nhân đại la kim tiên cảnh viên mãn thật mạnh xiển giáo nội tình rất sâu a à, trước đó không có bày ra thật là biết nhẫn nại hàng tuyệt nhìn về phía hắc ngục kê bọn người hỏi các ngươi bị bắt một thân thần quan chiếu rọi xuống hàng tuyệt giống như sáng thế thần minh giáng lâm hình tượng tràn ngập thị giác lực trung động hắc ngục kê tức giận nói chủ nhân có người vô duyên vô cớ bắt chúng ta, muốn cho chúng ta làm nô. Cương dịch bọn người nhìn thấy hàng tuyệt xuất hiện, không khỏi thở dài một hơi. Bây giờ, trong lòng bọn họ, hàng tuyệt đã là sánh vai thánh nhân tồn tại, chỉ cần hắn xuất hiện, nguy hiểm nhất định có thể hóa giải. Ừm. Nhất chuyển tiên đế. Không đúng, trên người ngươi pháp bảo không đơn giản. Một thanh âm đi theo vang lên, chính là đạp thiên ca thanh âm. Hàng tuyệt nói, chỉ là đại la kim tiên liền muốn thu người của ta. Buông tha bọn hắn, ta có thể làm chuyện này không có phát sinh. Đạp Thiên Ca khẽ nói, các hạ thật là cùng vọng, ngươi trước phá vỡ thần thông của ta lại nói. Hàng Tuyệt đưa tay, đưa tay phải ra ngón giữa. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên bắn ra. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Một chỉ phá thương khung. Phía trên quan động bị xé nứt, xung quanh chỗ đất trống hắc ám đi theo phá toái, tựa như giấy gặp liệt diễm đốt cháy. Hàng Tuyệt bọn người đi theo rơi xuống, rơi vào trên một mảnh sườn núi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Đạp Thiên Ca đứng tại trên một đóa mây trắng. Người này một bộ đạo bào, lông mày như loan đao hướng lên, hai mắt hẹp dài, ngũ quan càng lộ vẻ âm lệ. Đạp Thiên Ca nhìn chồng chọc vào hàng tuyệt, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Đạp Thiên Ca đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là năm sao. Năm sao? Tiếp cận không chết không thôi. Rất tốt, ngươi hết rồi. Hàng tuyệt cũng không quan tâm đối phương đến từ giáo nào, thánh nhân lại không thể nhập tiên giới, sợ cái gì. Hàng tuyệt cười nói, ta là ai? Nói ra sợ hù chết ngươi. Đạp thiên ca nhíu mày, truy vấn, nói, hàng tuyệt đỉnh đầu bỗng nhiên ngưng tụ ra thiên cương ma thần pháp tướng pháp tướng còn chưa ngưng tụ thành hình nó một quyền đánh về phía chân trời lực lượng kinh khủng ép tới thiên không kịch liệt vạn vẹo phản phất tùy thời muốn sụp đổ đạp thiên ca căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị thiên cương ma thần quyền phong nghiền nát hình thần câu diệt thiên cương ma thần đi theo tiêu tán tốc độ nhanh chóng khương dịch bọn người không kịp phản ứng trong mắt bọn hắn một trận gió mạnh bỗng nhiên tập lên đạp thiên ca liền không có khương dịch sợ hãi nhớ tới chính mình ở trong mô phỏng thí luyện khiêu chiến hàng tuyệt tràn cảnh hàng tuyệt thu tay lại điều ra quan hệ nhân mạch xem xét phát hiện đạp thiên ca ảnh chân dung vẫn còn xem ra tên này có lưu thủ đoạn bảo mệnh đoán chừng là phân hồn lưu tại xiển giáo hàng tuyệt quay đầu nhìn về phía khương dịch bọn người nói sớm ngày trở về đi vừa rồi người kia lai lịch không đơn giản hắn cũng không có triệt để chết đi về sau sẽ trả thù các ngươi nếu có lần sau nữa ta khẳng định không cứu các ngươi hàng tuyệt quay người bước vào trong vòng xoáy màu đen vòng xoáy màu đen co vào biến mất không thấy gì nữa đám người lúc này mới lấy lại tinh thần mà tới. Hắc Ngục Kê vội vàng kêu lên, nhanh đi về đi. Khương Dịch gật đầu, hắn cũng không còn là năm đó kinh cùng thiên kiêu, biết rõ sống tiếp tầm quan trọng. Đạp Thiên Ca xuất hiện, biểu thị khí vận giáo phái bắt đầu hoạt động, bố cục tiên giới. Trong đạo quán, hàng tuyệt không có thu đến mặt khác diễn giáo đại năng cừu hận nhắc nhở. Không có khả năng phớt lờ. Nếu như bởi vậy toàn bộ diễn giáo đều muốn đối phó hắn, vậy hắn chỉ có thể diệt diễn giáo. Chỉ cần đợi tại trong đạo tràng, hàng tuyệt thật đúng là không sợ xiển giáo tại không có thánh nhân trợ giúp tình huống dưới xiển giáo cùng tiến lên căn bản không phá nổi đạo tràng phòng ngự hàng tuyệt bắt đầu tu luyện một năm sau hắn vẫn không có thu đến xiển giáo đại năng cừu hận nhắc nhở xem ra đạp thiên ca cũng không có lộ ra việc này xiển giáo thánh nhân cũng không có để ý chuyện này hàng tuyệt triệt để buông lỏng chuyên tâm tu luyện thời gian cực nhanh 86 năm qua đi cương dịch bọn người tất cả đều trở về không có ném một người toàn bộ trở thành tiên đế bọn hắn trở về dẫn tới đệ tử khác nhau nhau chạy đến, hiếu kỳ hỏi thăm. Bọn hắn không có ẩn môn bị hàng tuyệt cứu trợ sự tình, nhất là hắc ngục kê, đại suy đặc suy, hàng tuyệt rõ ràng là miễu sát đạp thiên ca, bị hắn thổi thành một quyền đánh nổ toàn bộ thiên địa, tận thế theo nhau mà đến. Hàng tuyệt ngược lại là rất hài lòng thái độ của bọn hắn, nói liền trở lại, nói rõ đạo tâm của bọn họ đã dưỡng thành, biết tránh đi nguy nan tầm quan trọng. Mấy tháng sau, một thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Ta chính là diễn giáo thánh nhân nam cực thiên tôn, trăm năm về sau, ở ngoài tam thập tam tầng thiên nam cực cung giảng đạo, chúng sinh liền có thể tới nghe nói. Hàng tuyệt không khỏi vang lên trước đó tỳ thiên lão tổ giảng đạo, không thể không nói, thánh nhân giảng đạo lực hấp dẫn hay là rất lớn. Bất quá hàng tuyệt sẽ không lại đi. Hắn có cực nguyên đại đạo, không cần lại nghe thánh đạo. Đi còn có thể bị thánh nhân tru sát. Về phần phái phân thân đi, trước đó thiên đế nói qua, đó là đối với thánh nhân đại bất kính, còn không bằng không đi. Ẩn môn đám người cũng bắt đầu thảo luận việc này, không có hàng tuyệt đồng ý, bọn hắn là không dám đi lượng kiếp mới kết thúc không bao lâu thánh nhân khủng bố dư uy vẫn còn ở đó nguyên nhân chính là thánh nhân đại chiến chúng sinh mới chôn vùi ở loại tình huống này ai dám đi cứ như vậy ẩn môn không nhìn nam cực thiên tôn giảng đạo riêng phần mình tiếp tục tu hành tiên giới hải ngoại trên một hải đảo hoàng tôn thiên đứng tại bên vách núi ánh mắt nhìn về phía đường chân trời cuối cùng yên lặng xuất thần một tên đệ tử tiệt giáo xuất hiện tại phía sau hắn quỳ xuống hỏi sư tôn xiển giáo thánh nhân giảng đạo chúng ta đệ tử tiệc giáo đi sao Hoàng Tôn Thiên thu hồi ánh mắt, hững hờ nói, như muốn đi, liền đi. Đệ tử tiệt giáo nói, tiệt giáo cùng xuyển giáo quan hệ. Đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Hoàng Tôn Thiên ngắt lời nói, ngữ khí có chút bất mãn. Đệ tử tiệt giáo âm thầm kỳ quái, sư tôn hôm nay là tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Tôn Thiên tự hồ ý thức được thái độ của mình không đúng, sắc mặt hòa hoãn, nói, có thể có tìm tới xích vân giới hạ lạc. Đệ tử tiệt giáo hồi đáp, cơ hồ tất cả phàm giới sinh linh đều bị tàn sát, không có sinh linh tại, thiên đạo khởi động lại, không cách nào phân rõ xích vân giới là phương nào phàm giới. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày. Hắn không tin Hàng Tuyệt chết tại trong lượng kiếp. Chỉ là hắn không tính được tới Hàng Tuyệt ở đâu. Hoàng Tôn Thiên hiện tại liền muốn trở lại Hàng Tuyệt bên người tu luyện, hắn tại tiệt giáo đợi đủ rồi, mặc dù hắn đã là phó giáo chủ, nhưng nhiều khi thân bất do kỹ, không cách nào an tâm tu luyện. Hắn thấy, tiệt giáo mặc dù gắn gượng qua lần trước lượng kiếp, nhưng tất nhiên sẽ lại một lần nữa nhập kiếp, cho đến diệt giáo. Một đám tên điên. Đạo bất đồng bất tương vi mưu đệ tử tiệt giáo hiếu kỳ hỏi, ngài vì sao để ý như vậy ngài đến từ phàm giới? Ngài thế nhưng là tiệt giáo phó giáo chủ, về sau lại sáng tạo một phương phàm giới, tuyệt không phải việc khó. Hoàng Tôn Thiên ánh mắt buồn bã nói, đồ nhi, ngươi không hiểu, tiếp tục điều tra đi. Được. Đệ tử tiệt giáo mang theo nghi hoặc rời đi. Hoàng Tôn Thiên thở dài một tiếng, liền quay người về cung điện của mình. Thoáng chớp mắt, mười mấy năm qua đi. Thời gian đi được rất nhanh, trong bất tri bất giác, hàng tuyệt cũng nên đón chính mình vạn tuế thọ thần sinh nhật vạn năm bên trong thành tựu chuẩn thánh, như vậy tốc độ tu hành truyền đi, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng muốn ngoác mồm kinh ngạc. Đang tu luyện hàng tuyệt trước mắt nhảy ra nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 10. Không 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 tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. một Tranh đoạt khí vận, danh dương tiên giới, trở thành vạn thế không suy thần thoại, có thể đạt được một lần hệ thống thăng cấp cơ hội. 2. Bảo trì sơ tâm, điệu thấp tu luyện, có thể đạt được một lần mở ra hệ thống chức năng mới cơ hội. Hệ thống thăng cấp, hệ thống chức năng mới. Không hổ là vạn tuế, có chút ra sức. Hàng tuyệt rất muốn chọn cái thứ nhất, nhưng quá nguy hiểm, không thích hợp hắn. Hệ thống lại không thể để lúc trước hắn bay vọt thức mạnh lên, tu hành hay là phải dựa vào hắn. Tại tuyệt đối vô địch trước, không có khả năng sống. Hàng tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Mở ra hệ thống chức năng mới, vạn giới chiếu ảnh. Vạn giới chiếu ảnh, người có thể lựa chọn bất luận kẻ nào, đem nó ý thức kéo vào một mảnh hệ thống sáng tạo chiếu ảnh không gian, vô luận thành viên người ở phương nào, đều có thể ở trong chiếu ảnh không gian có thể tiến hành giao lưu, phát bảo truyền tống, vạn giới chiếu ảnh ngăn cách nhân quả, thần niệm nhìn trộm, đề phòng đẳng cấp cùng đạo tràng đề phòng đẳng cấp tương quan. Hả? Đây là nhóm nói chuyện phiếm vạn giới. Hàng tuyệt nhíu mày, cảm thấy chức năng này có chút gân gà. Bất quá hắn chú ý tới một chút, có thể truyền tống phát bảo. Nếu là có đệ tử đánh không lại địch nhân, ngược lại là có thể đem phát bảo đưa qua giúp đỡ chiến đấu. Nhưng lời như vậy, pháp bảo có thể hay không bị tước vũ khí? Hàng Tuyệt không có lập tức sử dụng vạn giới chiếu ảnh, hắn nghĩ tới trước đó mở ra chức năng mới tuyệt đối tịnh hóa. Cái đồ chơi này một mực cắt lại, còn chưa sử dụng. Ta cho Tô Kỳ sử dụng tuyệt đối tịnh hóa, có thể hay không tẩy đi hắn vận rủi. Cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Tiếp tục. Tô Kỳ bản thân liền là vận rủi hóa thân, không cách nào tẩy đi vận rủi, nhưng có thể tẩy đi trên người hắn thiên đạo nghiệp lực, cùng vận rủi nhân tố không ổn định, trợ hắn hoàn mỹ khống chế vận rủi. Hàng Tuyệt nhíu mày, nếu như tô kỳ có thể khống chế vận rủi, vậy tiến hành tu hành tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh. hàng tuyệt lúc này đối với tô kỳ thi triển tuyệt đối tịnh hóa, tô kỳ bị trấn áp tại tinh thần thế giới bên trong, đều không cần đem hắn phóng xuất, hàng tuyệt trực tiếp liền có thể thi triển công năng. cần khấu trừ một tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục, tiếp tục bắt đầu tịnh hóa. hàng tuyệt đi theo mở ra vạn giới chiếu ảnh, hắn trước sáng tạo chiếu ảnh thế giới, rất nhanh hắn liền có ý nghĩ. một tòa đại điện u ám hiển hiện ra, hàng tuyệt ngồi tại trên thủ tọa chính hướng về phía hai hàng ghế báo, đại điện ngoài cửa sổ là sáng chói tinh hà. Chiếu ảnh phạm vi không lớn, cũng chỉ có vùng cung điện này, bình thường đầy đủ các đệ tử giao lưu tình báo liền tốt. Hàng Tuyệt lập tức mời trong đạo tràng ẩn môn đệ tử tiến vào chiếu ảnh thế giới, U tộc lãnh tụ cũng tới. U tộc lãnh tụ tên là Hàng U, đã là tiên đế tu vi. Mọi người đi tới vạn giới điện bên trong, tất cả đều sửng sốt. Hình Hồng Tuyền, khi Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi cũng bị kéo tới, dù sao các nàng hiện tại cũng coi như ẩn môn một phần tử. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi trên người hàng tuyệt, nhìn thấy hàng tuyệt, bọn hắn lập tức không khẩn trương. Hắc ngục kê dẫn đầu hỏi, chủ nhân, nơi này là? Hàng tuyệt cười nói, đây là ta mở thần thông, vạn giới chiếu ảnh, về sau các ngươi vô luận đi chỗ nào, đều có thể đem ý thức đầu nhập nơi đây, tiến hành giao lưu, cũng có thể trao đổi pháp bảo. Triệu hiên viên trừng to mắt, nói, đây không phải hỗn độn lĩnh vực. Hắn không khỏi nhìn về phía đạo chí tôn. Đạo chí tôn cảm thán nói, sư phụ chính là sư phụ, lại còn có thế sáng tạo ra thần thông như vậy chúng ta không có chút nào sức chống cự vừa rồi bọn hắn còn chưa kịp phản ứng ý thức trực tiếp liền bị kéo đến vạn giới điện tới thuận tiện chúng ta về sau ra ngoài gặp nạn lúc cầu cứu làm sao ngươi biết đạo sư huynh chỉ thích như vậy làm nói vậy cái gì gọi là ưa thích đây chính là các ngươi nói tới hỗn độn lĩnh vực sao về sau ta nếu là xảy ra chuyện các ngươi đem pháp bảo ta mượn dùng một chút tất cả mọi người cảm giác rất mới lạ thảo luận không ngừng hàng tuyệt thì lùi ra vạn giới điện về sau các đệ tử muốn vào đến, tâm thần khẽ động liền có thể làm đến. Hàng tuyệt đang muốn tu luyện, hình hồng tuyền thanh âm từ trong đạo quán truyền đến, phu quân, ta có thể đi vào sao? Hàng tuyệt nói, vào đi. Hỏng bét. Bà nương này lại thèm rồi. Hình hồng tuyền đi vào trong đạo quán, nàng ngồi vào hàng tuyệt bên cạnh, nói, phu quân, gần nhất ta tu hành gặp được phiền phức, cảm giác vô luận như thế nào tu luyện, đều vô dụng, tự hồ là công pháp không được, ta trước đó tại nhân tộc sư phụ nói, công pháp này đi lên cần tu luyện đại đạo, nhưng ta căn bản chẳng biết tại sao đại đạo. Hàng Tuyệt cười nói, không có việc gì, ta truyền cho ngươi một đại đạo. Hình Hồng Tuyền kinh hỉ, lúc này đầu nhập Hàng Tuyệt ôm ấp. Hàng Tuyệt sớm đã có dự định này, chuẩn bị đem Cực Nguyên Đại Đạo truyền cho ẩn môn các đệ tử. Hắn mặc dù còn cần lĩnh hội Cực Nguyên Đại Đạo, nhưng Cực Nguyên Đại Đạo chính là hắn sáng tạo, bất luận sinh linh gì tu hành Cực Nguyên Đại Đạo, đang mạnh lên đồng thời đều sẽ trả lại Cực Nguyên Đại Đạo người sáng lập. Trái lại cũng giống vậy. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tỳ Thiên lão tổ vì sao giảng đạo nhân quả, trừ thiện duyên, cũng là vì đạo thống của chính mình. Hàng Tuyệt cũng không cần lo lắng người khác cực nguyên đại đạo siêu việt chính mình, đại đạo cũng không phải là công pháp hoặc là thần thông, nhưng phàm là tu hành cực nguyên đại đạo sinh linh đều là đang vì hắn trải đường, hắn vĩnh viễn mạnh hơn cực nguyên đại đạo người tu đạo. Truyền thừa đại đạo nhưng không có đơn giản như vậy. Hàng Tuyệt trực tiếp dùng thể hồ quán đỉnh truyền cho hình hồng tuyền, vẫn bỏ ra 13 năm thời gian. Truyền thừa sau khi kết thúc, hai người hưởng lạc sau một tháng, hình hồng tuyền liền rời đi, trở lại chỗ ở của mình tu đạo trong lúc này tô kỳ bị tịnh hóa thành công nhưng hàng tuyệt cũng không có trước tiên đem nó thần hồn thả ra Hàng tuyệt nhàn không chuyện làm bắt đầu xem xét bưu kiện hảo hữu của người hoàng tôn thiên nghe thánh nhân giảng đạo đạo hạnh phóng đại hảo hữu của người cầu tây lai gặp phải thánh nhân tập kích kích hai hảo hữu của người phương lương cảm ngộ thiên đạo đạo hạnh phóng đại hảo hữu của người thiên đế ngẫu nhiên gặp thái cổ thần điện khí vận phóng đại hảo hữu của người kỷ tiên thần gặp phải kẻ thù của người lý huyền áo tập kích hảo hữu của ngươi bàn tâm gặp phải cổ lão lượng kiếp chi chủ trấn áp hảo hữu của ngươi khương độc cô đến thánh nhân chỉ điểm đạo hạnh phóng đại tẻ nhạc vô vị đều là thu hoạch được cơ duyên bưu kiện bất quá hàng tuyệt nhìn thấy hoàng tôn thiên ngược lại là hứng thú lúc trước điều động hoàng tôn thiên đi tiệc giáo không nghĩ tới người này đều đã lăn lộn đến phó giáo chủ thân phận muốn hay không liên lạc một chút hàng tuyệt quyết định báo mộng cho hoàng tôn thiên rất nhanh hai người tiến vào trong mộng cảnh trong mộng cảnh là ngọc thanh thánh tông bên ngoài sơn lâm Hàng Tuyệt lấy bản tôn gặp Hoàng Tôn Thiên, bất quá âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần Quang hay là để Hoàng Tôn Thiên trước tiên không có nhận ra hắn. Gần đây như thế nào? Hoàng Tôn Thiên khẩn trương thời điểm, Hàng Tuyệt mở miệng hỏi. Nghe chút đạo thanh âm này, Hoàng Tôn Thiên kinh hỉ. Bao nhiêu lần tu luyện sau khi, Hoàng Tôn Thiên liền sẽ tỉnh mộng xích vân giới. Rốt cục nhìn thấy Hàng Tuyệt, tuy chỉ là mộng cảnh, Hoàng Tôn Thiên vẫn rất kích động. Chờ chút. Có phải hay không là âm mưu? Hoàng Tôn Thiên nhíu mày. Hàng Tuyệt xem thấu hắn nghi kỵ, tức giận nói, yên tâm đi, mộng cảnh này chỉ có ngươi ta, thánh nhân cũng vô pháp nhìn trộm, ngươi tiến về tiệt giáo, không phải liền là ta thù ý. Hoàng Tôn Thiên đối với hắn độ thiện cảm một mực không có hạ xuống, ngược lại là có thể tín nhiệm. Hắc ám mộng yểm bản thân liền sẽ không bị mộng bên ngoài người nhìn trộm. Hoàng Tôn Thiên nghe chút, như trút được gánh nặng, hắn cố nén hưng phấn nói, ngài rốt cục tới tìm ta. Ta khi nào có thể trở lại ngài bên người? Ta sợ đợi tiếp nữa, ta liền muốn làm giáo chủ. Hàng Tuyệt nghe được Hoàng Tôn Thiên lời nói, không khỏi im lặng ngươi thật đúng là một nhân tài a. À. Tiệt giáo cũng không phải thế gian tông môn, ngắn ngủi mấy ngàn năm liền từ tiệt giáo đệ tử bình thường lăn lộn đến phó giáo chủ, đơn giản chưa từng nghe thấy, nói ra cũng sẽ không có người tin. Hàng tuyệt lâm vào trong trầm tư. Hắn đột nhiên không muốn đem hoàng tôn thiên triệu hồi tới. Tiếp tục tiếp tục chờ đợi, nói không chừng trực tiếp nắm giữ tiệt giáo. Hàng tuyệt chỉ là ngẫm lại, hay là rất đẹp. Trầm mặt một lát, hàng tuyệt trầm giọng nói, hiện tại nếu là thả ngươi trở về, há không phí công nhọc sức. Mặc dù ngươi những năm này rất khổ, có thế tu vi của ngươi xác thực mạnh lên, kiên trì một đoạn thời gian nữa, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân đi đón ngươi trở về. Hoàng Tôn Thiên nghe chút, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Bất quá nghĩ đến hàng tuyệt tự mình đón hắn hình ảnh, trong lòng của hắn lập tức kích động. Lời nói này ý tứ. Khi đó, hàng tuyệt đem không sợ tiệt giáo. Hàng tuyệt ý vị thâm trường nói. Lần này vô lượng đại kiếp bên trong có không ít người ứng kiếp đều đến từ xích vân giới, việc này ngươi hẳn là biết được đi, nếu như ngươi tình báo cường đại, càng hẳn phải biết người cùng ta có nhân quả đều còn sống, hơn nữa còn lẫn vào không tệ hoàng tôn thiên động dung việc này lúc trước hắn còn tại buồn bực nói như vậy tới hoàng tôn thiên không dám nghĩ lại hắn cố nén hưng phấn hỏi ngài còn cần ta làm cái gì hàng tuyệt nói trước đó làm sao làm liền làm như thế đó ta không muốn an bài cho ngươi nhiệm vụ nếu như ngươi có quá mạnh ý đồ tâm ngược lại dễ dàng đưa tới phiền phức đợi tại tiệc giáo ngươi chỉ cần làm tốt đệ tử tiệc giáo là được chăm chú tu luyện hoàng tôn thiên gật đầu nhịn không được hỏi ta còn muốn đợi thêm bao lâu Hàng Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, sẽ không quá dài. Hoàng Tôn Thiên yên lòng. Ngươi vừa nghe xong đạo. Hàng Tuyệt hỏi. Hoàng Tôn Thiên cười nói, ngài thật sự là nhãn quan vạn giới, cái gì đều không thể gạt được ngài. Tiệt giáo thánh nhân đối với ngươi rất tốt. Nói ra thật xấu hổ, thánh nhân là đối mặt toàn bộ tiệt giáo đệ tử tinh anh giảng đạo, giảng chính là đại đạo, nhưng ta chỉ có thể cảm ngộ tự thân, không cách nào lĩnh ngộ đại đạo. Hoàng Tôn Thiên mặt lộ vẻ thống khổ. Hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe thánh nhân giảng đạo, có thế đại đạo đối với hắn mà nói, thật sự là quá thâm ảo. Hàng tuyệt cười nói, vậy ta truyền cho ngươi một đại đạo, như thế nào? Hoàng Tôn Thiên sửng sốt, hắn chăm chú nhìn Hàng tuyệt. Tại âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quan chiếu rọi xuống, Hàng tuyệt giống như thần linh, Hoàng Tôn Thiên phản phất thấy được thánh nhân. Thánh nhân đã là như thế cao cao tại thượng. Hàng tuyệt có thế truyền thụ đại đạo, chẳng phải là nói rõ. Hoàng Tôn Thiên không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn liền vội vàng gật đầu. Hàng tuyệt nói, đại đạo này đừng bảo là ra là ta truyền thụ cho, ngươi phải nói là ngẫu nhiên ngộ được, không được vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện thi triển, lấy nó làm công pháp lĩnh hội. Không có vấn đề. Hoàng Tôn Thiên vội vàng đáp ứng. 20 năm vội vàng đi qua. Hoàng Tôn Thiên mở to mắt, trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn nhìn lấy mình đạo quán, có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Thật là cao thâm đại đạo, cảm giác so thánh nhân đại đạo cao thâm hơn khó lường, nhưng vì sao hắn có thế tùy tiện truyền thụ cho ta, mà thánh nhân giảng đạo, ta lại nghe không hiểu hẳn là lão nhân gia ông ta đã so thánh nhân còn lợi hại hơn. Ý nghĩ này vừa nhô ra, giống như cỏ dại tại Hoàng Tôn Thiên trong đầu giả mang sinh trưởng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc này, một tên đệ tử tiệt giáo thanh âm từ bên ngoài đạo quán truyền đến. Sư phụ, thánh nhân cho mời. Hoàng Tôn Thiên hít sâu một hơi, lúc này đứng dậy. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đem lúc trước truyền đạo giấu giếm, hắn vừa đi, một bên cho mình thi triển thần thông, đem hàng tuyệt truyền thụ chính mình đại đạo đoạn ký ức này xóa đi. Lần này, ngay cả hắn cũng không làm rõ ràng được cực nguyên đại đạo là chiếm được ở đâu. Hắn chỉ có thể phỏng đoán đến cùng hàng tuyệt cho hắn báo mộng có quan hệ. Lời như vậy, thánh nhân coi như sư hồn, cũng không tính được hàng tuyệt trên đầu đi. Trở lại trong đạo quán, hàng tuyệt lần nữa tiến hành tu hành trạng thái. Tu luyện. Tu luyện. Mục tiêu chứng đạo thành thánh. Có hồng mông luân hồi đại đạo công pháp, cực nguyên đại đạo cùng tinh thần hồng mông thể tại, hàng tuyệt không cần đi khí vận chứng đạo chi pháp hoặc là công đức thành thánh, hắn có thể đi lấy lực chứng đạo chi lộ. Pháp này ở trong Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo có ghi chép. Dù sao Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo chính là chính khối mảnh vỡ đại đạo triệu hoán đi ra đại đạo công pháp. Ẩn môn các đệ tử thỉnh thoảng sẽ tiến về vạn giới điện nói chuyện phím, rõ ràng cách rất gần, có ít người liền ưa thích tại vạn giới điện trò chuyện, dẫn đến vạn giới điện một mực không an tĩnh được. Thời gian tiếp tục trôi qua thật nhanh. Thoáng chớp mắt. Ngàn năm thoáng qua tức thì. không tuổi lúc, hàng tuyệt không có đạt được hệ thống nhắc nhở, tim của hắn cũng chìm vào đáy cốc. Cái này biểu thị về sau đêm 10 không 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 tuổi một lần nhắc nhở, dù sao ban đầu là 10 năm một lần. Lại sau này có thể hay không một triệu năm một lần, một tỷ năm một lần. Hàng tuyệt không dám suy nghĩ nhiều. Thật đến loại trình độ đó, hắn cũng đã rất mạnh. Ngàn năm sau, toàn bộ ẩn môn, bao quát hy tuyền tiên tử, thường nguyệt nhi, mười. Không 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 người ưu tộc ở bên trong, tất cả đều đạt tới tiên đế chi cảnh. Cái này cùng hàng tuyệt tấp nập giảng đạo có quan hệ, cách mỗi 300 năm, hắn liền sẽ giảng đạo một lần, một lần ít nhất giảng 30 năm. Một ngày này hàng tuyệt đem đạo chí tôn triệu hiên viên khương dịch chu phàm lệ diêu gọi nhập đạo quan trước đó không lâu lệ diêu vừa bước vào thần cảnh ta chuẩn bị truyền cho các ngươi đại đạo hàng tuyệt mở miệng nói lời vừa nói ra năm người nhãn tình sáng lên đạo chí tôn dẫn đầu hỏi quả nhiên là đại đạo ta nghe nói chỉ có thánh nhân mới có thể truyền đại đạo hàng tuyệt nói đại đạo truyền thừa kỳ thật cũng là đối với truyền đạo giả có lợi các ngươi nếu là tu hành thánh nhân đại đạo liền vĩnh viễn không có khả năng siêu việt nên đại đạo thánh nhân đồng dạng tu hành ta đại đạo cũng là như thế nhưng ta nếu là càng mạnh các ngươi đại đạo cũng sẽ càng mạnh liền nhìn các ngươi đối với ta là có phải có lòng tin cho là ta có thể hay không siêu việt thiên đạo thánh nhân cùng những tồn tại cao cao tại thượng kia chu phàm khẽ nói khẳng định có a à, ngươi thế nhưng là người duy nhất công nhận bốn người khác cũng gật đầu cho đến hôm nay bọn hắn không còn dám cùng hàng tuyệt cạnh tranh đối với hàng tuyệt chỉ có vô tận sùng bái mỗi khi bọn hắn bành trướng lúc tiến hành mô phỏng thí luyện bị hàng tuyệt miễu sát sau liền biết mình còn kém xa lắm. Bọn hắn đều rất tự tin, những thiên đạo thánh nhân kia chứng đạo trước đó, thiên tư chưa hẳn mạnh hơn bọn họ. Có thể hàng tuyệt khác biệt, dù là ba vị hỗn độn thể chất đều đuổi không kịp hắn. Hàng tuyệt ngày sau đạt tới độ cao khó mà đánh giá. Nhanh truyền đi. Lệ Diêu thúc dục nói. Hàng tuyệt cười cười, lúc này bắt đầu truyền đạo. Hắn sở dĩ có thể hoàn toàn đem đại đạo truyền cho người khác, chủ yếu là bởi vì cực nguyên đại đạo chính là hắn sáng tạo. Giống tỳ thiên lão tổ truyền nhân quả đại đạo, Kẻ nghe đạo không cách nào hoàn toàn đúng ngộ, chỉ vì Tỳ Thiên lão tổ cũng không phải là nhân quả đại đạo người sáng lập, hắn chỉ là vị thứ nhất người tu hành. Lần này truyền đạo tiếp tục 9 năm liền kết thúc, chủ yếu là năm người này thiên tư đều quá đỉnh, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, đều không có mấy người có thể so sánh bọn hắn. Chỉ là truyền đạo, năm người còn cần tháng năm dài đằng đẵng đi lĩnh hội, mới có thể hoàn toàn nắm giữ đạo này. Bọn hắn tương đương với được phương pháp tu hành vừa mới cất bước. Truyền đạo sau khi kết thúc, hàng Tuyệt đứng dậy đi ra đạo quán, đi vào phù tan thụ bên trên hắn đi đến vòng xoáy thời không trước, hỏi, gần nhất tình huống như thế nào? Mã siêu hồi đáp, thường xuyên có sinh linh tới gần động này, thậm chí muốn xông tới, nhưng bị khí tức của ta dọa lùi. Nghe xong mã siêu lời nói, hàng tuyệt khẽ nhíu mày. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Đại thiên thế giới thánh nhân phải chăng có thể thông qua vòng xoáy thời không dết vào đạo tràng đến? Hàng tuyệt âm thầm dò hỏi. Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Thật sự là lề mề. Tạm thời không có khả năng, đạo tràng ở vào thiên đạo bên trong, thánh nhân cần vượt qua thiên đạo khống chế, mới có thể tiến vào đạo tràng. Hàng tuyệt thở dài một hơi. Tiếp tục như vậy, cuối cùng không phải chuyện tốt. Nhất định phải tiêu trừ tai họa ngầm. Hàng tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Tô Kỳ, tuyệt đối tịnh hóa để Tô Kỳ hoàng Mỹ khống chế vận rủi, vậy có thể hay không để phù tan thụ nắm giữ vòng xoáy thời không? Hắn trực tiếp đối với phù tan thụ tiến hành tuyệt đối tịnh hóa. Cần khấu trừ một tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàng tuyệt lười nhắc hỏi nhiều, dù sao hỏi thăm cũng muốn vài ức tuổi thọ, không bằng trực tiếp thao tác. Phù tang thủ bắt đầu lay động, phản phất một người toàn thân ngứa, vặn vẹo không ngừng. Hàng tuyệt lên tiếng nói, không cần lo lắng, là ta đang giúp ngươi. Phù tang thủ nghe chút, hiếu kỳ hỏi, giúp ta cái gì? Giúp ngươi khống chế vòng xoáy thời không, nơi đây quá nguy hiểm, nếu như thật sự là không dễ khống chế, vậy chỉ có thể. Hàng tuyệt câu nói kế tiếp không có nhiều lời, nghe được phù tang thủ kém chút hù chết. Mã siêu, điển vi, triệu vân đều là không nói gì. Thủ vệ có thể giao lưu, nhưng bọn hắn tư duy đơn nhất, chỉ tuân theo hàng tuyệt mệnh lệnh, sẽ không đi cân nhắc chuyện khác. Hàng Tuyệt liền đợi trên phù tang thụ, chờ đợi lấy tuyệt đối tịnh hóa kết thúc. Tới một đoạn thời gian, tuyệt đối tịnh hóa kết thúc. Vòng xoáy thời không đi theo co vào. Phù tang thụ kinh hỉ nói, ta vậy mà có thể khống chế vòng xoáy thời không này, thật giống như ta nhánh cây một dạng, ta có thể khống chế nó nảy mầm nở hoa. Hàng Tuyệt thở dài một hơi, đối với tuyệt đối tịnh hóa lại có càng sâu tầng lý giải. Không chỉ có là loại bỏ chỗ xấu còn có thể tăng thêm. Hàng tuyệt nói, về sau không có ta phân phó, không cho phép mở ra vòng xoáy thời không. Phù tan thủ đáp, tốt. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hàng tuyệt hay là lưu điển vi ở đây, mặt khác thủ vệ trấn thủ bách nhạc tiên xuyên các phương. Hàng tuyệt trở lại trong đạo quán, tiếp tục tu luyện. Đã nhiều năm như vậy, hắn cách chuẩn thánh cảnh trung kỳ còn kém xa lắm, cũng may tiến bộ là rất rõ ràng. Từ khi thu hoạch được cực nguyên đại đạo về sau, Chu Phàm, Lệ Diêu, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch năm người liền bắt đầu riêng phần mình bế quan, tất cả mọi người có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn đang mạnh lên, đệ tử khác đều tại hiếu kỳ, hàng tuyệt cho bọn hắn mở cái gì tiểu táo. Hàng tuyệt có một mục tiêu, làm cho cả ẩn môn tu hành cực nguyên đại đạo. Theo đối với đại đạo tu hành càng sâu, ẩn môn đệ tử liền càng phát ra không thể phản bội hắn. Hắn như vẫn lạc, gây họa tới cực nguyên đại đạo tất cả người tu hành. Đương nhiên, hắn càng mạnh, cực nguyên đại đạo người tu hành đều có thể thu hoạch. Hàng tuyệt muốn tự thành một đạo. Cung dung 500 năm thoáng một cái đã qua. Bách nhạc tiên xuyên chung quanh hung thú càng ngày càng nhiều, cũng không phải là bị hấp dẫn mà đến, mà là giữa thiên địa hung thú càng ngày càng nhiều. Bách nhạc tiên xuyên bên trong cũng dựng dục không ít hung thú, bởi vì cùng thiên đạo ngăn cách, không nhận thiên đạo khí vận ảnh hưởng, cũng không có hóa thành hung thú, mà là như là hàng đọa thiên một dạng tiên thiên sinh linh. Những này tiên thiên sinh linh tư chất đều kém xa hàng đọa thiên, không có phát động tiên thiên khí vận giả nhắc nhở, hàng tuyệt liền không để ý đến bọn chúng. Ngược lại là hàng đọa thiên đối bọn chúng cảm thấy rất hứng thú, tại bọn chúng còn chưa hóa hình trước liền đối với bọn chúng xưng huynh gọi đệ, thu sạch vì mình tiểu đệ. Đối với cái này, hàng tuyệt cũng không thèm để ý. Hàng đọa thiên thân là ẩn môn người bối phận thấp nhất, nếu là có thể hợp nhất những tiên thiên sinh linh kia, cũng không tệ. Một ngày này, bách nhạc tiên xuyên nên đón khách nhân. Tại hạ thiên tộc, phương hoang quân, chuyên tới để bái phỏng ẩn môn môn chủ. Một thanh âm truyền vào trong đạo tràng. Hàng tuyệt mở mắt. Phương hoang quân, không phải phương lương sáng tạo phương thị bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm đối với đạo tràng bại lộ, hàng tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên tộc chính là hiện nay thế lực lớn nhất, tại sinh linh không nhiều tình huống dưới đi khắp tiên giới cũng không phải là việc khó. Hàng tuyệt mở miệng nói, chuyện gì? Phương Hoan Quân thanh âm lần nữa truyền đến, thiên tộc chuẩn bị tại tầng trời thứ 13 thiết yến, mời thiên địa thế lực khắp nơi, tộc trưởng cố ý bàn giao, ẩn môn cũng làm thuộc thế lực lớn, để cho ta tự mình đến đây mời. Thiết yến. Hàng tuyệt suy nghĩ một chút nói, ta vẫn là không đi, đa tạ các ngươi tộc trưởng hảo ý. Phương Hoan Quân tiếp tục nói, tộc trưởng nói, ngài không cần lo lắng, đến lúc đó thiên đình, thiên tộc đều sẽ chiếu cố ẩn môn, ngài nếu là không muốn tới, có thể phái phái đệ tử tiến về, lần yến hội này đem phân chia tiên giới các vực, ẩn môn không muốn lấy sao ở vào những thế lực lớn khác phạm vi bên trong đi, đến lúc đó phiền phức không ngừng, ngài tu luyện như thế nào? Hàng tuyệt trầm mặt. Đây cũng là thật. Hắn cũng không muốn cùng những thế lực lớn khác một mực ma sát. Phương Hoang Quân lời nói là kỹ tiên thần chân tình thực lòng sao? Hàng Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm. Cần khấu trừ một tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Phương hoan Quân không có nói sai. Hàng Tuyệt mở miệng nói, khi nào? 50 năm về sau, thiết yến 10 năm. Được. Vậy tại hạ cáo từ. Đi thông thả không tiễn. Phương hoan Quân sau khi rời đi, Hàng Tuyệt đem mộ dung khởi, đạo chí tôn, khương dịch gọi tới. 50 năm sau thiên tộc chi yến, ba người các ngươi tiến đến, có thể dẫn đầu 100 vị người u tộc cùng nhau đi tới, mộ dung khởi chủ sự, những người khác nghe hắn an bài. Hàng Tuyệt phân phó nói, mộ dung khởi bối phận tuy thấp nhưng nhất trầm ổn đã từng khống chế qua thuộc về mình thế lực đạo chí tôn cười nói không có vấn đề khương dịch nhíu mày nói 100 vị tiên đế có thể hay không quá ít chúng ta nếu là muốn rời xa phiền phức nhất định phải hiện ra thế lực lại mang 900 vị đi 10 không 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 tiên đế đây chính là sức mạnh cực kỳ khủng bố thời kỳ đỉnh phong thần cung thiên đình đều không có đạt tới loại trình độ này cho nên khương dịch thật đúng là không đem thế lực khác để vào mắt hàng tuyệt nói quá cường thế cũng không tốt lại thêm một vị đi không có khả năng lại nhiều, các ngươi tìm hàng u thương lượng. Khương dịch biểu môi nói, tốt a. À. Hàng tuyệt nghĩ nghĩ, nói, không nên chủ động trêu chọc địch nhân, nếu là có người gây phiền phức cho các ngươi, cũng không cần ẩn nhẫn. Quá nhát gan, có đôi khi ngược lại không tốt. Ba người gật đầu đáp ứng, sau đó hàng tuyệt liền để bọn hắn lui ra. Hàng tuyệt yên lặng cảm khái, tiên thiên sinh linh còn chưa cuộc khởi, thế lực khắp nơi liền không kịp chờ đợi phân chia địa bàn, thế hệ này tiên thiên sinh linh thật sự là đủ đáng thương. Mục tiêu của hắn sớm đã không phải tiên giới, đối thủ của hắn cũng không phải chuẩn thánh, mà là các phương thánh nhân. Sớm này chứng đạo thành thánh mới là thật. Hiện nay ẩn môn coi như gặp được phiền phức, cũng có thể tự mình giải quyết. Nói đến, ẩn môn hay là thiếu một vị bề ngoài nhân vật. Mộ Dung Khởi mặc dù trầm ổn, tư chất kém một chút. Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn, Cương Dịch trong ba người, nhất định phải nhanh chóng đến đỡ lên một vị tồn tại cường đại, ít nhất phải là đại la kim tiên. Trước mắt đến xem, Đạo Chí Tôn đem trước hết nhất thành tựu đại la chỉ là tên này quá sống, khó xử trách nhiệm. Về sau ẩn môn không có khả năng xảy ra chuyện, tổng dựa vào hàng tuyệt xuất thủ. Nhìn một cái đạo môn tam giáo, giáo chủ đều là đệ tử, thánh nhân cao cao tại thường. Hàng tuyệt vừa nghĩ, một bên nhắm mắt. Cùng lúc đó, ẩn môn các đệ tử tụ tập tại vạn giới điện thảo luận lên thiên tộc yến hội. Bọn hắn đều rất hưng phấn, cái này biểu thị ẩn môn thực sự trở thành tiên giới thế lực lớn. 50 năm sau. Tiên giới, tầng trời thứ 13. Từng tòa cung điện san sát tại trên từng mảnh từng mảnh biển mây, dãy dãy tiên cầm vờn quanh bay lượn, đẹp như bức tranh. Mộ Dung Khởi, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch mang theo 200 vị người ưu tộc bay tới, bọn hắn một bên tiến lên, một bên nhìn chung quanh. Nơi này chính là Thiên tộc. Cảm giác sau ngày xưa Thiên Đình còn có khí phái. Nghe nói Thiên tộc tộc trưởng cùng chúng ta môn chủ quan hệ không tầm thường. Kỷ tiên thần đã từng cùng sư tổ Liên Thủ đối kháng qua tiên thần. Thật là Liên Thủ sao? Mộ Dung Khởi ba người nhẹ giọng nói chuyện phiếm ánh mắt của bọn hắn cũng không có đình chỉ quét về phía bắc phương. Hai trăm vị tiên đế khí thế hội tụ vào một chỗ cực mạnh, dẫn tới ven đường từng cái trước cung điện sinh linh chú mục. Phương Hoang quân bay tới, đi vào mộ dung khởi trước mặt, hỏi, các ngươi là. Mộ dung khởi nói, ẩn môn đệ tử, mộ dung khởi. Phương Hoang quân nhíu mày, hắn nhìn về phía đạo chí tôn, khương dịch. Hắn khuôn mặt có chút động. Đạo chí tôn hỏi, Phương Lương đâu, còn không theo chúng ta nhìn một chút. Phương Hoan quân nói, các ngươi đi theo ta, Phương Thiên đế đang cùng thiên tổ đàm luận mộ dung khởi gật đầu. Ẩn môn đám người tiếp tục đi tới, sự xuất hiện của bọn hắn làm cho tầng trời thứ 13 nhất lên một trận mạch nước ngầm. Từ tô kỳ thi triển diệt đạo thần thông về sau, đừng nói tiên đế, ngay cả thần cảnh tồn tại đều không có còn lại bao nhiêu, dù cho là đạo môn tam giáo tiên đế cũng ít lại càng ít. Thiên tộc tiên đế nhiều nhất, không có gặp diệt đạo thần thông ảnh hưởng. Trong đó một tòa cung điện, chính là tiệp giáo lâm thời chỗ ở. Trong điện, cảnh thiên công, hoàng công thiên đang thương lượng muốn tranh thủ địa bàn. Tiên giới mặc dù lớn, nhưng tiệt giáo thân là đạo môn chính tông, nó lấy được địa vực cũng không thể so thế lực khác nhỏ, đây là vấn đề mặt mũi, cứ thế mãi, thay đổi một cách vô tri vô giác, sẽ ảnh hưởng tiệt giáo tại chúng sinh trong lòng địa vị. Một tên đệ tử bỗng nhiên xông tới. Giáo chủ, phó giáo chủ, tầng trời thứ 13 nên đón một chi thế lực thần bí, lại có 200 vị tiên đế. Đệ tử tiệt giáo quỳ lạy trên mặt đất, trầm giọng nói. 200 vị tiên đế. Cảnh thiên công, hoàng tôn thiên kinh ngạc. Cảnh thiên công hỏi, phương nào thế lực? Đệ tử tiệt giáo nói, giống như gọi ẩn môn. Ẩn môn. Hoàng Tôn Thiên nheo mắt. Cảnh Thiên Công hít mắt nói, ẩn môn. Vì sao chưa nghe nói qua, chờ một chút, tự hồ phương thiên đế chính là đến từ ẩn môn, ẩn môn là phàm gian thế lực. Đệ tử tiệt giáo nói, ẩn môn đội ngũ lãnh tụ chính là thần cung đã từng thiên kiêu diệu chân thần đế, tùy hành còn có thần cung thiên kiêu số một đạo chí tôn, kim ô thần tộc thiên kiêu số một khương dịch. Lần này, cảnh thiên công không bình tĩnh. Lợi hại như vậy thế lực nhất định phải chú ý. Mỗi lần lượng kiếp kết thúc, đều sẽ hiện lên thế lực lớn. Liền như là trước đó thần cung, tổ đồ hấp thu thế lực khắp nơi kẻ bại, tụ tập được thần cung chi thế, một lần bốn phần thiên đạo. Xem ra ta phải tự mình đi chiếu cố. Cảnh thiên công tự lẩm bẩm. Cảnh tượng như vậy tại thế lực khắp nơi chỗ ở trong cung điện liên tiếp trình diễn. Lượng kiếp sau khi kết thúc, còn có thể xuất ra 200 tôn tiên đế, loại thế lực này tuyệt đối khủng bố, nhất định phải tận lực lôi kéo, chí ít kết thiện duyên, có thể tránh cho về sau trở thành địch nhân. Bách nhạc tiên xuyên. Hàng Tuyệt tính toán thời gian một chút, Thiên tộc yến hội cũng đã bắt đầu. Hắn xuất ra thiên đạo lệnh, cùng Phương Lương giao lưu, hy vọng Phương Lương có thế chiếu cố một chút ẩn môn. Phương Lương cam đoan tuyệt đối sẽ không để ẩn môn xảy ra chuyện, công bố hắn đã cùng kỹ tiên thần thương lượng xong, tuyệt đối sẽ không bạc đại ẩn môn. Hàng Tuyệt đối với bọn hắn hai người hay là rất tín nhiệm. Trước đó trong lượng kiếp, hai người cũng không có hố qua ẩn môn đệ tử. Một ngày này, Hàng Tuyệt đi ra đạo quán, hắn tìm tới Chu Minh Nguyệt. Sở thế nhân, Chu Minh Nguyệt, Lã Hóa Hư, hàng đoạ thiên ngay tại một dòng sông nhỏ bên cạnh ngồi xuống sở thế nhân ngay tại tuyên truyền phật pháp chu minh nguyệt nghe được rất không kiên nhẫn nhưng chỉ có thế ẩn nhẫn nhìn thấy hàng tuyệt xuất hiện chu minh nguyệt dẫn đầu đứng dậy kinh hỉ nói sư tổ nghe vậy ba người khác nhau nhau đứng dậy hành lễ hàng tuyệt vẫn như cũ mang theo âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quan chiếu rọi làm cho không người nào có thể nhìn trộm đến hắn chân dung hàng đoạ thiên rất khẩn trương mỗi lần đối mặt hàng tuyệt hắn liền không hiểu sợ sệt, nhưng bình thường hắn lại sùng bái nhất hàng tuyệt, loại tâm tình này cực kỳ mâu thuẫn. Tử vi đại đế chuyển thế lã hóa hư âm thầm chờ mong, hẳn là hàng tuyệt muốn tới cho bọn hắn thiên vị. Sở thế nhân dẫn đầu hỏi, sư tổ, chuyện gì? Ánh mắt của hắn sáng rực. Đạo chí tôn, triệu hiên viên, chu phàm, khương dịch, lệ diêu năm người về sau, hắn tự giác thiên phú không kém gì bất luận kẻ nào, hắn thậm chí còn muốn đuổi theo đi. Hàng tuyệt nói, ngồi lâu, nghĩ ra được đi dạo, các ngươi theo giúp ta đi một chút đi. Nghe vậy, sư đồ bốn người liền vội vàng gật đầu đồng ý. Một nhóm năm người bắt đầu ở Sơn Lâm Du Tẩu, Hàng Tuyệt bắt đầu nói về chuyện đã qua, hắn đem chính mình tuổi nhỏ lúc ở ngoài Ngọc Thanh Thánh Tông cửa trưởng thành kinh lịch nói ra, không có liên quan đến hệ thống. Nói đều là trồng hoa trồng cỏ việc vặt, sở thế nhân năm người nghe được rất nghiêm túc. Hàng Tuyệt cũng không phải người nói nhiều, giảng lời nói này tất có ý nghĩa sâu xa. Kể kể, Hàng Tuyệt cũng lâm vào trong hồi ức. phàm nhân hóa tiên, nhật nguyệt đấu chuyển. Thương hải tan điền, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hàng tuyệt sau khi nói xong, liền không nói thêm gì nữa, vừa đi, một bên đắm chìm ở đi qua. Sở thế nhân năm người thì riêng phần mình suy tư. Cố sự này đến cùng nói rõ cái gì? Nếu là ngay cả cố sự này đều lĩnh hội không thấu, bọn hắn nào có mặt để hàng tuyệt cho bọn hắn thiên vị? Cuối cùng, khi hàng tuyệt cùng bọn hắn phân biệt lúc, cũng không có chỉ ra thâm ý, năm người thì tại trong âm thầm bắt đầu thảo luận. Mười năm sau, hàng tuyệt nghĩ đến thiên tộc yến hội đã kết thúc, không khỏi xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi kỷ tiên thần gặp phải chuẩn thánh tập kích, dục thân Chu diệt, may mắn được trí bảo hộ thể. đồ đệ của ngươi đạo chí tôn gặp phải hảo hữu của ngươi khương độc cô tập kích, bản thân bị trọng thương. đồ tôn của ngươi phương lương gặp phải hảo hữu của ngươi khương độc cô tập kích, bản thân bị trọng thương. hảo hữu của ngươi cảnh thiên công gặp phải hảo hữu của ngươi khương độc cô tập kích, bản thân bị trọng thương. hảo hữu của ngươi hoàng tôn thiên gặp phải hảo hữu của ngươi khương độc cô tập kích, bản thân bị trọng thương. hảo hữu của ngươi khương độc cô gặp phải thần bí chuẩn thánh tập kích. hàng tuyệt nhíu mày, chuyện gì xảy ra, khương độc cô tập kích thiên tộc yến hội. Khương Độc Cô không phải đã gia nhập thiên tộc. Hàng Tuyệt lập tức hỏi thăm, Khương Độc Cô vì sao tập kích thiên tộc Yến Hội. Cần thấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Tiếp tục. Hàng Tuyệt ý thức đi theo lâm vào diễn hóa trong huyển tượng. Hắn đi vào trong một mảnh cung điện, nhìn nó không gian sự bao la, đoán chừng lại là thánh nhân đạo tràng. Khương Độc Cô quỳ gối một đạo quan ảnh trước. Quan ảnh mở miệng nói, thiên tộc thiên tổ quá mức bành trướng tự cho là đạt được thiên đạo che chở liền có thể muốn làm gì thì làm nhân giáo cũng nên quật khởi kể từ hôm nay, ngươi là nhân giáo giáo chủ, phát triển mạnh nhân giáo, truyền bá đạo pháp, lần tiếp theo lượng kiếp trước, nhân giáo cần trở thành giữa thiên địa số một số hai thế lực lớn. Lần này thiên tộc yến hội, ngươi liền đi giáo huấn một chút kỹ tiên thần. Khương Độc cô nhíu mày hỏi, lần tiếp theo lượng kiếp, nhân giáo muốn nhập kiếp. Cái trước lượng kiếp vừa kết thúc, hắn đến nay hồi tưởng lại cũng vì đó sợ hãi, không muốn lại nhập kiếp. Quan Ảnh hồi đáp, ngươi như làm tốt, nhưng tại lượng kiếp trước chứng đạo thành thánh, nữ hoa vẫn lạc, nó thánh vị đã bị nhân giáo khống chế, liền xem ngươi biểu hiện thánh vị thương độc cô trong mắt bắn ra tinh mang tu vi đến hắn phân thượng này hắn theo đuổi không còn là quyền lực không còn là vật ngoài thân chỉ có thánh vị hàng tuyệt ở một bên nghe được thần sắc cổ quái thanh âm này tự như là lý mục nhất hàng tuyệt trước đó diễn hóa qua vài lần thánh nhân nhớ kỹ một chút thánh nhân thanh âm lý mục nhất quả nhiên hố thánh vị rõ ràng trong tay nữ qua nương nương ngay cả người mình đều lừa gạt thương độc cô hít sâu một hơi nói tốt ta hiểu được quan ảnh đi theo tiêu tán diễn hóa huyễn tượng như vậy phá toái, hàng tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực. Ẩn môn trong đoàn người, cũng liền đạo chí tôn thủ thương, hàng tuyệt bấm ngón tay suy tính, biết được người ưu tộc cũng không có một vị vẫn lạc. Hắn bắt đầu do dự. Muốn hay không trả thù Khương Độc Cô? Không được. Nhất định phải trả thù. Mặc dù là hảo hữu, làm tổn thương ta đệ tử chính là không được. Hàng tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Khương Độc Cô. Nguyền rủa Khương Độc Cô sau 5 ngày, hàng tuyệt tiếp tục nguyền rủa Lý một Nhất đều là lão hồ ly này dở trò quỷ. Hàng tuyệt cũng không có quyền rủa quá dùng sức, mỗi người năm ngày cảnh cáo một chút. Thiên tộc yến hội, ngư long hỗn tạp, hàng tuyệt cũng không sợ bại lộ. Đại khái đi qua 36 năm, mộ dung khởi bọn người rốt cục trở về, đạo chí tôn thương thế cũng đã khôi phục. Ba người gặp mặt hàng tuyệt. Mộ dung khởi dẫn đầu giảng thuật ẩn môn được chia địa vực, hết thảy có tam vực chi địa, bách nhạc tiên xuyên liền ở trong đó một vực, tiên giới một vực nhưng so sánh diêu giới lớn. Ẩn môn lấy được địa bàn không tính nhiều nhất, không bằng đạo môn tam giáo, Phật môn, thiên đình các loại, nhưng cũng không tính thiếu. Hàng tuyệt nói, không sai, bất quá cái này phân chia cũng vô dụng, cuối cùng vẫn mạnh được yếu thua, sẽ các phương tranh bá. Mộ dung khởi gật đầu, nói, xác thực như vậy, nhưng ít ra chúng ta danh chính ngôn thuận, có chính mình địa vực, đúng, lần này thiên tộc trong yến hội có nhân giáo đại năng đến đây tập kích, may mắn thiên tộc phía sau đại năng xuất thủ. Đạo chí tôn mắng, đáng giận, tính toán hắn chạy nhanh. Khương dịch dễ dễ, dễ nói, chính ngươi nhất định phải đụng lên đi biểu hiện, kết quả ngược lại để người ta hiển thần uy, thật sự là mất mặt. Đạo chí tôn tức giận nhìn hắn chằm chằm. Hàng tuyệt hỏi, lý đạo không không có đi. Mộ dung khởi lắc đầu nói, không có, nghe nói lý đạo không đã biến mất một đoạn thời gian, nhân giáo tự hồ chuẩn bị tuyển ra đại đệ tử, nhị đệ tử mới. Hàng tuyệt nhíu mày. Nói đến, hắn đối với nhân giáo rất ngạc nhiên. Ngay từ đầu, hắn coi là nhân giáo chỉ có hai vị đệ tử, về sau biết còn có khương độc cô đệ tử như vậy. Hẳn là giống như ẩn môn, chỉ có số ít người xem như chính tông đệ tử. Các ngươi đi xuống đi, hảo hảo tu luyện. Hàng Tuyệt nhắm mắt nói ra. Ba người lập tức hành lễ rời đi. Về phần tam vực chi địa, Hàng Tuyệt tạm thời không muốn quản nhiều. Chứng đạo trước đó, hắn là sẽ không rời đi đạo tràng. Mộ dung khởi bọn người trở về về sau, nên đón các đệ tử khác vây tụ, hỏi thăm thiên tộc yến hội sự tình. Thiên tộc yến hội tương đương với đương kim tiên giới đỉnh phong tụ hội, về sau cũng chính là tiên giới, thậm chí chư thiên vạn giới cách cục ảnh thu nhỏ. Tam thập tam tầng thiên, trong một tòa cung điện. Lý Mục Nhất, thiên tuyệt giáo chủ, Nam Cực Thiên Tôn, Kim An Thánh Nhân tụ tập cùng một chỗ, ngồi đối diện nhau. Thật chứ? Thiên Tuyệt Giáo chủ nhíu mày hỏi. Lý Mục Nhất bình tĩnh nói, không sai, mặc dù không có làm bị thương ta, nhưng đúng là nguyền rủa, ta cũng coi như không thấu là ai. Nam Cực Thiên Tôn hừ lạnh nói, xem ra mệnh cơ Thánh Nhân nói không sai, Thánh Nhân bên trong có ma. Lượng kiếp thật vất vả kết thúc, liền có Thánh Nhân để mắt tới Thánh Nhân khác, tâm hắn đáng chết. Đại đạo lượng kiếp như là một thanh lưỡi dao treo tại các thánh nhân đỉnh đầu hắc ám cấm chủ đến cùng muốn làm gì diệt trừ tất cả thánh nhân độc bá thiên đạo như là ngày xưa đạo tổ đạo tổ vì sao có thế một mực mạnh lên không phải liền là không có người cùng hắn cạnh tranh từ khi đạo tổ thành thánh về sau không có người nào có thế truy đuổi hắn tại một khoảng thời gian khá dài về sau mới xuất hiện vị thứ hai thiên đạo thánh nhân mà lại sau đó trong một đoạn thời gian ngắn lần lượt xuất hiện ngũ thánh khiến cho lục thánh cạnh tranh lẫn nhau không cách nào an tâm tu luyện việc này tại các thánh nhân trong lòng vẫn cảm thấy có khác tính toán kim an thánh nhân hỏi nếu là chúng ta đều không thể tính tới hắc ám cấm chủ hắn chẳng phải là so với chúng ta mạnh đương kim mạnh nhất thánh nhân là ai nam cực thiên tôn hiếp mắt nói mệnh cơ thánh nhân thiên tuyệt giáo chủ nói xác thực không thể buông tha đối với hắn hoài nghi dù sao hắc ám cấm chủ cái thứ nhất nguyền rủa là hắn dưới tình huống bình thường khẳng định từ yếu nhất bắt đầu ra tay lý mục nhất nói ta mặc dù không phải thiên đạo thánh nhân nhưng ta tu vi kỳ thật cùng mệnh cơ thánh nhân không sai biệt lắm ta chỉ là sáng tạo ra một phương khác thiên đạo thôi Gần nhất đại thiên thế giới rất loạn, có thần bí tồn tại tại điều động hắc ám tấm khu tà túy chẳng lành. Nghe vậy, mặt Khác Tam Thánh không khỏi trầm mặt. Từ nơi sâu xa, phản phất có một cái đại thủ tại thao túng hết thảy, ngay cả thánh nhân cũng vì đó mê mang. Kim An thánh nhân bỗng nhiên nói, đạo tổ mất tích, có thể hay không cũng là một trận tính toán, hắn tồn tại dạng này làm sao lại bị thiên đạo thôn vệ. Thiên Tuyệt giáo chủ liếc mắt nhìn hắn, nói, nói cẩn thận. Lý Mục Nhất nói, trước tìm ra hắc ám tấm chủ lại nói ta cảm thấy hắc ám cấm chủ là tại tranh nữ hoa nương nương lưu lại thánh vị, hắn rất có thể đã nắm giữ hồng môn tử khí. Các thánh nhân sắc mặt đều trở nên khó coi. Xuân đi thu đến, bách nhạc tiên xuyên càng phát ra náo nhiệt. Từ khi thiên tộc yến hội sau khi kết thúc, tiên thiên sinh linh càng ngày càng nhiều, tự hồ đại biểu cho một cái thời kỳ mới sắp đến. Bách nhạc tiên xuyên chính là một cái ảnh thu nhỏ. Ở sau đó một ngàn năm bên trong, bách nhạc tiên xuyên mới đản sinh tiên thiên sinh linh nhiều đến trên trăm số lượng. Ngàn năm trôi qua, hàng tuyệt tu vi lại có tiến bộ rất lớn khoảng cách chuẩn thánh cảnh trung kỳ càng ngày càng gần. Hàng tuyệt bành trướng. Hắn cảm thấy mình có thể tại vạn năm bên trong trùng kích chứng đạo. Nói không chừng ở kế tiếp lượng kiếp tiến đến trước, trực tiếp siêu việt thiên đạo thánh nhân. Đến lúc đó các thánh nhân ở sau lưng tính toán hắn, hắn trực tiếp hiện thân, dọa đến các thánh nhân sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy. Khi đó, hàng tuyệt đạm mạc nói, đều ngồi xuống cho ta. Hàng tuyệt vừa nghĩ tới hình ảnh này liền thoải mái đến không được. Khô khang tu hành liền phải não bổ một chút huyễn tưởng, cho mình tăng thêm một mục tiêu chờ hàng tuyệt chân tu luyện đến tình trạng kia, chưa chắc sẽ làm như vậy. Nhưng có một chút có thể khẳng định, ai dám tính toán hàng tuyệt, chỉ cần hàng tuyệt mạnh hơn hắn, hắn nhất định phải chết. Hàng tuyệt mặc dù cẩn thận, nhưng sát phạt quyết đoán, từ trước tới giờ không đối với địch nhân hạ thủ lưu tình. Một ngày này, từ hàng đọa thiên về sau, vị thứ hai tiên thiên sinh linh hóa hình. Hàng đọa thiên cả ngày mang theo hắn, bái phỏng cái này, bái phỏng cái kia, phản phất tại khoe khoang đồng dạng. Hắc ngục kê rất không quen nhìn hắn, thường xuyên tìm hắn để gây sự đây chỉ là ẩn môn tầng dưới chót ảnh thu nhỏ. Mấy tháng sau, Đạo Chí Tôn tìm tới Hàng Tuyệt. Sư phụ, ta muốn chứng đạo Đại La. Đạo Chí Tôn tự tin cười nói. Làm ẩn môn đệ tử bên trong vị thứ nhất chứng Đại La tồn tại, hắn có tư cách tự tin. Hàng Tuyệt hài lòng cười một tiếng, hắn rốt cuộc đợi đến một ngày này. Ngươi nghĩ, ngươi liền chứng. Ta cảm giác kém một chút cái gì? Ồ, hỗn động thể chất sẽ còn kém. Khụ cụ, thể chất là tu hành phương diện, đại la chi cảnh cần trên linh hồn cảm ngộ đối với đạo chí tôn nhu cầu hàn tuyệt chỉ có thể dùng giảng đạo đến thỏa mãn hắn cường điệu giảng như thế nào đột phá đại la dù sao hắn là người từng trải kinh nghiệm rất đủ lần này giảng đạo tiếp tục 10 năm đạo chí tôn mang theo chính mình cảm ngộ rời đi hàn tuyệt rất chờ mong hắn đột phá bất quá đạo chí tôn quá sống trước đó không lâu mới bại té ngã còn cần rèn luyện tính tình thương dịch cũng là như thế triệu hiên viên mặc dù cẩn thận nhưng luôn cảm thấy không có khả năng gánh sự tình lệ dư thuần túy cẩu tu, tuyệt sẽ không rời đi đạo tràng. Hay là mộ dung khởi tốt? Đáng tiếc, mộ dung khởi thiên tư không được. Hàng tuyệt nhắm mắt tiếp tục tu luyện. 200 năm sau. Đạo chí tôn thành công chứng được Đại La, mặc dù không có thiên kiếp, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn cường hoành khí tức. Đại La chi cảnh. Ẩn môn đệ tử bên trong rốt cục xuất hiện một vị Đại La. 5 năm sau. Đạo chí tôn triệt để củng cố tu vi, hàng tuyệt khó được đi ra động phủ, triệu tập các đệ tử, để mộ dung khởi thiết yến ẩn môn thành lập trên vạn năm còn là lần đầu tiên thiết yến ăn không phải thịt đều là các loại linh quả thêm ủ chế rượu ngon trên yến hội hàng tuyệt nâng lên đại la chi cảnh cùng ẩn môn phát triển ẩn môn ẩn thế chi môn ta hy vọng chúng ta bảo trì sơ tâm hết thảy lấy tu hành làm trọng có lẽ đương kim tiên giới luận tiên đế thế lực chúng ta thuộc về thứ nhất nhưng thần cảnh đại la thậm chí cao hơn chuẩn thánh ẩn môn quá ít khó cùng những thế lực lớn khác tranh phong ta hy vọng các ngươi lại đạt tới thần cảnh trước đó không nên tùy tiện ra ngoài không có đạt tới đại la càng không nên tùy tiện treo chọc cường địch. Đạo tổ hoành không xuất thế lúc, đã là vô địch thiên hạ tu vi, chúng ta đi chính là đạo tổ chi lộ, một mực khổ tu, khi xuất hiện trên đời đã không cường địch. Hàng tuyệt lung lay chén rượu, ngữ khí tùy ý. Đám người không khỏi nhìn về phía đạo chí tôn, đạo chí tôn không khỏi cảm thấy e lệ. Lúc trước hắn khiêu chiến cương độc cô sự tình trải qua cương dịch miệng đã truyền khắp ẩn môn. E lệ về e lệ, đạo chí tôn thành tựu đại la xác thực đáng kính nể, đợi hàng tuyệt kể xong nói, hắn liền trở thành yến hội nhân vật chính tất cả mọi người tại hỏi thăm hắn, trở thành đại la cảm giác như thế nào. Yến hội kéo dài mấy ngày. Hàng tuyệt trở lại trong đạo quán tiếp tục tu luyện. Hắn rảnh đến nhàm chán, trong lòng hỏi, khoảng cách lần tiếp theo lượng kiếp còn bao lâu. Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Tiếp tục. Chỉ là chục tỷ năm, hàng tuyệt đã không để vào mắt. Nếu như thiên đạo không có biến hóa, còn cần 49 ước năm mới nên đón kế tiếp lượng kiếp. 49 ước năm. Lâu như vậy, đến lúc đó ta nhất định vô địch tại dưới thiên đạo. Hàng tuyệt không khỏi kinh hỉ, Nhưng hắn không có mù quán tin tưởng, dù sao có cái điều kiện trước tiên. Đem thánh nhân chọc tới, nhất định cải biến thiên đạo tiến trình. Dù nói thế nào, 100 triệu năm cũng không có vấn đề. 100 triệu năm bên trong chứng đạo thành thánh, hàng tuyệt hay là tràn ngập tự tin. Tiên giới không tuế nguyệt, nhất là tại trong tu hành. Mỗi năm đi qua, lại là ngàn năm trôi qua. Hàng tuyệt khoảng cách chuẩn thánh cảnh trung kỳ, rốt cục tới gần. Tưởng tượng lần trước đột phá, đã qua 4.000 năm. Chủng thánh chi cảnh là thật không dễ tu luyện. Hàng tuyệt dự đoán, nhiều nhất lại tu luyện trăm năm liền có thể đột phá. Bách nhạc tiên xuyên bên trong tiên thiên sinh linh càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 1.000 số lượng, hàng đọa thiên đã cùng mỗi một vị tiên thiên sinh linh thành lập tốt đẹp quan hệ, về sau thu phục bọn chúng tuyệt không phải việc khó. Người u tộc bình thường cũng rất an tĩnh, đều đã dưỡng thành khổ tu, ôn hòa tính tình. Hàng tuyệt đối với u tộc bắt đầu để bụng. 10 không tiên đế, cái này sẽ là ẩn môn lực lượng trung kiên bất quá hắn đối với u tộc từ đầu đến cuối có một tia cảnh giác lo lắng hậu thổ nương nương bỗng nhiên muốn đem bọn hắn thu hồi đi hàng tuyệt đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan bằng không là mỗi một vị người u tộc sử dụng tuyệt đối tịnh hóa hàng tuyệt trước đem tộc trưởng hàng u gọi tới trước đối với nó tuyệt đối tịnh hóa tiêu hao 100 triệu tuổi thọ mệnh không nhiều tiên đế liền đáng giá 100 triệu năm mà thôi tịnh hóa sau khi thành công hàng u đem người u tộc triệu tập tại trong một vùng thung lũng hàng tuyệt hiện thân vì bọn họ giảng đạo một bên giảng đạo một bên tịnh hóa quá trình này tiếp tục gần trăm năm hàng tuyệt rốt cuộc đem toàn bộ u tộc tịnh hóa người u tộc không biết tuyệt đối tịnh hóa đều rất cảm động hàng tuyệt vậy mà đơn độc vì bọn họ giảng đạo trăm năm phần ân tình này bọn hắn có thể nào không ghi khắc hàng tuyệt tương đương với nhất cử lưỡng tiện đã lôi kéo nhân tâm lại để cho chính mình an tâm cũng mới bỏ ra một ngàn tỷ tuổi thọ mệnh đều không đủ đủ đem thánh nhân chú ra tâm ma trở lại trong đạo quán, hàng tuyệt vừa mới bắt đầu tu luyện. hậu thổ nương nương hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hả? Như thế kịp thời. Xem ra hậu thổ nương nương thật có thể cảm ứng được người ưu tộc. Hàng tuyệt do dự một chút, lựa chọn tiếp nhận. tiến vào trong mộng cảnh, hắn đi vào hoàng tuyền bên cạnh, hậu thổ nương nương đứng tại cách đó không xa, lẳng lặng theo dõi hắn. hàng tuyệt hành lễ, hỏi hậu thổ nương nương, ngài tìm ta? hậu thổ nương nương hỏi, ưu tộc tình huống như thế nào? hàng tuyệt hồi đáp cũng không tệ lắm, đi theo ta bế quan tu luyện, yên tâm đi, ta đối bọn hắn coi như con đẻ, tuyệt sẽ không bạc đãi bọn hắn. hắn giả ngu, hậu thổ nương nương hỏi khẳng định là tuyệt đối tình hóa sự tình. hậu thổ nương nương cười nói, vậy ta an tâm, ta có thể cảm nhận được bọn hắn đã đột phá đến đế cảnh. ngươi là như thế nào bồi dưỡng, năng lực không đơn giản. hàng tuyệt thở dài nói, ta đem ta tất cả thiên tài địa bảo đều đưa cho bọn họ. hậu thổ nương nương trầm mặt, hàng tuyệt hỏi dò, nương nương muốn đem bọn hắn thu hồi đi hậu thổ nương nương lắc đầu nói, như thế nào, ta đã đem bọn hắn phó thác ngươi, có thể nào tại bọn hắn trưởng thành sau lại thu hồi lại. Ngươi biết liền tốt. Hậu thổ nương nương nói, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông chết tại trong diệt đạo thần thông, bất quá nó thần hồn bị thánh nhân che chở, nó thần hồn đã đi tới trong tay của ta, chờ luân hồi trật tự khôi phục, ta liền sẽ để hắn chuyển thế. Hàng tuyệt bái tạ nói, đa tạ nương nương. Hậu thổ nương nương đi theo hỏi, ngươi bây giờ ra sao tu vi? Hàng tuyệt do dự một chút, nói, đại la sơ kỳ hậu thổ nương nương tán thán nói tư chất của ngươi thật sự là không tầm thường hai người lại hàng huyên một hồi hàng tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực trong lòng của hắn dò hỏi hậu thổ nương nương có phải hay không muốn thu hồi u tộc cần thấu trừ ba tỷ tuổi thọ mệnh phải chăng tiếp tục tiếp tục thật có ý này hàng tuyệt thở dài đều là lợi ích a à. bất quá hàng tuyệt cũng sẽ không đem người u tộc thả ra hắn cùng hậu thổ nương nương hợp tác có qua có lại hắn bỏ ra nhiều như vậy há có thể tùy tiện giao ra u tộc hậu thổ nương nương ban đầu là không gánh nổi vu tộc mới đưa đồ linh nhi kim cương nộ U tộc giao cho hàng tuyệt yêu cầu của nàng chỉ là hy vọng hàng tuyệt có thể bảo vệ tốt bọn hắn hàng tuyệt đã xuất sắc hoàn thành chờ hắn đem u tộc bồi dưỡng đến đại la chi cảnh khi đó hậu thổ nương nương muốn nhận đều không có biện pháp người u tộc lại không ngốc dưỡng dục dạy bảo chi ân so sáng tạo chi ân lớn hàng tuyệt vứt bỏ tạp niệm bắt đầu tu luyện trùng kích chuẩn thánh chi cảnh trung kỳ 50 năm sau hàng tuyệt nên đón đột phá cơ hội hắn đang muốn đột phá Cầu Tây Lai hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Cầu Tây Lai hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Cầu Tây Lai hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Bước này lại bắt đầu rét phơ. Hàng Tuyệt kém chút tức điên, vì sao muốn ở thời điểm này? Hàng Tuyệt hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, may mắn hắn còn chưa bắt đầu đột phá. Về sau còn phải đề phòng loại tình huống này. Hàng Tuyệt lựa chọn tiếp nhận báo mộng, rất nhanh liền tiến vào mộng cảnh. Trong đại điện vàng son lộng lẫy, Hàng Tuyệt thấy được cầu Tây Lai, vẫn như cũ cao cao tại thượng, thần uy bá khí. Hàng tuyệt nhìn thấy hắn liền một bụng lửa. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi lão tiểu tử có thể làm ra yêu thiêu thân gì đến. Cầu Tây Lai trầm giọng nói, chuẩn bị tranh đoạt thánh vị. Hàng tuyệt nói, nha. Cầu Tây Lai hỏi, học trò của ngươi có 200 vị tiên đế. Những người kia tự hồ là hậu thổ nương nương sáng tạo ưu tộc. Không sai. Hàng tuyệt đáp, hắn cũng không sợ bị cầu Tây Lai biết. Cầu Tây Lai nói, liên quan tới hậu thổ nương nương, ngươi không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm, dù sao nàng lưng đeo vu tộc nợ máu, chớ bị nàng mang xuống. Đa tạ thánh nhân nhắc nhở. Ừm, Phật môn chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, đến lúc đó để sở thế nhân đi đảm nhiệm Phật tổ đi. Được rồi. Liên quan tới tranh đoạt thánh vị, chính ngươi nhìn xem xử lý, thánh vị cần thiết hồng môn tử khí ta đã chuẩn bị tốt, liền xem chính ngươi cố gắng. Ta hiểu được, đa tạ thánh nhân hảo ý. Ừm. Mộng cảnh phá toái. Hàng tuyệt trở lại trong hiện thực, lập tức bắt đầu đột phá, đối với cầu Tây Lai lời nói, hắn cũng làm đánh rắm. Trước đột phá lại nói. 20 năm sau. Hàng tuyệt đột phá thành công. Một cổ mênh mông khí tức từ trong đạo quan của hắn tản ra, khiến cho ẩn môn đệ tử ghé mắt. Hàng tuyệt là đột phá, hay là lĩnh hội thần thông. Dù là đại la cảnh đạo chí tôn đều có loại ngạc thở cảm giác. Trên lệch quá xa. Hàng tuyệt một bên củng cố tu vi, một bên xem xét thuộc tính của mình liệt biểu. Tính danh, hàng tuyệt. Tuổi thọ chủng tộc, hồng mông ma thần, vô lượng đại đế. Tu vi, chuẩn hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh trung kỳ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Đại Đạo cấp, Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Tuổi thọ lại gần như lật ra gấp 3. Thoải mái. Hàng Tuyệt bây giờ tuổi thọ đã gần như vĩnh sinh bất tử, tiên giới chưa chắc có dài như vậy số tuổi. Không tệ. Phía sau nhất định phải làm mệnh cơ thánh nhân một đợt. Hàng Tuyệt yên lặng nhắm mắt, tiếp tục củng cố tu vi. Lại tốn 30 năm thời gian, tu vi của hắn triệt để vững chắc đằng sau, hắn bỏ ra mấy tháng tăng lên kiếm đạo thần thông, lại tiếp tục tu luyện ma thần pháp tướng. 20 năm sau, hàng tuyệt tập được chính vị ma thần pháp tướng, phân biệt là phích lịch ma thần, hùng hàng ma thần, thâm viên ma thần, huyết chi ma thần, cực băng ma thần, quan chi ma thần, vân vụ ma thần, tuyệt bí ma thần, quán chi ma thần. Đến tận đây, hàng tuyệt hết thảy nắm giữ 22 tôn ma thần pháp tướng. 22 tôn ma thần đều xuất hiện, dù là thánh nhân đánh hắn, cũng cần 10 hơi thời gian. Dưới thánh nhân, vô luận là ai, hàng tuyệt đều là miễu sát. Cảnh giới tăng lên một tiểu tầng, hàng tuyệt thực lực thì sẽ bay vọt một mảng lớn. Hàng tuyệt không có tại tinh thần thế giới bên trong ngưng tụ mới ma thần chi khí, mà là xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rũ mệnh cơ thánh nhân. Tuổi thọ đổi mới, còn gấp bội tăng trưởng, nhất định phải chú hắn trợ trợ hứng. Sau năm ngày, hàng tuyệt tuổi thọ bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Ánh mắt của hắn nhìn chồng chọc vào bản thuộc tính của mình, đồng thời điều ra bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi thiên đế thu hoạch được đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại đồ đệ của người Long Hạo một lần nữa ngưng tụ nhục thân, đồ tôn của người Phương Lương tiến vào hắc ám cấm khu, hảo hữu của người Lý Đạo không đột phá thiên đạo gông xiền, bước vào chuẩn thánh chi cảnh, đạo lữ của người tuyên tình quân ngộ được thiên tộc đạo pháp, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của người bàn tâm xông phá phong ấn, gặp phải cổ lão lượng kiếp chi chủ tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của người khương độc cô gặp phải hảo hữu của người Lý Đạo không tập kích, bản thân bị trọng thương. Lý Đạo không vậy mà thành tựu chuẩn thánh, ngoài ý liệu, hợp tình lý dù sao lý đạo không chính là nhân giáo đại đệ tử đã kinh lịch lượng kiếp tu vi há có thể không bay vọt đoán chừng lý mục nhất mở không ít tiểu táo đáng thương khương độc cô hiện tại đánh không lại lý đạo không hàng tuyệt đối với cổ lão lượng kiếp chi chủ rất ngạc nhiên tên này đến cùng là ai về sau lại hỏi một chút hắn không có khả năng bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ liền tùy tiện diễn hóa nhất định phải dính đến tự thân mới được nếu không toàn bộ tiên giới có quá nhiều chuyện không biết hàng tuyệt nếu thật là từng cái hỏi thăm lại nhiều tuổi thọ cũng không đủ phung phí hàng tuyệt tuổi thọ tiếp tục hạ xuống. Một tỷ năm, chục tỷ năm, trăm tỷ năm, nghìn tỷ năm, hai nghìn tỷ năm, tam thập tam tầng thiên ngoại. Trong đại điện, mệnh cơ thánh nhân đưa tay vận công, ngăn cản quỷ dị lực lượng nguyền rủa Đáng chết hắc ám cấm chủ, lực lượng nguyền rủa lại tăng cường, còn dám ngụy trang, tuyệt đối là thánh nhân. Mệnh cơ thánh nhân thầm mắng, nguồn lực lượng nguyền rủa này đã siêu việt chuẩn thánh lực lượng. Bất quá hắn cũng không có bối rối, còn có thể chống tự Theo thời gian trôi qua, mệnh cơ thánh nhân lông mày càng nhăn càng chặt. Lúc trước hắn đã trấn áp tâm ma lần nữa nhảy ra. Ngươi là cường đại nhất thánh nhân, vì sao muốn nhìn thánh nhân khác sắc mặt? Ngươi không có ý vào đạo tổ đạo thống, không còn khí vận giáo phái, bằng vào tự thân tu hành thành thánh, ngươi mới là thiên mệnh sở quy. Thi triển diệt đạo thần thông đi, hủy tất cả thánh nhân đạo thống. Mệnh cơ thánh nhân không nhìn tâm ma quấy phá, dùng vô thượng pháp lực che chở mình đạo tâm. Lại qua một đoạn thời gian, pháp lực của hắn bắt đầu bất ổn, hắc ám cấm chủ lực lượng nguyền rủa đã đạt tới kinh khủng tình trạng. Đến cùng là ai? Mệnh Cơ Thánh Nhân nghiến răng nghiến lợi, như vậy lực lượng nguyền rủa, hắn nghĩ tới một vị thánh nhân. Một vị không phải Thiên đạo thánh nhân thánh nhân. Nhân giáo lý Mục Nhất. Rất có thể. Lý Mục Nhất không kém gì hắn, cũng không phải Thiên đạo thánh nhân, nếu là Lý Mục Nhất nguyền rủa hắn, hắn xác thực rất khó tính tới. Mà lại Lý Mục Nhất làm nhân giáo giáo chủ, đồng thời cũng quản lý đạo môn mặt khác hai mạch, diệt trừ thánh nhân khác, đối với đạo môn xác thực có chỗ tốt mệnh cơ thánh nhân sáng tỏ thông suốt, ánh mắt trở nên âm lãnh. Khi hàng tuyệt tuổi thọ tích lũy hàng 18, không 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 tỷ thâm niên, hắn rốt cục nhìn thấy liên quan tới mệnh cơ thánh nhân bưu kiện, hắn lập tức đình chỉ nguyền rủa. Kẻ thù của ngươi mệnh cơ thánh nhân bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm sinh ra vết rách, tâm ma thế lên. Đủ. Đáng giá. Đối đại thánh nhân, muốn duy nhất một lần rủa chết gần như không có khả năng. Hàng tuyệt chính là muốn mài, mài chết hắn. Nghỉ ngơi mấy ngày về sau, hàng tuyệt tiếp tục nguyền rủa, lần này nguyền rủa là cầu Tây Lai mặc dù cầu tây lai tại trong lượng kiếp trước đã giúp hắn nhưng tên này muốn hố hắn còn cầm thánh vị đến dẫn dụ hắn hàng tuyệt nguyền rũ cầu tây lai chỉ là muốn cảnh cáo một chút miễn cho tên này lúc không có chuyện gì làm một mực đến rét vơ quấy rầy hắn nguyền rũ sau năm ngày hàng tuyệt buông xuống ách vận thư hắn đứng dậy vặn vẹo uống éo thân eo bắt đầu giãn ra gân cốt đây là hắn kiếp trước học qua một bộ bí pháp chim ưng con cất cánh chỉ là nhớ lại một chút thôi hàng tuyệt thế nhưng là chuẩn thánh căn bản không cần hoạt động gân cốt hắn một bên hoạt động một bên dùng thần niệm quan trắc trong đạo tràng tình huống gần nhất có vài vị tiên thiên sinh linh hóa hình cùng lúc trước tiên thiên sinh linh một dạng đi theo hàng đọa thiên lăng lộn thỉnh thoảng liền tại bách nhạc tiên xuyên tuần tra trong chừng cũng không biết đang nhìn ngọn gió nào hoạt động xong gân cốt hàng tuyệt đi ra đạo quán truyền âm cho tất cả mọi người chuẩn bị giảng đạo nghe nói hàng tuyệt muốn giảng đạo tất cả mọi người chen chúc hướng một chỗ giữa núi cao hai tòa sơn nhạc ở giữa có một mảnh bát ngát bãi cỏ đã trở thành ẩn môn giảng đạo chỗ Đối với hàng tuyệt giảng đạo, tất cả mọi người rất chờ mong, mỗi một lần giảng đạo kết thúc, bọn hắn đều có thể có thu hoạch. Lần này giảng đạo, hàng tuyệt quyết định bước chân cực nguyên đại đạo. Sớm ngày đem u tộc kéo lên thuyền, miễn cho hậu thổ nương nương tổng nhớ. Chờ u tộc tất cả đều tu hành cực nguyên đại đạo, về sau đều được đi theo hàng tuyệt đi. Bách nhạc tiên xuyên tiên thiên sinh linh cũng len lén nghe đạo, đối với cái này, hàng tuyệt mở một con mắt nhắm một con. Hàng tuyệt thật đúng là không sợ bị học trộn. Chỉ cần tu hành cực nguyên đại đạo, sớm muộn đều được lấy hắn vi tôn đây cũng là các thánh nhân hơi một tí vì chúng sinh giảng đạo nguyên nhân. Bởi vì thánh nhân nhiều, thánh nhân cũng không tốt trực tiếp đối mặt chúng sinh giảng đạo, sẽ chỉ thỉnh thoảng mời giữa thiên địa đại năng tiến về tam thập tam tầng thiên. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Một ngày ngày trôi qua. Thoáng qua 50 năm. Hàng tuyệt trở lại trong đạo quán, quỷ dị thần linh cùng theo vào. Nhìn qua bình thường hiếm thấy quỷ dị thần linh, hàng tuyệt cảm khái cười nói, thời gian, trải qua thật nhanh. Quỷ dị thần linh đi vào sau lưng của hắn, bắt đầu cọ hắn. Hàng tuyệt phát giác chính mình già thật rồi, cuối cùng sẽ cảm khái quá khứ cùng canh giờ. Hắn xác thực cũng già, dù sao hơn một vạn tuổi, vạn năm ở nhân gian đủ để thương hải tan điền, chủng tộc thay đổi. Cảm khái thì cảm khái, hay là đến đầu nhập trong tu luyện. Hàng tuyệt bắt đầu ở tinh thần thế giới bên trong ngưng tụ ma thần chi khí, đem ma thần pháp tướng mới ngưng tụ ra. Đừng nói thay ngén ba nghìn ma thần, hắn ngay cả ba nghìn ma thần pháp tướng một phần trăm cũng còn không có đạt tới. Cái này cũng rất tốt và dằn dặt mà khô khan tu hành tuế nguyệt bên trong dù sao cũng phải có một cái nhiệm vụ tiến trình từng cái gần mục tiêu mới có thể lôi kéo hắn đi hướng xa mục tiêu tầng trời thứ 13, thiên tộc trong một tòa cung điện vàng son lộng lẫy kỷ tiên thần phương lương đứng đối mặt nhau kỷ tiên thần đi tới đi lui hai tay thả lỏng sau thắt lưng cao mày phương lương không nhịn được nói ngươi còn muốn đi bao lâu ngươi tốt xấu hiện tại cũng là thiên tổ kỷ tiên thần dừng lại bất mãn nói ta có thể không vội sao các thánh nhân nói muốn chọn ra một vị tân thánh vị này thánh nhân nếu không đến từ thiên tộc, về sau tất nhiên sẽ xuất hiện một phương có thể cùng thiên tộc chiến đấu thế lực lớn. Vừa nhắc tới việc này, kỹ tiên thần liền dậm chân. Thiên tộc ngư long hỗn tạp, thân tính của hắn đều không đủ mạnh, không đủ để tranh đoạt thánh vị. Kỹ tiên thần hiện tại liền hận chính mình xuất sinh quá muộn, nếu là lại sớm cái mấy vạn năm, chưa hẳn không thể chính mình tranh thánh vị. Phương Lương nói, kỳ thật cũng không cần lo lắng, thánh nhân cũng không có nói cụ thể khi nào ban phát thánh vị, cái trước lượng kiếp vừa kết thúc, dù cho là chuẩn thánh muốn chứng đạo thành thánh cũng muốn vô số năm kỷ tiên thần sắc mặt hơi chậm cảm thấy nói có lý hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi sư tổ ngươi không phải ngay cả lý đạo không đều có thể đánh lui bằng không để hắn tranh đoạt thánh vị phương lương khổ sở nói như vậy không tốt đâu lão nhân gia ông ta không hy vọng bị quấy rầy ngươi đần a hắn như thành thánh về sau ai dám quấy rầy hắn tu hành mục tiêu cuối cùng không phải cũng muốn thành thánh chúng ta đem cơ duyên này tặng cho hắn hắn sẽ chỉ càng cao hứng kỷ tiên thần tức giận nói cảm thấy phương lương từ khi lượng kiếp sau khi thất bại đầu óc không dùng được trước kia rất thông tuệ một tên tiểu tử đều do những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân phương lương giận dữ nói tốt a à, ta hỏi một chút nhìn khoảng cách giảng đạo kết thúc lại qua 20 năm một ngày này hàng tuyệt cảm ứng được thiên đạo lệnh truyền đến thần niệm ba động hắn xuất ra thiên đạo lệnh uy sư tổ sao từng ta có một cọc cơ duyên muốn cho ngài lăng a à. ngươi cũng nghĩ hố sư tổ ngươi không phải cơ duyên này không thể tầm thường so sánh liên quan tới chứng đạo thành thánh ngươi có hồng mông tử khí ta không có chứng đạo cần hồng môn tử khí đương nhiên sau lưng ngươi thánh nhân không có nói tới điểm này hiện tại mỗi một vị thánh nhân cũng công bố chính mình có hồng môn tử khí đến cùng tìm người tranh thánh đây đều là tính toán ngươi cũng không nên dễ tin minh bạch thần niệm chặt đứt về sau phương lương lập tức tiến đến tìm kỹ tiên thần hàng tuyệt cấp kỹ thiên đạo lệnh không khỏi cảm khái thánh nhân thánh nhân đều là lừa dối những thánh nhân này nói dối đều không nháy mắt sao? Đầu kia hồng mông tử khí trong tay nữ hoa nương nương, các thánh nhân không có lực lượng, còn cứng rắn muốn tuyên dương chính mình có thánh vị. Chỉ sợ là lo lắng thiên kiêu bị thánh nhân khác cướp đi. Hàng tuyệt không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện. Một bên khác. Phương Lương tìm tới kỹ tiên thần, chuyển cáo hàng tuyệt. Kỹ tiên thần sắc mặt âm tình biến ảo, hắn truyền âm cho Phương Lương nói, xem ra thánh nhân cũng không có lòng tốt, muốn cho chúng ta tự hao tổn. Phương Lương hồi âm nói, không sai, nếu không có sư tổ nhắc nhở, chúng ta chỉ sợ bị thánh vị nắm đi, bất quá đây cũng là chuyện tốt, chúng ta không nói, những người khác tranh đoạt thánh vị, cũng là không công tranh, vừa vặn có thể âm thầm lớn mạnh thế lực của chúng ta. Nói có lý, hay ta cảm ơn sư tổ ngươi. Không có việc gì. Bất quá nói đi thì nói lại, sư tổ ngươi lời nói này ý tứ chẳng phải là đại biểu sau lưng của hắn cũng có thánh nhân, hoặc là có thánh nhân liên hệ hắn. Đây không phải rất bình thường. Cũng thế. Kỷ Tiên thần lâm vào trong suy tư, không biết đang suy nghĩ gì vô biên hải dương đáy biển chỗ sâu trong một tòa cung điện giấu ở trong hắc ám long hạo đang tĩnh tọa tu luyện quanh người hắn quay quanh lấy một đạo hồn thể chính là hạo thiên hạo thiên tự hồ đang suy nghĩ gì sự tình thần sắc ngưng trọng long hạo mở mắt hỏi ngươi nghĩ đến biện pháp sao hạo thiên nói cái kia như thế nhanh ta cảm thấy thánh vị sự tình quá kỳ quặc các thánh nhân nếu là có hồng môn tử khí khẳng định dấu cực kỳ chặt chẽ sao có thể trực tiếp tuyên dương đi ra long hạo truy vấn có bảy hạo thiên không tiếp tục nói tiếp tục quanh quẩn một chỗ. Long Hạo thở dài một hơi, bùng bã nói, sớm biết như vậy, ta liền không nên rời khỏi ẩn môn, nếu như ta không hề rời đi ẩn môn, ta bây giờ còn đang bế quan tu luyện, vô ưu vô lự, nếu là ta còn đang bế quan, vậy ta bây giờ nói không chừng đã đang trùng kích đại la, chờ ta trùng kích đại la, lại đi theo sư phụ một mực tu luyện, nói không chừng còn có thể lấy lực chứng đạo, cái nào cần gì hồng môn tử khí. Hắn bắt đầu liếu lo không ngừng, nghe được Hạo Thiên tâm phiền. Từ khi lượng kiếp kết thúc, Long Hạo vốn là như vậy nói nhảm, liền biết hối hận. Hạo Thiên không có hối hận chỗ trống, hắn chỉ là rất bất đắc dĩ. Hắn trước kia bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, dẫn đến bây giờ bị rất nhiều thánh nhân áp chế, không cách nào xoay người. Một chút thánh nhân thậm chí còn là vãng bối của hắn. Trong lòng của hắn khổ sở so với ai khác đều lớn. "Bằng không chúng ta trở về đi, ta cho sư phụ giới thiệu một chút ngươi, chỉ cần ngươi biểu trung tâm, hắn khẳng định thu lưu ngươi." Long Hạo bỗng nhiên nói ra. Hạo Thiên cau mày nói, "Bái nhập môn hạ hắn." Long Hạo nói, "Ngươi nhìn một cái chúng ta ẩn môn, trừ ta, có người trở thành thiên đế, trước đó không lâu thiên tộc yến hội sự tình, ngươi quên rồi. Ẩn môn đã có 200 vị tiên đế, điều này nói rõ cái gì, sư phụ ta tại xúc tích lực lượng. Nghe nói đạo chí tôn, khương dịch đều gia nhập ẩn môn, tư chất của bọn hắn ngươi hẳn là rất rõ ràng. Xem ra ngươi vị sư phụ này xác thực dấu giếm giả tâm, hắn cũng rất có thủ đoạn, có thể cùng thánh nhân quần nhau. Hạo thiên cảm khái nói. Đối với hàng tuyệt, hắn một mực đặc biệt chú ý, trong lượng kiếp trước, cơ hồ trong tất cả thế lực đều có người cùng hàng tuyệt tương quan. Mấu chốt nhất là hàng tuyệt có thể bảo toàn những người này, liền ngay cả nghiệp chướng nặng nề Tô Kỳ đều bị thánh nhân bảo vệ tới. Có lẽ gia nhập hàng tuyệt, thật là một con đường sáng. Chỉ là hạo thiên không rõ ràng hàng tuyệt đến cùng xếp hàng vị nào thánh nhân. Long hạo cười nói, nhập ta ẩn môn, có lẽ khó có thế ra vẽ ta đây, nhưng ít ra có thế an tâm tu luyện, ngươi cũng có thể an tâm khôi phục tu vi của mình, chờ ngươi đạt tới đỉnh phong, lại đi tranh, không phải chuyện tốt. Hạo thiên trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Tiên giới càng phát ra náo nhiệt, hung thú số lượng tại tăng nhiều, tiên thiên sinh linh cũng là như thế. Tiên thiên sinh linh cùng hung thú khác biệt lớn nhất chính là người trước có linh trí. Đại đa số tiên thiên sinh linh còn không cách nào hóa hình, những cái kia không cách nào động tiên thiên sinh linh thường xuyên gặp hung thú tàn phá, có thể chạy tiên thiên sinh linh thì phát hiện nuốt hung thú có thể mạnh lên. Cứ như vậy, tiên thiên sinh linh cùng hung thú ở giữa mâu thuẫn bắt đầu ấp ủ. Thời gian cực nhanh. Lại là một ngàn năm đi qua. Hàng tuyệt tu vi lại có tiến bộ rất lớn, mặc dù tốc độ tiến bộ không lớn bằng lúc trước, nhưng có thể cảm nhận được cũng rất không tệ. Nhất định phải cảm nhận được thành quả, mới có thể có không ngừng động lực để tiến tới. Tại trong ngàn năm này, ẩn môn đệ tử cũng có tiến bộ. Kim cương nộ, hắc ngục yêu quân tuần tự bước vào thần cảnh, đều chiếm được hàng tuyệt truyền thụ cực nguyên đại đạo. Người tu hành cực nguyên đại đạo càng ngày càng nhiều, hàng tuyệt rất hài lòng. Chỉ là đạo chí tôn bọn người tu hành cực nguyên đại đạo, hàng tuyệt liền cảm nhận được cực nguyên đại đạo đang mạnh lên. Hắn mặc dù cũng cần lĩnh hội cực nguyên đại đạo, nhưng cực nguyên đại đạo chính là hắn sáng tạo, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cực nguyên đại đạo mạnh lên. Một ngày này, Chu Phàm tìm tới Hàng Tuyệt. Không cho phép. Hàng Tuyệt mặt không thay đổi nói ra. Chu Phàm vậy mà muốn ra ngoài. Làm sao có thể? Chu Phàm cao mày nói, chúng ta lại không hành động, ẩn môn sở thuộc tam vực chi địa tất nhiên bị xâm chiếm. Hàng Tuyệt nói, chiếm cũng liền chiếm, ngươi trước tu luyện tới chuẩn thánh lại nói, trước đó, ngươi đừng nghĩ ra ngoài. Chu Phàm chính là thất đạo thánh pháp tướng, ra ngoài sẽ không chết, nhưng khẳng định gây phiền toái. Hàng tuyệt chính là muốn đem Chu Phàm đặt tại nơi này, để Chu Phàm tu hành cực nguyên đại đạo, dần già, thất đạo thánh cũng đừng hòng điều khiển Chu Phàm. Nếu như Chu Phàm đủ mạnh, thất đạo thánh cũng không dám lại nhằm vào hàng tuyệt, hàng tuyệt nếu là vẫn lạc, cực nguyên đại đạo tất cả người tu hành đều được gặp nạn, bao quát Chu Phàm. Chuẩn thánh. Vậy cỡ nào lâu? Chu Phàm sắc mặt đại biến, mặc dù hắn đã là hỗn độn thể chất, có thể nghĩ muốn tu hành đến chuẩn thánh. Hắn nhìn chằm hàng tuyệt, hỏi, ngươi đã chuẩn thánh. Ừm. Hỏi ngươi. Ngươi xưng hô như thế nào vi sư? Xem ra gần nhất có chút tung bay, đi thôi, tiến hành mô phỏng thí luyện. Hàng tuyệt mặc kệ chu phàm có đồng ý hay không, cưỡng ép kéo vào mô phỏng thí luyện bên trong. Mấy ngày sau. chu phàm đi ra đạo quán, thần sắc ngốc trệ, trong tay áo hai tay rung nhẹ nhẹ. Hắc ngục kê xuất hiện ở chung quanh, không biết có phải hay không trùng hợp, nó cười hỏi, tiểu tử thúi, ngươi thế nào? chu phàm không có trả lời, như là cái xác không hồn, chết lặng hướng đi chỗ ở của mình rất nhanh việc này liền truyền ra. Mặt khác muốn đi ra đệ tử cũng không dám lại tìm hàng tuyệt. Bọn hắn suy đoán tiếp xuống khả năng xuất hiện thiên địa kịch biến, cho nên hàng tuyệt mới không để cho bọn hắn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ẩn môn bên trong lần nữa nhấc lên một cổ khẩn trương khổ tu chi phong. Mười năm sau, hàng tuyệt nguyền rũ xong mệnh cơ thánh nhân, đi ra đạo quán, bắt đầu ở trong bách nhạc tiên xuyên du lịch. Quỷ dị thần linh đi theo phía sau hắn, cho đến hôm nay, trừ hàng tuyệt, không có những người khác có thể nhìn thấy quỷ dị thần linh ẩn môn đệ tử phần lớn đều đang tu luyện chỉ có một người không có đó chính là hàng đoạ thiên hàng đoạ thiên triệu tập tất cả hóa hình tiên thiên sinh linh tụ tập tại trong một vùng thung lũng hàng tuyệt đi vào trên đỉnh núi lặng lẽ quan sát ừm hàng tuyệt biểu lộ cổ quái tên này là tại luyện binh chỉ gặp hàng đoạ thiên đứng tại phía trước nhất tiên thiên sinh linh bọn họ bắt chước hắn huy quyền nhất chân có chút ý tứ hàng tuyệt nhìn một hồi liền rời đi hắn đối với hàng đoạ thiên bản thân cũng không có bao lớn chờ mong. Hàng Tuyệt lại đi tới U tộc lãnh địa, tất cả người U tộc đều đang tu luyện, lãnh địa yên tĩnh. U tộc thái độ ngược lại để hắn rất hài lòng. Đúng lúc này, Hàng Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được một cổ đã lâu khí tức quen thuộc. Long Hạo. Tiểu tử này sao lại tới đây? Hàng Tuyệt đều suýt nữa quên mất Long Hạo. Long Hạo ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên dừng lại, đang núp ở một chỗ tu luyện. Hàng Tuyệt kiểm tra một chút phụ cận cường địch, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài mạnh nhất cũng chỉ là Long Hạo, nhất huyền thần nguyên tu vi. Nghĩ nghĩ, Hàng Tuyệt thôi động toàn thân pháp bảo, âm dương hộ sinh nhật nguyệt bắn ra thần quang đem hắn bao phủ sơn động chỗ sâu long hạo bỗng nhiên cảm nhận được một trận cường quang xuất hiện hắn mở to mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy hàng tuyệt thân hình không cách nào nhìn trộm nó chân dung long hạo dọa đến lập tức đứng dậy trận địa sẵn sàng đón quân địch ngay sau đó hắn ánh mắt biến đổi cẩn thận từng ly từng tí hỏi sư phụ hàng tuyệt nói ta vẫn là sư phụ ngươi sao long hạo vội vàng quỳ xuống sợ hãi nói một ngày vi sư tỉnh thế vi sư ngươi ngay cả phụ thân ngươi cũng dám đối phó ta còn thực sự không còn dám thu ngươi, sợ ngươi ngày nào cường đại sau thí sư. Hàng tuyệt ngữ khí tràn ngập trào phúng. Long hạo lúng túng nói, ta chỉ là tranh quyền, nhưng không có muốn giết phụ hoàng ta ý tứ, thiên đình tại phụ hoàng ta dẫn đầu xuống, đã tiến vào bình cảnh, hắn một mực tuân theo đạo tổ ý chí, muốn giữ gìn tam giới hòa bình, hiếp yếu sợ mạnh, thiên đình như thế nào phát triển. Ngay cả chân long tộc đều có chút xem thường hắn. Trước kia, thiên đình, thần cung, phật môn, yêu đình tứ phương thế lực diễn kịch, luôn luôn muốn duy trì cân bằng cục diện, nhưng hắn là thiên đế, thiên đế há có thể cùng những người khác bình khởi bình tọa. Ta cho là hắn không xứng là thiên đế. Hắn đã đánh mất thiên đế nên có bá khí. Long Hạo càng nói càng kích động, đến cuối cùng, đỏ ngầu cả mắt. Rất hiển nhiên, những lời này hắn đã nhẫn nhịn thật lâu. Hàng tuyệt ngắt lời nói, ta không muốn quản những này, cũng không muốn biết, ta chỉ muốn biết ngươi vì sao trở về. Long Hạo cắn răng nói, ta muốn quay về ẩn môn. Tránh một đoạn thời gian, sau đó lại ra ngoài gây chuyện. Ngươi coi ẩn môn là địa phương nào? sẽ không về sau không có phân phó của ngài ta sẽ không lại ra ngoài tiến về bách nhạc tiên xuyên phát trận trước dập đầu đi một bên gõ một bên nói ngươi sai nói một ngàn năm a à. long hạo bị hù dọa hàng tuyệt không tiếp tục để ý hắn hư không tiêu thất tại nguyên chỗ long hạo sắc mặt âm tình biến ảo hạo thiên nổi lên cảm thái nói chuẩn thánh sư phụ ngươi ít nhất là chuẩn thánh trách không được xem ra ngươi tình báo có sai sư phụ ngươi tuyệt không có khả năng chỉ có hơn một vạn tuổi long hạo thống khổ nói quỳ một ngàn năm, còn muốn một mực nhận lầm, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hạo Thiên tức giận nói, ngươi không phải mình muốn về tới sao, dù sao cũng phải trả giá đắt, đổi thành ta là sư phụ ngươi, cũng không có đơn giản như vậy.